Chương 426 triệu gia dược điền. Ở rào tre viện trước, xuất hiện vài đạo thân ảnh ấy, Trương Huyền còn đều gặp qua, trong đó dẫn đầu một người, cầm một cây long đầu quải trượng, đúng là phía trước Trương Huyền ở bệnh viện nhìn thấy quá Triệu tiên sinh. Lúc ấy Triệu tiên sinh muốn cho Trương Huyền giúp hắn đệ đệ chữa bệnh, lại bị Trương Huyền cự tuyệt. Triệu tiên sinh bên người, đi theo vài tên bảo tiêu, đương vài tên bảo tiêu nhìn đến dược điền nội thiết bị thạch hộc đều bị người trích đi rồi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kinh hô một tiếng, lão nhân, ngươi làm cái gì? Lão nhân nhanh chân liền chuẩn bị chạy, bất quá hắn sao có thể chạy trốn quá vài tên bảo tiêu, không hai bước đã bị người ấn đảo. Bảo tiêu từ lão nhân trên người tìm ra vài cọng thiết bị thạch hộc. Triệu tiên sinh chống quải trượng, chậm gì gì đi tới, đương nhìn đến còn sót lại vài cọng thiết bị thạch hộc sau, nhíu nhíu mày, như thế nào liền này vài cọng, còn lại đâu? Lão nhân sợ tới mức cả người run, không, không biết. Lão Đông Tây, đừng cùng ta chơi đa dạng, bằng không lộng chết ngươi. Một người bảo tiêu uy hiếp nói. Lão nhân vừa nghe lời này, thân mình tức khắc mềm nhũn, bị người mua đi rồi. Ai mua? Triệu tiên sinh ánh mắt một ngưng. Này thiết bị thạch hộc, là hắn trong lúc vô ý tại đây trong thôn phát hiện, lúc ấy còn chưa tới tốt nhất ngắt lấy thời gian, vì này vài cọng thiết bị thạch hộc, Triệu tiên sinh chuyên môn vây quanh cái rào tre viện, còn đem này khối địa mua, tìm người phô dược điền, vì chính là làm này đó thiết bị thạch hộc, trưởng thành đến tốt nhất thời cơ, hôm nay, đúng là ngắt lấy tốt nhất thời gian, kết quả lại bị người nhanh chân đến trước, này đó thiết bị thạch hộc, với hắn mà nói, phá lệ quan trọng. Lão nhân run run môi, ta không biết, là ở Ngân Châu, làm một cái tiểu tử mua đi rồi. Dẫn hắn đi tìm, Triệu tiên sinh mệnh lệnh một tiếng, trong giọng nói, mang theo một loại chân thật đáng tin hương vị. Vài tên bảo tiêu nghe lệnh, áp lão nhân lên xe, hướng Ngân Châu thị khai đi. Trương Huyền hôm nay tâm tình vẫn là không tồi, đầu tiên là ở khai trương nghi thức thượng, làm Kha Bân ăn cái bẹp, kiếm lời Kha Bân gần ngàn vạn, vừa mới lại mua tới vài cọng dược liệu, loại này hoang dại thiết bị thạch hộc. Đặc biệt là ở Ngân Châu loại này địa lý hoàn cảnh hạ sinh trưởng, kia tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu, làm đến như vậy vài cọng dược liệu, tuy rằng tạm thời vô dụng, nhưng cũng là làm Trương Huyền vui sướng, này đó dược liệu lưu trữ, khi nào đều có thể lấy ra tới. Thành thành thơi thơi đi bộ hồi Lâm Thị, trực tiếp thượng đỉnh tầng, đẩy ra Lâm Thanh Hạm cửa văn phòng. Lâm Thanh Hạm tuy rằng trong khoảng thời gian này đều không ở, nhưng văn phòng như cũng bị bí thư Lý Na quét tước sạch sẽ. Trương Huyền nhìn đến, Lâm Thanh Hạm bàn làm việc thượng, chất đống không ít văn kiện, đều là chờ Lâm Thanh Hạm trở về phê duyệt. Lắc lắc đầu, Trương Huyền ngồi vào Lâm Thanh Hạm làm công ghế, lấy quá này đó văn kiện, từng cái nhìn lên. Lâm thị này chục tỷ tài sản, đối Trương Huyền tới nói, quản lý lên, kia vẫn là nhẹ nhàng, thương nghiệp thượng một ít quyết sách, xử lý lên chút nào không uổng lực, nguyên bản chồng chất ở bàn làm việc thượng văn kiện, Trương Huyền dùng một giờ, liền xử lý sạch sẽ, theo sau thông chi Lý Na. Đối với Trương Huyền làm ra này đó quyết sách, Lý Na không có chút nào nghi ngờ, Trương Huyền bản lĩnh, nàng bản nhân cũng là kiến thức quá. Trương tiên sinh, công ty hòm thư chung có chút biểu kiện, cũng yêu cầu lập tức xử lý một chút, người phải có thời gian nói liền giúp Lâm Tổng nhìn xem đi. Lý Na nhắc nhở nói. Hành, Trương Huyền gật gật đầu, mở ra máy tính, tiến vào công ty hòm thư, xử lý khởi một ít biểu kiện tới. Lâm thị dưới lầu, dừng lại một chiếc màu đen chạy băng băng xe. Xe trên ghế sau, ngồi một già một trẻ hai gã nam nhân. Trong đó, tuổi trẻ nhìn qua 30 tuổi tả hữu, lão điểm 60 tuổi. Cha, ngươi nói Lâm thị sẽ đi vào khuôn khổ sao? Tuổi trẻ điểm nam nhân, trong tay cầm một phần văn kiện, chúng ta như vậy bức Lâm thị, nếu Lâm thị hạ quyết tâm, lựa chọn triệt tư nói, chúng ta liền một chút đường lui đều không có a. Lão điểm nam nhân cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, Lâm thị vì cái này hạng mục. Làm người cùng chúng ta giao thiệp có nửa năm lâu, không nói đầu bao nhiêu tiền, chỉ là này trong đó tâm huyết, đều sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng từ bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn triệt tư. Hai người ngồi ở trong xe, nhìn trước mặt Lâm thị cao ốc, như là đang chờ đợi cái gì. Lâm thị cao ốc chung, một người 30 tuổi tả hữu nam nhân, chính vẻ mặt hoảng loạn hướng tầng thượng mà đi. Lâm tổng đâu, tới rồi tầng cao nhất, nam nhân trực tiếp hướng Lý Na lớn tiếng hỏi. Với Vĩ, ngươi như thế nào đã trở lại? Lý Na nhìn thấy nam nhân, có vẻ rất là ngoài ý muốn, ngươi không phải ở nơi khác khảo sát đâu sao? Có quan trọng sự muốn cùng Lâm Tổng hội báo, nhưng Lâm Tổng điện thoại vẫn luôn đánh không thông.
Với vĩ trên mặt có vẻ thực nôn nóng, Lâm Tổng ở văn phòng sao? Không ở, Lý Na lắc lắc đầu, Lâm Tổng đi công tác, nàng giao đãi quá, trong khoảng thời gian này nàng điện thoại đích xác sẽ đánh không thông, có chuyện gì chờ nàng trở lại làm quyết định liền hảo. Trở về, với vĩ vừa nghe lời này, vội vàng lắc đầu, không được, chờ không được thời gian dài như vậy, hiện tại công ty ai làm quyết định? Lâm Tổng tiên sinh, Lý Na chỉ Lâm Thanh Hãm văn phòng. Lâm Tổng kết hôn, với vĩ sừng sốt, hắn vẫn luôn đều ở khác thành thị cùng khách hàng trao đổi hãng nhất hợp tác, thời gian rất lâu không có trở về qua, ngày thường công tác đều là gọi điện thoại cùng Lâm Thanh Hãm hội báo, lại đã chịu Lâm Thanh Hãm trực tiếp quản hạt, không ai cho hắn thông chi, hắn còn một chút cũng không biết Lâm Thanh Hãm đã kết hôn này tin tức đâu, ở biết được Lâm Thanh Hãm kết hôn sau, hắn trong lòng có một loại mạc danh mất mát, Lâm Thanh Hãm kia tuyệt đối là công ty sở hữu nam đồng bào nữ thần. Tuy rằng đại gia trong lòng biết chính mình cùng cái này nữ thần sẽ không có bất luận cái gì khả năng, nhưng ở biết được Lâm Thanh Hãm kết hôn sau, trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng. Lâm Tổng sự liền không cần ngươi nhọc lòng, có gì sự ngươi đi cấp Trương Tiên Sinh nói đi, Trương Tiên Sinh có thể làm quyết định. Lý Na hướng văn phòng chu chu môi. Với vĩ đi đến văn phòng trước, thở sâu, gõ gõ môn. Tiến, Trương Huyền thanh âm. Từ văn phòng chung vang lên. Với vĩ mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe được văn phòng nội vang lên bắn nhau trò chơi thanh âm, nghe thấy thanh âm này, với vĩ đều biết Trương Huyền chơi là cái gì. Ở vào cửa trước tiên, với vĩ liền ở đánh giá Trương Huyền, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thế nào một người nam nhân, có thể cưới được Lâm Tổng, nhìn nửa ngày, với vĩ chỉ tổng kết ra hai chữ, bình phàm. Ngồi ở văn phòng chơi game, với vĩ trong lòng hừ lạnh một tiếng, phi thường khinh thường. Hắn nhưng nhớ rõ ràng, dĩ vãng Lâm Tổng, kia đều là vội vàng công tác, đâu giống vị này như vậy nhàn nhã. Trương Huyền này một khối trò chơi cũng liền chơi 5 phút, sau khi kết thúc, phát hiện với vĩ còn đứng ở trong văn phòng, một câu cũng chưa cổ họng, đối mặt cái này xa lạ gương mặt, Trương Huyền hỏi, có chuyện gì sao? Có cái kế hoạch yêu cầu ngươi xem một chút, với vĩ cũng không biết nên như thế nào xưng hô Trương Huyền, đơn giản liền không nói chuyện, huống hồ hắn trong lòng. Cũng không thế nào tán thành cái này Lâm Tổng lão công, trực tiếp đem một quyển kế hoạch thư đặt ở Trương Huyền trước mặt. Chương 427 ta làm quyết định. Trương Huyền đem này bổn kế hoạch thư cầm lấy nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, cái này kế hoạch, hắn vừa mới còn ở Lâm Thanh Hãm trên máy tính nhìn đến quá đâu, đây là một cái Lâm thị ở nửa năm trước liền quyết định đầu tư hạng mục, này nửa năm qua, lục tục đầu tư vượt qua 1 tỷ, chẳng qua hiệu quả cũng không lý tưởng. Trương Huyền nhìn đến ở chỗ vĩ lấy ra kế hoạch thư chung, đối phương yêu cầu tiến hành lợi nhuận một lần nữa phân phối, nếu không đem không đáng tiến hành đi xuống. Lần này kế hoạch, tuy rằng Lâm thị đầu tư 1 tỷ, nhưng chủ đạo quyền tất cả đều ở đối phương nơi đó. Với vĩ lần này tới, chính là muốn cho Lâm Thỉnh Hạm làm quyết định, nhìn xem lần này lợi nhuận nên như thế nào một lần nữa phân chia. Trương Huyền quét vài lần, đem kế hoạch thư tùy tiện hướng bên cạnh một ném, đối phương sử dụng thủ đoạn là thuộc về có loại uy hiếp thành phần ở bên trong, như vậy hoa chiêu, Trương Huyền gặp qua quá nhiều, hơn nữa, cái này hạng mục ở Trương Huyền xem ra, liếc mắt một cái là có thể xem thấu thấu triệt triệt, đối phương hiện tại yêu cầu một lần nữa phân phối lợi nhuận, đơn giản là bắt chẹt Lâm Thị tâm lý mà thôi, nếu Lâm Thị không đồng ý, thật muốn nháo bẻ, đối phương so Lâm Thị muốn thảm đến nhiều. Trương Huyền có thể nhìn ra đồ vật, với vĩ nhìn không ra tới, hắn hiện tại thực lo lắng, sợ đối phương ngưng hẳn hợp tác. Cứ như vậy, Lâm Thị 1 tỷ ném đá trên sông không nói, này nửa năm nhiều tâm huyết, cũng tương đương là uổng phí. Với vĩ nhìn Trương Huyền kia vẻ mặt thờ ơ bộ dáng, mở miệng hỏi, xử lý như thế nào? Triệt tư là được, Trương Huyền vừa nói, một bên lại khai một phen trò chơi. Nghe trong máy tính truyền đến trò chơi thanh, với vĩ trong lòng một cỗ tức giận đột nhiên dâng lên, triệt tư. Dựa vào cái gì muốn triệt tư? Bằng không đâu. Trương Huyền đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đem lợi nhuận đa phần một thành cho bọn hắn, kết quả là chúng ta kiếm cái gì? Triệt tư là được. Không được, với vĩ vung tay lên, tuyệt đối không thể triệt tư. Chúng ta đã đầu 1 tỷ A, nếu triệt tư, này 1 tỷ liền ném đá trên sông, việc này cần thiết muốn cho Lâm Tổng tới làm quyết định. Không cần, ta làm quyết định là được. Trương Huyền tuy rằng nói chuyện thời điểm lộ ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Nhưng hắn ngữ khí cho người ta một loại không dung cự tuyệt cảm giác, đi nói cho bọn họ đi, triệt tư. Với vĩ gần nhất quyền, hét lớn một tiếng, người rốt cuộc hiểu hay không? Trương Huyền nhìn với vĩ liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt chuyển rời đến trên màn hình máy tính, mở miệng nói, ta hiểu hay không là một chuyện,
ta có thể hay không làm quyết định là mặt khác một chuyện, hiện tại là từ ta tới làm quyết định, Triệt Tư, được rồi, người đi ra ngoài đi. Trương Huyền giọng nói rơi xuống sau, hướng Với Vĩ phất phất tay. Với Vĩ trừng mắt, thở hổn hển, ước chừng mười mấy giây sau, hắn bỗng nhiên xoay người, đi ra văn phòng môn, dùng sức đem văn phòng đại môn quăng ngã thượng. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Với Vĩ vừa ra văn phòng, liền nhịn không được giống lớn lên. Sao lại thế này, Lý Na cau mày, đi đến Với Vĩ trước mặt, kêu cái gì đâu. Bí thư Lý, bên trong người này rốt cuộc có thể hay không làm quyết định. Lâm Tổng đâu, Lâm Tổng khi nào trở về. Với Vĩ khí tay đều ở phát run, Triệt Tư, này không hiểu trang hiểu hóa, xem hắn như vậy, tâm tư căn bản là không ở sinh ý mặt trên, này có thể Triệt Tư sao. Lý Na mở miệng nói, Lâm Tổng khi nào trở về còn không rõ ràng lắm, Trương Tiên Sinh là hoàn toàn có thể làm quyết định, người nghe Trương Tiên Sinh liền hảo. Hắn làm quyết định, loại sự tình này hắn có thể làm quyết định, Với Vĩ vẻ mặt khinh thường. Lý Na mày nhăn càng khẩn, cảnh cáo nói, Với Vĩ, làm rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi chỉ là cái chấp hành người, quyết sách giả, là Lâm Tổng cùng Trương Tiên Sinh, có chuyện gì, ngươi dựa theo Trương Tiên Sinh nói đi làm là được, tại đây phát ra nghi ngờ, không phải ngươi chuyện nên làm. Với Vĩ cũng minh bạch Lý Na nói đạo lý này, nhưng hắn trong lòng chính là khó chịu, nếu hôm nay, là Lâm Thanh Hạm làm ra Triệt Tư quyết định này, hắn là sẽ không có một chút dư thừa nói, nhưng cố tình là Trương Huyền, ở biết đây là Lâm Tổng lão công sau, Với Vĩ trong lòng liền cảm giác thực khó chịu, có một loại tình cảm chân thành chân bảo bị người cướp đi cảm giác, cho nên hắn từ nhìn thấy Trương Huyền kia một khắc khởi, liền mang một loại thành kiến đi đối đãi Trương Huyền. Với Vĩ hít sâu một hơi, gật gật đầu, hảo. Nếu là các ngươi quyết định, ta đây liền đi theo đối phương nói Triệt Tư sự, hy vọng đến lúc đó không cần hối hận. Với Vĩ nói xong, vung tay, đi nhanh chiều công ty dưới lầu đi đến. Ở Lâm thị cao ốc trước cửa, một chiếc chạy băng băng trong xe. Một già một trẻ hai người ngồi ở ghế sau nội, đương nhìn đến Với Vĩ từ cao ốc ra tới sau, hai người trên mặt biểu tình đều có vẻ có chút khẩn trương. Cha, ngươi nói Lâm thị sẽ đồng ý sao? Bọn họ muốn thật Triệt Tư. Chúng ta làm sao bây giờ a? Tuyệt đối sẽ không, lão một chút nam nhân thực khẳng định mở miệng, điểm này tin tưởng ta còn là có, Lâm thị không dám để Triệt Tư sự, bọn họ không biết chúng ta điểm mấu chốt là cái gì, đưa ra Triệt Tư, bọn họ muốn trước hết suy xét chính mình nguy hiểm. Hành, tuổi trẻ nam nhân hít sâu một hơi, mở cửa xe, hướng nghênh diện đi tới Với Vĩ chào hỏi, Hải, Với tiên sinh, thế nào, chúng ta ý kiến, quyết sách như thế nào a? Với Vĩ há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào mở miệng, này Triệt Tư hai chữ nói ra đi, đã có thể thu không trở lại a, nhân gia muốn thật sự dưới sự tức giận đi rồi, Lâm thị này tiền, liền hoàn toàn ném đá trên sông. Với tiên sinh, tuổi trẻ nam nhân hướng Với Vĩ phất phất tay. Với Vĩ hiện tại thật sự có loại xúc động, lên lầu lại cùng Trương Huyền hảo hảo đàm phán một lần, nói cho hắn, sinh ý không phải làm như vậy. Với tiên sinh, thế nào? Tuổi trẻ nam nhân lại lần nữa hỏi. Với Vĩ chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi, chúng ta cuối cùng quyết sách là, Triệt Tư. Đang nói ra Triệt Tư này hai chữ khi, Với Vĩ cảm giác cả người như là bị rút cạn sức lực. Tuổi trẻ nam nhân vừa nghe này hai tự, sắc mặt biến đổi, Triệt Tư. Với tiên sinh, các ngươi là nghiêm túc. Đúng vậy, nghiêm túc. Với Vĩ gật đầu, đây là lãnh đạo làm ra quyết định, hai vị, xin lỗi. Với Vĩ nói xong, xoay người chiều Lâm thị đi đến, hắn vốn là cùng này hai người cùng nhau tới, hồi thời điểm cùng nhau hồi, nhưng hiện tại muốn quyết định Triệt Tư, hắn cũng liền không có lại trở về tất yếu. Tuổi trẻ nam nhân nhìn Với Vĩ rời đi bóng dáng, trong lòng phá lệ hoảng loạn, Lâm thị thế nhưng thật sự Triệt Tư. Lần này hạng mục, Lâm thị tuy rằng đầu 1 tỷ, Triệt Tư quyết định sẽ làm này 1 tỷ ném đá trên sông, nhưng chính bọn họ đầu cũng không ít a, ước chừng có 500 triệu đâu. Bọn họ không giống như là Lâm thị loại này quái vật khổng lồ, 500 triệu, tương đương với toàn bộ thân gia, này Lâm thị thật muốn Triệt Tư, đối Lâm thị tới nói, là một bút nghiêm trọng hao tổn, nhưng đối chính mình mà nói, đó chính là phá sản a. Ngồi ở trong xe tên kia lão một chút nam nhân cũng nghe đến Với Vĩ nói, thấy ở Vĩ đi xa, hắn vội vàng hướng chính mình nhi tử mở miệng, còn chờ cái gì đâu, mau đuổi theo đi lên, không thể làm Triệt Tư a. Tuổi trẻ nam nhân bị nhắc nhở một câu mới hồi quá mức tới, vội vàng chiều Với Vĩ đuổi theo. Chương 428 bội phục. Với tiên sinh, xin dừng bước. Tuổi trẻ nam nhân đi nhanh chiều Với Vĩ chạy tới.
Với vĩ nghe được thanh âm, nghỉ chân, đầy mặt nghi hoặc quay đầu lại. Tuổi trẻ nam nhân lộ ra vẻ mặt tươi cười, với tiên sinh, ngươi nhìn xem ngươi, đi như vậy cấp, chúng ta đây là hợp tác, có thứ gì đều có thể nói sao, không cần phải triệt tư a. Với vĩ nguyên bản, nghĩ đối phương khả năng sẽ sinh khí, nói cái gì đó lời nói, lại không nghĩ rằng, đối phương thế nhưng là như thế này một cái thái độ, xem này bộ dáng này, với vĩ tức khắc liền phản ứng lại đây, đối phương căn bản là không nghĩ làm Lâm Thị triệt tư. Vương Tổng, các người nói ích lợi phân phối, chúng ta quản lý tầng không tiếp thu được, chỉ có thể lựa chọn triệt tư. Với vĩ đối tuổi trẻ nam nhân mở miệng, bị gọi Vương Tổng tuổi trẻ nam nhân cười cười, với tiên sinh, ngươi xem, này ích lợi nên như thế nào phân phối, là thương lượng tới sao, nếu quý công ty không tiếp thu được, kia chúng ta liền không nói chuyện này, còn ấn ban đầu nói đi, thế nào. Với vĩ nghe được Vương Tổng như vậy một phen lời nói, trong lòng đột nhiên vui sướng lên, chỉ là mặt ngoài còn biểu hiện thực bình đạm, nếu nói như vậy, ta đây đi theo chúng ta lãnh đạo lại nói. Hành, phiền toái với tiên sinh. Với vĩ xoay người, đi vào Lâm Thị cao ốc, nhìn mắt thang máy, ánh mắt không khỏi hướng về phía trước phương nhìn lại, trong lòng nghĩ đến, thật đúng là làm người này mèo mù gặp chuột chết, hắn lười đến quản, muốn triệt tư, kết quả trùng hợp nắm đối phương mạch máu, này vận khí cũng thật tốt quá điểm đi. Với vĩ chờ thang máy từ tầng cao nhất đến lầu 1. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai. Bí thư Lý Na từ thang máy đi ra, xuất hiện ở Vương Vĩ trước mặt. Tới, đang muốn tìm ngươi. Lý Na nhìn mắt với Vĩ, nói. Tìm ta, với Vĩ vẻ mặt nghi hoặc, là hắn quyết định không triệt tư. Không cần, Vương Tổng bên kia. Với Vĩ vừa muốn mở miệng, bị Lý Na đánh gãy. Trương tiên sinh muốn ta cho ngươi nói, nếu đối phương thỉnh cầu chúng ta không cần triệt tư, vậy đem nguyên bản định ra tam thất lợi nhuận, biến thành nhị bát, bọn họ nhị, chúng ta tám. Cái gì, với Vĩ ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Trong lòng cảm thấy chấn động. Làm với Vĩ chấn động, không phải Trương Huyền đưa ra lợi nhuận nhị bát phân, mà là Trương Huyền thế nhưng, có thể tính đến Vương Tổng bọn họ phản ứng. Giờ khắc này, một loại thật sâu kính nể, từ với Vĩ đáy lòng đột nhiên sinh ra, nguyên lai, kia triệt tư hai chữ đều không phải là tùy tiện nói mà thôi. Hắn trong lòng đối Trương Huyền coi khinh, bởi vì Lý Na đã đến, hoàn toàn biến mất, không hổ là Lâm Tổng lão công, ánh mắt xem so với chính mình, muốn xa quá nhiều. Với Vĩ gật gật đầu, chiều công ty ngoại đi đến, xoay người kia một sát, với Vĩ đột nhiên quay đầu lại. Đúng rồi, bí thư Lý. Ân, Lý Na nghi hoặc một tiếng. Giúp ta cấp Trương tiên sinh nói hạ xin lỗi, ta vừa mới thái độ, có chút quá mức. Với Vĩ đầy mặt xin lỗi nói. Lý Na vẫy vẫy tay, yên tâm đi, Trương tiên sinh biết, ngươi cũng là vì công ty hảo, hắn sẽ không trách ngươi. Với Vĩ gật đầu, rời đi công ty. Hôm nay. Rất nhiều Lâm Thị quyết sách đều là từ Trương Huyền tới làm, một ít hiểu biết Trương Huyền người, tự nhiên sẽ không đưa ra cái gì dị nghị, rốt cuộc đều kiến thức quá Trương Huyền bản lĩnh, mà những cái đó không hiểu Trương Huyền người, đối Trương Huyền làm ra quyết sách, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý kiến. Có một cái lâu bàn, bởi vì địa lý phân chia vấn đề, yêu cầu một lần nữa chỉnh đốn và cải cách, muốn lại lấy một cái thiết kế đổ ra tới, Trương Huyền cảm thấy lại tìm thiết kế sư phiền toái. Liền chính mình đương trường làm một phần thiết kế đổ cấp cái kia thi công đội phát qua đi, thi công đội vốn dĩ đối Trương Huyền làm ra thiết kế đổ ý kiến rất lớn, mà khi chấp hành thời điểm, bọn họ phát hiện, này phân thiết kế đổ tinh diệu chỗ, viễn siêu chính mình tưởng tượng, không chỉ có đem vấn đề hoàn toàn giải quyết, còn so với phía trước càng tốt. Buổi chiều 5 giờ, Trương Huyền đúng giờ tan tầm, đương nửa ngày lão tổng, Trương Huyền cuối cùng minh bạch, Lâm Thanh Hạm vì sao mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Rất nhiều đồ vật Trương Huyền tự thân xử lý lên, phi thường mau, nhưng cấp Lâm Thỉnh Hạm, liền làm không được Trương Huyền như vậy nhanh chóng. Lâm Thanh Hạm tuy rằng bị dự vì Ngân Châu thương nghiệp nữ vương, nhưng trước sau từ thương thời gian quá ngắn, nói đến cùng, rất nhiều cùng Lâm Thanh Hạm giống nhau đại người, có chút thậm chí đến bây giờ đều không có một phần ổn định công tác. Lâm Thanh Hạm tuy rằng trưởng quản Lâm Thị mấy năm, nhưng như cũ còn ở một loại học tập tiến bộ giai đoạn. Trương Huyền bất đồng, Trương Huyền tuy rằng quản lý xí nghiệp thời gian không dài. Nhưng hắn sở tiếp xúc xí nghiệp quy mô, so Lâm Thị muốn đại không biết nhiều ít lần, giống như là một cái thường xuyên làm ngàn vị số cùng ngàn vị số phép nhân người, đột nhiên tiếp xúc con số phép nhân, kia căn bản không có chút nào khó khăn. Ra công ty, Trương Huyền chậm gì gì chiều ra đi đến, cảm thụ hạ chính mình cánh tay, bên trong khí, đã bị hắn toàn bộ bài xuất. Ngân Châu trên đường phố, có mấy chục chiếc màu đen Audi A6,
đang ở Ngân Châu qua lại xuyên qua, đến bây giờ đã liên tục một buổi trưa thời gian. Triệu thị tập đoàn cao ốc chung, một người ăn mặc rách nát lão nhân, không ngừng nhìn chằm chằm trước mắt mấy chục cái màn hình, hắn đã ngồi ở này một buổi chiều, đôi mắt đều mau xem hoa. Triệu thị tập đoàn đỉnh tầng. Chống long đầu quải trưởng Triệu tiên sinh đứng ở thật lớn cửa kính sát đất phía trước cửa sổ, nhìn dưới chân ngựa xe như nước, có loại quan sát chúng sinh chi thế. Một người thân xuyên hắc y thanh niên, đi đến Triệu tiên sinh phía sau, cúi đầu cung kính nói, nhị gia, người còn không có tìm được, kia lão Đông Tây nói, đối phương biết thiết bị thạch hộp giá trị, người có thể hay không đã chạy. Vậy đi cha, sân bay, xe lửa, xe buýt, cao tốc thăm dò, phàm là có thể rời đi Ngân Châu đường nhỏ, đều tra một lần, làm kia lão Đông Tây từng cái nhận, loại này hoang dại thiết bị thạch hộp, ta tìm 4 năm mới tìm được, với ta mà nói có thiên đại tác dụng, tuyệt đối không thể ra một chút sai lầm. Nói cho kia lão Đông Tây, nếu dược tìm không trở lại, hắn cũng sống không nổi. Triệu tiên sinh dùng sức nhéo trong tay quải trượng. Đúng vậy, thanh niên vội vàng cúi đầu, theo sau lại chậm rãi đem đầu nâng lên, thử tính hỏi, kia nếu tìm được rồi người, đối phương không chịu cho nói. Bang! Thanh niên lời nói mới vừa nói một nửa, Triệu tiên sinh đột nhiên xoay người, một cái tát thật mạnh trừ ở thanh niên trên mặt, quát lớn nói, ngươi theo ta 7 năm, loại sự tình này, còn muốn ta giáo ngươi sao? Phàm là cùng ta đối nghịch, chết! Minh bạch, thanh niên vội vàng gật đầu, lùi đi ra ngoài. Đãi thanh niên rời đi sau, thật lớn trong phòng chỉ còn Triệu tiên sinh một người, hắn nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có xoay người cơ hội, bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn trở ta. Triệu thị phòng điều khiển nội, sở hữu video giám sát, đều là từ từng chiếc xe thật khi quay chụp tới. Lão nhân híp mắt, một buổi trưa thời gian, hắn có loại mau mù cảm giác. Đột nhiên, lão nhân ánh mắt tỏa định ở một cái theo dõi trong hình, chỉ vào kia hình ảnh chung một bóng hình, hắn, đối, chính là hắn, bị hắn mua đi. Lão nhân vừa nói lời nói, hình ảnh này nháy mắt bị người thiệt xuống dưới, hình ảnh chung, thình lình chính là Trương Huyền thân ảnh. Chương 429 trở về. Trương Huyền ảnh chụp bị Triệu thị lấy ra, phóng đại, đưa đến Triệu tiên sinh trước mặt. Là hắn, Triệu tiên sinh khóe miệng treo lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, thế giới này, thật là quá nhỏ, lần trước sự, chính mình còn không có tìm hắn phiền toái, lần này sự, lại cùng hắn nhắc lên quan hệ. Nhị gia, ta hiện tại liền dẫn người đi tìm hắn. Hắc y thanh niên ở Triệu tiên sinh phía sau nói. Triệu tiên sinh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đi thôi. Trương Huyền đi bộ tan tầm về nhà, trên đường này đó nơi nơi tán loạn Audi A6 hắn đã sớm chú ý tới, mỗi chiếc xe thăm dò, hắn đều xem rõ ràng. Liền ở Trương Huyền đi đến tiểu khu cửa khi, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, biến hóa một phương hướng, đánh chiếc xe, chiều nội thành ngoại mà đi. Thấy Trương Huyền thượng cho thuê, vẫn luôn đi theo Trương Huyền kia chiếc Audi A6, lập tức đuổi theo. Trương Huyền ngồi ở xe taxi nội, nhìn ngoại kính chiếu hậu, kia theo dõi hắn Audi A6 tự nhiên trốn bất quá hắn đôi mắt. Xe taxi dần dần ra nội thành, mau đến quốc lộ. Sư phụ, liền tại đây đình đi. Trương Huyền thấy phía trước vị trí có thể, tức ẩn nấp, lại không có thăm dò, là một cái không tồi chôn cốt mà. Này, tiểu tử, nơi này xuống xe, ngươi nhưng khó đánh xe. Tài xế taxi nhắc nhở một câu. Không có việc gì, có bằng hữu tới đón ta. Trương Huyền thanh toán tiền, đi xuống xe, quốc lộ thượng, nơi nơi là qua lại xuyên qua xe lớn, con đường hai bên, là dã rừng cây, Trương Huyền chui vào rừng cây giữa. Kia chiếc Audi A6 đồng dạng dừng lại, năm người từ trên xe xuống dưới, tìm vừa mới Trương Huyền nện bước, cùng nhau đuổi theo đi vào. 2 phút sau, Trương Huyền từ trong rừng cây ra tới, khai thượng kia chiếc Audi A6, phản hồi nội thành. Đến nỗi vừa mới truy tiến rừng cây kia 5 người, liền theo tới không có xuất hiện quá giống nhau. Buổi tối 8 giờ, Trương Huyền về đến nhà, nhàn nhã nằm ở trên sofa, cấp Lâm Thỉnh Hạm gọi điện thoại, nhắc nhở tắt máy. Cùng thời gian, Triệu thị tập đoàn dưới lầu. Triệu tiên sinh nhìn chằm chằm trước mắt ánh lửa là từ một chiếc Audi A6 thượng thiêu cháy. Xe là ai mở ra? Triệu tiên sinh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đã bị thiêu cháy đen thân xe. Không biết, hắc y thanh niên lắc đầu, đối phương tránh đi sở hữu thăm dò, chúng ta người, đều liên hệ không thượng. Theo trên thân xe lửa lớn bị dập tắt, Triệu tiên sinh phẫn nộ sắc mặt đột nhiên cười, có ý tứ, đã thật lâu, không ai bồi ta như vậy chơi. Nhìn Triệu tiên sinh trên mặt tươi cười,
đứng ở hắn phía sau hắc y thanh niên không tự giác dùng mình một cái, hắn còn nhớ rõ thượng một cái làm Triệu tiên sinh lộ ra như vậy tươi cười người, cả nhà đều thi cốt vô tồn. Một đêm lặng yên mà qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Huyền đi trước Lâm Thị, tiếp tục làm trò hắn tổng tài. Trương Huyền ở rất nhiều vấn đề quyết sách phương hướng cùng quyết sách tốc độ thượng, muốn cao hơn Lâm Thanh Hạm rất nhiều, một ít làm Lâm Thỉnh Hạm đều sẽ cảm thấy đau đầu vấn đề, Trương Huyền thực nhẹ nhàng liền cấp giải quyết. Một trận tự yến kinh đi thông Ngân Châu phi cơ, tự yến kinh sân bay cất cánh. Một bộ màu đen váy dài Lâm Thanh Hạm ngồi ở trên phi cơ, tóc đẹp bàn với sau đầu, cho người ta một loại đoan trang cảm giác. Lâm tiểu thư, kỳ thật có thể cho trong nhà dùng chuyên cơ đưa cho ngươi. Tô Mật ngồi ở Lâm Thanh Hạm bên cạnh, mở miệng nói. Tô Mật ở phía trước, từ Ngân Châu đem Lâm Thanh Hạm thỉnh về Tô ra, lúc này đây, Tô Du chuyên môn làm Tô Mật đi theo Lâm Thanh Hạm, cũng coi như là tiếp tục cấp Lâm Thanh Hạm phổ cập khoa học một ít về cổ võ thế gia đồ vật. Không cần, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, ta còn không có tiếp nhận chức vụ Tô gia gia chủ, bình thường tới liền hảo. Lâm Thanh Hạm nói xong, vẫy vẫy tay gọi tới tiếp viên hàng không, muốn căn đồ sạc tuyến. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Hạm vẫn luôn đều ở Tô gia cổ mà, không có địa phương cấp di động nạp điện, đã tắt máy đã lâu. Theo phi cơ cất cánh, Lâm Thanh Hạm nằm đang ngồi ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Giữa trưa thời gian, phi cơ từ Ngân Châu sân bay rớt xuống, trở lại Ngân Châu, Lâm Thanh Hạm có một loại đã lâu thân thiết cảm, liền cùng Trương Huyền lúc ấy trở về cảm giác giống nhau như đúc, bên ngoài tuy đại, tuy rằng phồn hoa, nhưng chung quy không bằng Ngân Châu cho chính mình cảm giác muốn hảo. Huống chi ở chỗ này, còn có một cái Lâm Thanh Hạm sở tư niệm người. Xuống phi cơ trước tiên, Lâm Thanh Hạm liền mở ra di động, tức khắc có vô số tin tức vọt vào, Lâm Thanh Hạm đem này đó tin tức một cái lọc, chọn lựa mấu chốt nhất. Thời gian dài như vậy không ở công ty, rất nhiều vấn đề đều yêu cầu Lâm Thanh Hạm tới xử lý, Lâm Thanh Hạm một cái tiến hành hồi phục. Lâm tiểu thư, chúng ta hiện tại đi đâu? Tô Mật hỏi. Về trước công ty. Lâm Thanh Hạm thu hồi di động, tuy rằng thấy được Tô gia khổng lồ, nhưng Lâm Thanh Hạm nhất để bụng, vẫn là Lâm Thị, này Lâm Thị tập đoàn đối Lâm Thanh Hạm tới nói, có loại căn cảm giác. Lâm Thanh Hạm mang theo Tô Mật trở lại Lâm Thị tập đoàn, nhìn đến Lâm Thanh Hạm trở về, Lâm Thị công nhân nhóm đều có vẻ có chút ngoài ý muốn. Lâm Tổng hảo. Lâm Tổng đã trở lại. Lâm Thanh Hạm gật đầu ý bảo, vừa muốn lên lầu, nghe được một bên truyền đến thảo luận thanh. Ta cảm thấy lần này cải biến, hoàn toàn có thể thay đổi 30% khoảng cách, làm lâu cùng lâu chi gian khoảng cách kéo đại, gia tăng lấy ánh sáng diện tích. Này thật là một cái không tồi ý tưởng. Lâm Thanh Hạm chiều thảo luận thanh truyền đến địa phương nhìn lại, đúng là một cái thiết kế đoàn đội đang ở đối một sự chuẩn bị khai phá lâu bàn tiến hành cải biến. Lâm Thanh Hạm sở dĩ cứ như vậy khẩn cấp hồi công ty, cũng là vừa rồi thấy được cái này thiết kế đoàn đội ở 3 ngày trước cho chính mình phát tin tức. Bởi vì chính sách sửa đổi, nguyên bản phân chia một miếng đất ra chút vấn đề, yêu cầu một lần nữa thiết kế, hơn nữa định vị. Nhưng Lâm Thanh Hạm hiện tại nghe, bọn họ thế nhưng là ở thảo luận, như thế nào gia tăng lâu cùng lâu chi gian khoảng cách. Các ngươi đang nói cái gì? Lâm Thanh Hạm đi qua đi, hỏi. Cái này đoàn đội vừa mới ở thảo luận vấn đề, cũng không có chú ý tới Lâm Thanh Hạm đã đến, ở nghe được Lâm Thanh Hạm thanh âm sau, đồng thời hỏi thanh Lâm Tổng hảo. Lâm Tổng. Chúng ta nói chính là ngày hôm qua tân thiết kế kế hoạch A, quả thực là quá hoàn mỹ. Đúng vậy, người xem này chỗ ngoặt thiết kế, không những không có lãng phí đất, ngược lại còn bởi vì này một cái nho nhỏ thay đổi, sự hộ hình có thể càng đa dạng hóa, cấp nghiệp chủ lựa chọn càng nhiều. Lâm Thanh Hạm nhìn cái này thiết kế đoàn đội lấy ra thiết kế đồ, trước mắt sáng ngời, bởi vì cái này thiết kế đồ thiết kế, thật sự là quá hoàn mỹ, chẳng sợ Lâm Thanh Hạm chính mình phía trước chuyên môn nhìn chằm chằm thiết kế sư sửa đổi quá vô số lần thiết kế đồ, cũng vô pháp cùng trước mắt này trương đồ so sánh với. Này thiết kế đồ từ đâu ra? Lâm Thanh Hạm hỏi một tiếng. Là Trương tiên sinh cấp, một người chỉ đỉnh đầu. Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm trên mặt không tự giác lộ ra một nụ cười, trong đầu hiện lên nam nhân kia thân ảnh. Lâm Thanh Hạm đi vào tầng cao nhất. Lâm Tổng, người đã trở lại. Lý Na ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Lâm Thanh Hạm, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, Trương Huyền đâu? Trương tiên sinh ở bên trong, Lý Na duỗi tay chỉ. Chương 430 là bảo hộ hắn. Lâm Thanh Hạm đi đến văn phòng trước, thật cẩn thận mở cửa ra một cái phùng, xuyên thấu qua kẹt cửa. Lâm Thanh Hạm nhìn đến, trong môn mặt nam nhân, đang ngồi ở làm công ghế, nhìn chằm chằm trước mặt văn kiện,
thường thường viết viết vẽ vẽ. Lâm Thanh Hạm đứng ở ngoài cửa, lặng lặng nhìn Trương Huyền, này vẫn là nàng lần đầu tiên, như vậy cẩn thận đi xem chính mình nam nhân, kia một trương sườn mặt như đao tước giống nhau kiên nghị, ánh mắt thâm thúy, tựa như biển sao. Nhìn Trương Huyền này nghiêm túc bộ dáng, Lâm Thanh Hạm mặt đẹp thượng không tự giác hiện lên một mặt đỏ bừng, hiện tại nàng, giống như là cái loại này tình đậu sơ khai tiểu nữ sinh, ở nhìn lén chính mình đối tượng thầm mến giống nhau. Trương Huyền vặn vẹo hạ cổ, ánh mắt chuyển rời đến văn phòng trước đại môn, trùng hợp nhìn đến một đôi linh động đôi mắt. Lâm Thanh Hạm trong lòng tức khắc hoảng hốt, có loại làm sai sự bị phát hiện cảm giác. Trương Huyền buông trong tay văn kiện, đứng dậy. Lâm Thanh Hạm cũng đẩy ra văn phòng môn, giảm bớt cảm xúc, thoải mái hào phóng từ cửa đi đến. Lão bà, người đã trở lại, mệt sao? Trương Huyền chiều Lâm Thanh Hạm đi qua đi. Lâm Thanh Hạm vốn tưởng rằng, Trương Huyền sẽ cho chính mình một cái ôm, nàng đều làm tốt phải hảo hảo ôm một cái người nam nhân này chuẩn bị, ngày thường cảm thụ không đến, nhưng trong khoảng thời gian này phân biệt, làm Lâm Thanh Hạm phát hiện, nàng trong lòng, sớm đã đối Trương Huyền có một phần quyến luyến. Chỉ tiếc, Trương Huyền cũng không có giống Lâm Thanh Hạm cho rằng như vậy sẽ ôm lấy nàng, cái này làm cho Lâm Thanh Hạm trong lòng hơi hơi có chút mất mát. Nghe nói mấy ngày nay, công ty rất nhiều quyết sách đều là ngươi làm. Lâm Thanh Hạm nhìn bàn làm việc thượng văn kiện, lại nhìn Trương Huyền. Ân, chồng chất ở kia cũng không phải sự, liền xử lý không tốt địa phương ngươi cũng đừng trách ta a. Trương Huyền gãi gãi đầu. Lâm Thanh Hạm che miệng cười, khó mà làm được, công ty muốn bồi tiền, ta phải bắt ngươi là hỏi. Lâm Thanh Hạm đi đến bàn làm việc trước, nhìn hạ trên bàn văn kiện, nàng nhìn đến, chính mình vừa mới xuống phi cơ phát một ít xử lý phương án, Trương Huyền đã sớm đã cấp giải quyết. Hơn nữa giải quyết phương thức, so với chính mình cấp ra ý kiến càng tốt, nghĩ chính mình ban đầu căn bản là không cho Trương Huyền tiếp xúc công ty sự, Lâm Thanh Hạm đến bây giờ đều có chút hổ thẹn. Tô Mật vẫn luôn đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau, nhìn Trương Huyền, tiếc nuối lắc lắc đầu, nếu là dĩ vãng, người nam nhân này, đích xác cùng Lâm Tiểu Thư rất xứng đôi, rốt cuộc có thể cùng gia chủ trở thành sinh ý thượng đồng bọn, năng lực cùng thiên phú cũng là đáng giá thưởng thức, nhưng là hiện tại. Lâm Tiểu Thư về sau là muốn trở thành Tô gia gia chủ người, người nam nhân này, tự nhiên là vô pháp xứng đôi Lâm Tiểu Thư. Lão bà, ăn cơm sao? Trương Huyền nhìn hạ thời gian, đã giữa trưa? Còn không có, Lâm Thanh Hạm hơi hơi lắc lắc đầu, muốn ăn một nhà củi lửa gà. Hành, không thành vấn đề, ta thỉnh. Trương Huyền vỗ bộ ngực. Lâm Thanh Hạm mang theo Tô Mật, Trương Huyền đơn giản đem Lý Na kêu lên, bốn người chiều một nhà ly Lâm Thị không xa tiệm cơm đi đến. Trương Huyền bốn người chân trước mới ra công ty, ở vào Lâm Thị đối diện một tiệm cà phê nội, một người thanh niên cầm lấy điện thoại, người ra tới, động thủ đi, nhớ kỹ, cần phải muốn cho tiểu tử này đem đồ vật giao ra đây. Trương Huyền bốn người đi vào tiệm cơm nội, muốn cái ghế lô, tùy tiện điểm chút đồ ăn. Lão bà, người mấy ngày nay hồi Tô gia cảm giác thế nào? Trương Huyền ngồi ở Lâm Thanh Hạm bên người, hỏi. Cảm giác không tồi, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Ta mụ mụ đã hoàn thành năm đó tâm nguyện, trở lại Tô gia. Người vẫn luôn ở Tô gia cổ mà đợi, đó là cái địa phương nào a? Trương Huyền tò mò hỏi một tiếng. Người như thế nào biết cổ mà? Lâm Thanh Hạm hỏi ngược lại, nàng không nhớ rõ nàng cấp Trương Huyền nói qua. Ta hỏi người cứu cứu, vẫn luôn liên hệ không thượng ngươi, liền cho hắn gọi điện thoại. Trương Huyền giải thích một tiếng. Lâm Thanh Hạm trả lời, kia hoàn cảnh thực tuyệt đẹp, non xanh nước biếc. Chính là không có tín hiệu, ta. Lâm Thanh Hạm còn tưởng nói cái gì nữa khi, phát hiện có người lôi kéo chính mình ống tay áo, quay đầu vừa thấy, thấy Tô Mật chính không ngừng cho chính mình xử ánh mắt. Ở trở về thời điểm, Tô Mật liền không ngừng một lần cấp Lâm Thanh Hạm nhắc nhở nói, ngàn vạn không thể bại lộ về Tô gia cổ mà sự, thậm chí liền cổ võ đều không thể tùy tiện cho người ta để, bao gồm Trương Huyền đều không được. Lâm Thanh Hạm còn nhớ rõ Tô Mật cho chính mình lời nói. Lâm Tiểu Thư, cổ võ thứ này, không cho ngươi tiên sinh biết, là ở bảo hộ hắn, hắn dù sao cũng là cái người thường, một khi lâm vào cổ võ thế gia phân tranh giữa, với hắn mà nói, đều không phải là cái gì chuyện tốt. Nghĩ vậy chút, Lâm Thanh Hạm ngừng chính mình nói, hướng Trương Huyền nói, về cổ mà, ta cũng cho ngươi nói không rõ, về sau có cơ hội, mang ngươi đi xem đi. Hành, Trương Huyền gật gật đầu. Các đại cổ võ gia tộc cổ mà, hắn kỳ thật đều đi qua. Mỗi một chỗ, đều là hoàn cảnh tuyệt đẹp, tỉ như trúc gia cổ mà là ở một ngọn núi thượng, cả tòa sơn đều thuộc về trúc gia, trên núi thành lập các loại phòng ốc,
liền cùng cổ trang điện ảnh phim truyền hình những cái đó môn phái giống nhau, chẳng qua, mỗi cái thế gia chung có tư cách đi cổ mà người quá ít. Tô gia trước kia cũng chủ động mời quá Trương Huyền đi trước Tô gia cổ mà, rốt cuộc lấy Trương Huyền thân phận, có thể mời đến hắn, là Tô gia vinh hạnh, chỉ là lấy Tô gia địa vị, cũng không có bị Trương Huyền để ở trong lòng. Cho dù là Trúc gia, Trương Huyền lúc ấy cũng là xem ở Lục lão nhân thân phận thượng mới đi. Mà hiện tại, chính mình lão bà sắp trở thành Tô gia gia chủ, Trương Huyền đối cái này Tô gia cổ mà, nhưng thật ra có chút tò mò, rốt cuộc cùng chính mình lão bà có quan hệ sao? Thực mau, mọi người muốn đồ ăn đều thượng bàn. Đang chuẩn bị động đũa khi, ngồi ở một bên Tô Mật sắc mặt biến đổi, đứng dậy chiều ghế lô ngoại đi đến. Trương Huyền nhìn Tô Mật phản ứng, vừa lòng gật gật đầu. Xem ra Tô gia lần này làm cũng không tệ lắm, cái này Tô Mật, đối nguy hiểm cảm ứng còn tính nhanh nhạy. Tô Mật ra ghế lô, đóng lại ghế lô môn, nhìn trước mặt hành lang, khẽ quát một tiếng, xuất hiện đi, trộm cắp, không tính cái gì anh hùng hảo hán. Ở Tô Mật giọng nói rơi xuống 3 giây sau, một cái hắc y thanh niên thân ảnh, xuất hiện ở Tô Mật trước mặt, hắc y thanh niên nhìn Tô Mật, cười nói, ha ha, không nghĩ tới, Lâm gia người bên người, còn có một cao thủ bảo hộ. Này hắc y thanh niên, đúng là đi theo Triệu tiên sinh phía sau người nọ. Tô Mật trên dưới đánh giá liếc mắt một cái hắc y thanh niên, ở đối phương trên người, nàng cảm nhận được một loại hơi thở nguy hiểm, Tô Mật nhíu nhíu mày, cuối cùng ánh mắt, tỏa định ở hắc y thanh niên cổ tay áo, ở đối phương cổ tay áo thượng, thêu một quả đánh dấu. Triệu gia người, Tô Mật nhíu nhíu mày. Ngươi là người nào? Hắc y thanh niên trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể nhận ra chính mình thân phận. Tô Mật ánh mắt, hắn chú ý tới, là căn cứ chính mình cổ tay áo thượng đánh dấu sở phân biệt chính mình thân phận, có thể nhận ra này cái đánh dấu, đều là cổ võ giới người. Tô Mật từ trong lòng, móc ra một quả lệnh bài, lấy ở trên tay. Tô gia, chương 431 yên tâm hảo. Hắc y thanh niên nhìn Tô Mật lấy ra lệnh bài, hít sâu một hơi, trong mắt mang theo chút do dự, Triệu gia cùng Tô gia, đều là cổ võ thế gia, từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Tô Mật nhìn hắc y thanh niên, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở hắc y thanh niên vòng eo đoàn nhận thược, mở miệng nói, chúng ta tương lai gia chủ ở bên trong ăn cơm, các ngươi Triệu gia làm như vậy, chỉ sợ có chút không thích hợp đi. Bên trong, là các ngươi tương lai gia chủ, hắc y thanh niên thân thể chấn động, nếu lần này dược, là bị Tô gia tương lai gia chủ cầm đi, thật đúng là liền không dễ làm. Ta cần thiết cùng ngươi một cái Triệu gia ngoại viên nói dẫn sao. Tô Mật trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Hắc y thanh niên cổ tay áo đánh dấu, đại biểu cho hắc y thanh niên thân phận, cùng với địa vị. Hắc y thanh niên bị Tô Mật nói làm đến trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều, mở miệng nói, các ngươi tương lai gia chủ, cầm chúng ta Nhị gia một kiện rất quan trọng đồ vật, yêu cầu hắn trả lại. Vậy cho các ngươi Nhị gia đi chúng ta Tô gia lấy. Tô Mật phung tay lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắc y thanh niên, nhớ rõ, không cần lại làm ta nhìn đến ngươi ở chỗ này lén lút. Bằng không, hậu quả ngươi biết đến. Tô Mật nói xong, đẩy ra ghế lô môn, đi vào. Hắc y thanh niên nhìn Tô Mật rời đi địa phương, ước chừng qua một phút, hắn mới rời đi. Đi vào ghế lô, Tô Mật nhìn Trương Huyền chính vui vẻ cùng Lâm Thanh Hạm ăn đồ vật, lắc lắc đầu, nếu làm như vậy một người tiếp tục cùng gia chủ đãi ở bên nhau, đối toàn bộ Tô gia tới nói, đều không phải cái gì chuyện tốt, xem ra chính mình cần thiết, nhắc nhở hắn. Một đốn cơm chưa ăn xong, Lâm Thanh Hạm cũng không lại hồi công ty yêu cầu Lâm Thanh Hạm tới giải quyết sự tình, đã ở một buổi sáng thời gian bị Trương Huyền giải quyết xong rồi, trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Hạm cũng là mệt nhọc không được, đơn giản về nhà nghỉ ngơi. Tô Mật đồng dạng, cùng Lâm Thanh Hạm cùng nhau về đến nhà, từ hôm nay trở đi, nàng liền đảm nhiệm khởi Lâm Thanh Hạm bên người hộ vệ. Mới vừa tiến ra môn, Trương Huyền liền chú ý tới, Lâm Thanh Hạm trên mặt tràn ngập mỏi mệt, về đến nhà. Lâm Thanh Hạm liền về phòng ngủ hạ. Trương tiên sinh, ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Tô Mật thấy Lâm Thanh Hạm nghỉ ngơi sau, đi đến Trương Huyền trước người. Ân, ngươi nói, Trương Huyền gật đầu. Trương tiên sinh, ta biết, ngươi tuổi trẻ tài cao, có thể cùng nhà của chúng ta chủ trở thành sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, hoặc nhiều hoặc ít đều chứng minh thực lực của ngươi, chính là, Tô gia đều không phải là ngươi trong tưởng tượng như vậy, trong đó trọng điểm, ta cũng không hảo cho ngươi nhiều lời. Ta tưởng nói chính là, Lâm tiểu thư, sẽ trở thành tương lai Tô gia gia chủ, ngươi cùng thân phận của nàng, kém quá xa, như vậy đối với ngươi đối nàng, đều không tốt. Tô Mật nói đến này sau,
không có tiếp tục nói tiếp, nàng cho rằng chính mình đã nói được rất rõ ràng, Trương Huyền hẳn là có thể minh bạch. Trương Huyền cười cười, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Thanh Hạm khó xử. Tô Mật hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng vốn dĩ nghĩ, Trương Huyền sẽ nói chút cái gì chính mình sẽ nỗ lực linh tinh nói, lại không nghĩ rằng, hắn lại là như vậy liền từ bỏ. Tô Mật vừa muốn nói gì, liền nghe Trương Huyền thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh Hạm là lão bà của ta sẽ không để ý thân phận của nàng, cũng không có nàng xứng không xứng thượng ta như vậy vừa nói, các ngươi không cần lo lắng. Trương Huyền vẫy vẫy tay. Ở Trương Huyền xem ra, phỏng chừng là Tô Du cùng cái này Tô Mật giao đãi gì, tới thăm thăm chính mình thái độ, rốt cuộc vứt bỏ tất cả đồ vật, liền cá nhân thân phận tới giảng nói, Tô gia tương lai gia chủ, tại đây thân phận thượng đích xác muốn kém không ít. Tô Mật sửng sốt, tình huống như thế nào, hắn nói hắn sẽ không để ý Lâm tiểu thư thân phận. Hắn từ đâu ra dũng khí nói loại này lời nói. Tô Mật lại muốn nói cái gì khi, thấy Trương Huyền đã đi xa. Triệu thị tập đoàn, cao ốc đỉnh tầng. Triệu tiên sinh đứng ở phía trước cửa sổ, nghe hắc y thanh niên mang về tới tin tức. Nhị gia, kia tiểu tử thế nhưng là Tô gia người, vẫn là Tô gia tương lai gia chủ. Tô gia. Triệu tiên sinh trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, hắn không phải họ Trương sao, Tô gia tương lai gia chủ, như thế nào sẽ giao cho một cái họ khác? Này, hắc y thanh niên trầm ngâm một chút, này ta không rõ ràng lắm, đối phương lấy ra tới, đích đích xác xác là Tô gia lệnh bài. Triệu tiên sinh tự hỏi một chút, nói, như vậy, người tìm người, che giấu một chút thân phận, đi thăm thăm kia tiểu tử đế. Minh bạch, hắc y thanh niên gật đầu rời đi. Buổi chiều 3 giờ. Trương Huyền cầm vòi hoa sen, nhàn nhã đứng ở đình viện, tưới hoa cỏ, đối với hôm nay giữa trưa ghế lâu ngoại lai người là ai, hắn trong lòng đại khái có cái suy đoán, rốt cuộc ngày hôm qua Triệu thị tập đoàn mới đối hắn động qua tay. Đối với Triệu thị tập đoàn loại này, Trương Huyền căn bản là không đem này đương hồi sự. Lâm Thanh Hạm mở ra cửa phòng, từ phòng trong đi ra, nhìn đứng ở đình viện nhàn nhã tưới hoa Trương Huyền, nàng trong lòng sinh ra một loại thỏa mãn cảm. Không lo ăn mặc. Yêu nhất người lại tại bên người, loại cảm giác này, là mỗi người đều sở theo đuổi. Lâm Thanh Hạm ngẩng đầu nhìn mắt phía trên, viện ngoại một cây đại thụ phân nhánh đã kéo dài đến trong viện tới, lá cây có chút hơi hơi ố vàng. Tỉnh, không nhiều lắm ngủ sẽ. Trương Huyền quay đầu nhìn đến trước cửa Lâm Thanh Hạm, mỉm cười hỏi nói. Không ngủ, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, lão công, ra ra kêu ngày mai giữa trưa đi hắn kia ăn cơm, ngươi ngày mai không gì sự đi. Không có, Trương Huyền lắc đầu. Vậy nói định rồi, ngày mai giữa trưa, vừa mới Lý Na gọi điện thoại tới, công ty còn có chút việc, ta đi xử lý. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền phất phất tay, cầm lấy đặt ở cửa tủ giày thượng chìa khóa xe, lên xe, mang theo Tô Mật cùng nhau chiều Lâm Thị đi. Lâm Thanh Hạm mới vừa đi không lâu, một chiếc Aston Martin ngừng ở biệt thự ngoài đại viện. Lão đại, cửa xe mở ra, ăn mặc một kiện trường tụ áo khoác bạch chỉ từ trên xe đi xuống tới. Trương Huyền còn chưa nói cái gì, hắn liền trước tiên nói, gọi điện thoại ngươi không tiếp, cho nên liền tới này tìm ngươi. Như thế nào, thực cấp sao? Trương Huyền ra tới tưới hoa thời điểm, đích xác không cầm di động, bình thường dưới tình huống, Bạch Trì đều sẽ mặt sau lại cùng chính mình liên hệ, hiện tại trực tiếp như vậy tìm tới, tất nhiên là có nguyên nhân. Lão đại, ngươi xem, Bạch Trì đi đến đại viện trước cửa, loát khởi tả cánh tay thượng tay áo. Trương Huyền nhìn đến. Ở Bạch Trì tay trái cánh tay thượng, có một đạo thật sâu vết thương, này vết thương chiều dài tiếp cận 10 cm, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, là từ lưỡi dao sắc bén sở tạo thành. Trương Huyền mày nhăn lại, Bạch Trì ngày thường nhìn qua, tuy rằng không cái chính hình, nhưng thân là quang minh đảo 10 vương chi nhất, Bạch Trì thân thủ, đó là tuyệt đối làm người không thể khinh thường, thậm chí ở 10 vương giữa, Bạch Trì đều tính đứng hàng trước mấy. Sao lại thế này? Trương Huyền hỏi. Nhất kiếm. Bạch Trì vươn một ngón tay, lão đại, ngươi không phải làm ta gần nhất đi tra một ít cùng sách cổ có quan hệ đồ vật sao, ta đi quanh thân lăng mộ, nhìn thấy một cao thủ, hắn chỉ ra nhất kiếm, liền ở ta cánh tay thượng lưu lại này đạo thương khẩu. Bạch Trì nói chuyện thời điểm, trong mắt mang theo tán thưởng. Chương 432 nhất kiếm. Nhất kiếm. Trương Huyền nghe được Bạch Trì theo như lời, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Bạch Trì thân thủ, hắn là hiểu biết, dù cho là Trương Huyền chính mình. Cũng không có khả năng nói nhất kiếm liền thương đến Bạch Trì. Trương Huyền buông trong tay vòi hoa sen. Mang ta đi nhìn xem. Bạch Trì gật đầu, lái xe mang theo Trương Huyền, chiều nghĩa trang đi đến.
Bạch Trì muốn đi cái này Nghĩa Trang, là một chỗ cổ tích, cự nay có gần 800 năm lịch sử, ở Nghĩa Trang chung quanh, ở một ít dân chăn nuôi. Phía trước có phóng viên phỏng vấn quá dân chăn nuôi, hỏi bọn hắn vì cái gì sẽ định cư ở Nghĩa Trang quanh thân tới chăn thả, dân chăn nuôi trả lời, làm ngay lúc đó phóng viên đều có điểm không thể tin được. Dân chăn nuôi nói, này Nghĩa Trang tự tồn tại đến nay, đó là một mảnh bãi vắng vẻ, phàm là thuộc về Nghĩa Trang khu vực, đều không có một ngọn cỏ, chim bay không rơi, mà bước ra Nghĩa Trang phạm vi sau, thổ địa phì nhiêu, cỏ xanh nhân nhân. Lúc trước này đưa tin vừa ra tới, rất nhiều người đều ôm không tin thái độ, xa xôi vạn dặm tới này khảo sát, cuối cùng đến ra đáp án, quả nhiên liền cùng dân chăn nuôi nói giống nhau, Nghĩa Trang trong phạm vi, thật sự một chút thảo đều không có, cho dù là cỏ dại, đều không thấy được. Lúc ấy chuyên môn có người, bắt hai con chim nhỏ, đặt ở trên mảnh đất này, ai ngờ đều còn không có rơi xuống đất, liền điên cuồng phịch lên, phảng phất trên mặt đất có nào đó khủng bố đồ vật giống nhau, chuyện này, vẫn luôn đều làm rất nhiều người cảm thấy tò mò. Chỉ là đến bây giờ, đều không có người có thể nói ra là cái gì nguyên nhân. Này phiến Nghĩa Trang khoảng cách Ngân Châu nội thành cũng không phải rất xa, chỉ có 50 nhiều km lộ, lái xe nửa giờ liền đến. Này phiến Nghĩa Trang, đã sớm hình thành cảnh khu, mỗi năm đều sẽ có vô số người nghĩ đến thăm dò Nghĩa Trang thần kỳ. Ở Nghĩa Trang chung quanh, đích xác có không ít dân chăn nuôi, nhà dân bên ngoài rào che viện. Ngươi là ở đâu cùng người xung đột? Trương Huyền ánh mắt nhìn quét một vòng. Kia, Bạch Trì duỗi tay một lóng tay. Trương Huyền theo Bạch Trì sở chỉ phương hướng nhìn lại, không phải như chung quanh giống nhau rào che viện, mà là một gian thực bình thường nhà tranh, ở nhà cỏ trước, ngồi một người lão nhân, đầu tóc hoa râm, gầy da bọc xương, đang ở hưởng thụ ánh mặt trời. Lão đại, chính là hắn, ta tới thời điểm, hắn ở luyện kiếm, ta cũng là lòng hiếu kỳ trọng, liền qua đi nhìn thoáng qua, kết quả đối phương chỉ ra nhất kiếm. Bạch Trì nói này đó thời điểm, trên mặt không có phẫn nộ, không có hổ thẹn, ngược lại là các loại khen ngợi, hiển nhiên, lão nhân này thực lực, là đem Bạch Trì hoàn toàn thuyết phục. Trương Huyền đi qua đi, nhìn đến, ở nhà tranh bên cạnh, lập một phen thiết kiếm, thân kiếm thượng đã che kín rỉ sắt. Hiện tại, phần lớn người luyện kiếm, chỉ là cá nhân thích, theo đuổi một loại mỹ quan, chân chính nói làm người dùng kiếm tới tiến hành phách chém, còn không bằng nắm tay tới thật sự. Chính nhắm mắt dưỡng thần lão nhân, nghe được có tiếng bước chân vang lên, chậm rãi mở to mắt, đương nhìn đến Bạch Trì khi, lão nhân chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, hắn dáng người câu lũ, hành động thong thả, nếu quang xem bề ngoài, thật sự khó mà tin được, hắn có thể nhất kiếm thương đến Bạch Trì. Lão nhân vẻ mặt xin lỗi, hướng Bạch Trì nói, tiểu tử, vừa mới thật là xin lỗi a, một chút không lưu ý. Không có việc gì, không có việc gì, Bạch Trì liên tục xua tay, lão tiên sinh. Đây là ta đại ca, hắn nghe nói người kiếm thuật sau, nghĩ đến kiến thức một chút. Lão nhân xua tay, tự giễu cười cười, ta kia nơi nào là cái gì kiếm thuật a, bất quá chính mình chơi một chút mà thôi. Lão tiên sinh, chơi một chút, nhưng dễ dàng thương không đến ta bằng hữu. Trương Huyền chú ý tới, lão nhân đứng ở nhà cỏ bên kia thanh kiếm, là một phen kiếm cùn, căn bản là không có khai phong, nhưng Bạch Trì cánh tay thượng miệng vết thương, hiển nhiên là bị lưỡi dao sắc bén gây thương tích. Điểm này, làm Trương Huyền lập tức biến liên tưởng đến. Khí. Bạch Trì mở miệng, lão tiên sinh, ta đại ca hắn đam mê tập võ, cũng ái nghiên cứu phương diện này đồ vật, không bằng ngươi liền cùng ta đại ca quá hai chiêu bái. Lão nhân ha hả cười, không thể tưởng được, thời buổi này còn có ái tập võ người trẻ tuổi, cũng thế, ta ngày thường nhàn tới tịch mịch, cũng khó được có tuổi trẻ người sẽ chủ động tìm tới, này kiếm, ta dùng không tốt, nắm giữ không được lực đạo, không khỏi thương đến các ngươi. Liền dùng cái này đi. Lão nhân nói, từ bên cạnh nhà tranh thượng, nhổ xuống một cọng rơm tới. Lão nhân động tác thực thong thả, Trương Huyền có thể nhìn ra tới, đối phương tuổi đã lớn, khí huyết không đủ, thân thể rất khó phát lực, hắn thật sự rất tò mò, đối phương là như thế nào nhất kiếm thương đến Bạch Trì. Lão tiên sinh, ta đại ca thực lực, so với ta mạnh hơn nhiều, người vẫn là dùng kiếm đi, thương không đến hắn. Bạch Trì nhắc nhở một tiếng. Không được, lão nhân ha hả cười, chúng ta lại không đấu võ, không cần thiết dụng binh khí, trọng ở giao lưu. Lão nhân nói xong, nhìn về phía Trương Huyền, tiếp tục mở miệng nói, người trẻ tuổi, chuẩn bị tốt sao? Lão tiên sinh, thỉnh chỉ giáo. Trương Huyền thực truyền thống hướng lão nhân ôm ôm quyền, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân thủ đoạn. Giờ phút này, hai người chi gian khoảng cách, bất quá 2 mét. Kia hảo, lão nhân gật gật đầu.
chú ý, ta tới. Nương tự rơi xuống nháy mắt, lão nhân giơ tay, cầm một cọng rơm, chiều Trương Huyền đâm tới. Ở lão nhân ra tay nháy mắt, Trương Huyền đồng tử một ngưng, tại đây một khắc, hắn có một loại vô pháp né tránh cảm giác, lão nhân trong tay kia rơm dạ, phảng phất hóa thành một thanh thần binh, không chỗ nào không tồi, thậm chí tại đây một khắc, Trương Huyền đều có thể nhìn đến một cổ rõ ràng dòng khí, tự rơm dạ trước tách ra, nguyên bản mềm mại rơm dạ, giờ phút này dễ dàng phá vỡ không khí gian lực cản. Liền ở rơm dạ sắp đâm đến Trương Huyền trước người khi, Trương Huyền gian nan di động đặt chân, về phía sau lui nửa bước, gần này nửa bước, khiến cho Trương Huyền phảng phất dùng hết toàn thân sức lực giống nhau, lại vô pháp né tránh. Cuối cùng, rơm dạ đỉnh đầu, khoảng cách Trương Huyền ngực, chỉ có không đến nửa cái nắm tay khoảng cách. Lão nhân trong tay động tác dừng lại, Trương Huyền thở phào một hơi, Trương Huyền từ xuất đạo, đến bây giờ, trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân chém giết vô số. Gặp phải quá sống chết trước mắt cũng rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có cảm thụ quá giống vừa mới như vậy vô lực. Không, từng có một lần, là chính mình đã từng đối mặt Lục lão nhân khi, cũng cho chính mình như hiện tại giống nhau cảm thụ. Lão nhân thấy chính mình này một thứ, thế nhưng không có đụng tới Trương Huyền, cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Người trẻ tuổi, ngươi là cái thứ nhất, làm ta thứ không đến người. Lão nhân chậm rãi buông cánh tay, ta 9 tuổi luyện kiếm, hiện giờ 67 năm. Chỉ luyện này một động tác, ai nếu có thể phá giải ta này nhất kiếm, chẳng khác nào hoàn toàn đánh bại ta. Trương Huyền hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm lão nhân, mở miệng nói, lão tiên sinh, xin hỏi, người vừa mới kia một thứ, chính là ẩn chứa khí. Khí, lão nhân nghe được Trương Huyền lời này, vẫn đục trong ánh mắt lộ ra một mạt hoài niệm, đã lâu không có nghe thấy cái này xưng hô a, khí, người trẻ tuổi, ngươi là cái nào thế ra người, không thể tưởng được, nhiều năm như vậy đi qua. Hoa hạ cổ võ, thế nhưng ra ngươi như vậy một thiên tài. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta đều không phải là bất luận cái gì một cái thế gia người. Nga, lão nhân có chút tò mò, nếu không phải đến từ thế gia, như thế nào biết khí? Ngẫu nhiên biết được, Trương Huyền trên mặt lộ ra một mặt hưng phấn, đối phương, quả thực hiểu biết khí tồn tại. Chương 433 luyện kiếm. Lão nhân nhìn Trương Huyền, như là đoán được Trương Huyền ý nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi. Nếu ngươi là vì khí mà đến, liền mời trở về đi. Vì cái gì? Trương Huyền khó hiểu, trực tiếp hỏi, khí rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì sẽ có người muốn che giấu khí? Lão nhân lắc lắc đầu, có chút đồ vật, không thể nói, cũng không thể nói, khí, liền giống như kia thanh kiếm, mỗi một mặt, đều có thể đả thương người a. Lão nhân đôi tay bối ở sau người, câu lũ thân mình, chiều nhà tranh nội đi đến. Người trẻ tuổi, ta biết. Liền tính ta hôm nay không nói, lấy ngươi thiên phú, sớm muộn gì đều sẽ tiếp xúc đến khí, nhưng thứ này, đã biết, đối với ngươi mà nói, đều không phải là cái gì chuyện tốt, thế giới này, quá lớn, lớn đến, ngươi ta vô pháp tưởng tượng. Lão nhân thanh âm, từ nhà tranh nội truyền đến, ở lão nhân thanh âm rơi xuống đồng thời, nhà cỏ đại môn đóng cửa. Trương Huyền nghe lão nhân nói, dư vị này trong đó ý tứ. Thế giới quá lớn. Đúng vậy, chính mình thân là Quang Minh đảo đảo chủ, bị người coi là trên thế giới mạnh nhất nam nhân, nhưng Trương Huyền chính mình minh bạch, này cái gọi là thế giới mạnh nhất, bất quá là có tiếng không có miếng, ít nhất, chính mình phía trước, ở đối mặt Lục lão nhân khi, liền năng lực phản kháng đều không có. Đi thôi, Trương Huyền hướng Bạch Trì nói một tiếng. Lão đại, không hỏi. Không hỏi, Trương Huyền lắc lắc đầu, về sau đều không hỏi, nên tới, sớm hay muộn muốn tới. Trương Huyền trong đầu, hồi tưởng lão nhân vừa mới theo như lời câu kia, sớm muộn gì đều sẽ tiếp xúc, lấy Trương Huyền tư duy trình độ, tự nhiên có thể nghe ra, đây là đối phương cho chính mình một loại ám chỉ, ở trong tối chỉ vào cái gì. Về nhà trên đường, Bạch Trì lái xe, Trương Huyền ngồi ở ghế phụ, không ngừng run rẩy thủ đoạn. Lão đại, người đây là làm gì đâu? Bạch Trì tò mò hỏi. Luyện kiếm, Trương Huyền khi nói chuyện, lại lần nữa đấu cổ tay. Trương Huyền có cái thói quen, mỗi lần gặp được đối thủ cường đại, hắn đều sẽ cẩn thận nghiên cứu đối phương ra chiêu thủ pháp, đây cũng là Trương Huyền có thể cường đại căn bản nơi, vừa mới lão nhân kia một thứ, làm Trương Huyền cảm nhận được một ít không giống bình thường đồ vật, cái loại này phát lực phương thức, làm hắn phi thường muốn đi thăm dò, bằng giản tiện phương pháp, làm ra nhất hữu hiệu công kích thủ đoạn. Vừa mới quyết đấu, Trương Huyền cũng không cho rằng chính mình thắng, nếu đối phương lấy không phải rơm dạ, mà là kia đem thiết kiếm. Chỉ sợ chính mình cũng sẽ cùng Bạch Trì giống nhau bị thương đi.
Trương Huyền ở trong đầu không ngừng dư vị lão nhân kia một thứ động tác, tổng cảm giác có một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, chính mình lại như thế nào đều chảo không được. Trương Huyền về đến nhà thời điểm, đã mau buổi chiều 6 giờ. Đúng rồi lão đại, Trương Huyền lâm xuống xe thời điểm, Bạch Trì hướng Trương Huyền nói, phía trước tẩu tử mời chúng ta ăn cơm thời điểm, không phải nói thích tương lai trên người xuyên cái loại này hán phục sao, Phí Lôi Tư chuyên môn làm người đính làm một bộ, ngày mai liền đưa tới, ta trực tiếp cho ngươi. Ngày mai, Trương Huyền suy nghĩ một chút, ngày mai giữa trưa không phải muốn đi Lâm Thanh Hạm ra ra kia ăn cơm sao, hắn đơn giản nói cho Bạch Trì Lâm Chính Nam ra địa chỉ, làm Bạch Trì trực tiếp đưa qua đi. Trương Huyền vào nhà vừa thấy, Lâm Thanh Hạm còn không có trở về, Trương Huyền suy nghĩ chuẩn bị điểm cơm chiều, kết quả trong nhà một chút đồ ăn cũng chưa. Ai, mua chút rau đi thôi. Trương Huyền duỗi người, mở ra cửa phòng, đi đến trong viện. Cùng lúc đó, có ba đạo thân ảnh, xuất hiện ở biệt thự viện môn trước. Này ba người, đều là nam tính, xa lạ gương mặt, tất cả đều nhìn chằm chằm Trương Huyền. Động thủ. Đã đến ba người, căn bản không có dư thừa vô nghĩa, đồng thời từ y nội đâu rút ra một phen đoản chủy, chiều Trương Huyền công tới, mỗi một chút, đều hướng Trương Huyền yếu hại công tới. Đối mặt này ba người, Trương Huyền không chút hoang mang, loại này công phu mèo quào, còn không bị hắn để vào mắt. Trương Huyền nhìn trước hết vào tới chính mình trước mặt một người, nâng lên nắm tay, nghĩ nghĩ, lại duỗi thân ra hai ngón tay, thủ đoạn run lên, liền lấy hai ngón tay chiều đối phương cổ điểm đi. Trương Huyền là ở bắt trước hôm nay tên kia lão nhân phát lực phương thức, này đã đến ba người, Trương Huyền cũng không nóng nảy giải quyết, đơn giản đưa bọn họ coi như bồi luyện đối tượng. Trương Huyền hai ngón tay điểm ở đối phương cổ, tuy rằng tốc độ kỳ mau, lại không có nhiều ít lực đạo. Không đúng, Trương Huyền lắc lắc đầu, lại lần nữa ra chiêu. Còn không đúng, không đúng, không đúng. Trương Huyền liên tục ra chiêu, mỗi một lần đều ở thí nghiệm. Mà cầm trong tay chủy thủ ba người, cũng nhìn không ra Trương Huyền là ở lấy chính mình luyện chiêu, bọn họ cùng Trương Huyền đánh có tới có hồi, ngẫu nhiên còn có thể chiếm chút thượng phong. Trương Huyền vì luyện chiêu, liền nửa thành thực lực cũng chưa dùng ra, nhưng thật ra cho ba người nhìn đến thủ thắng khả năng. Vẫn là không đúng, Trương Huyền nhíu mày. Ngắn ngủn 2 phút thời gian, Trương Huyền đã ra mười mấy chiêu, nhưng một chút đều tìm không thấy hôm nay tên kia lão nhân mang đến cảm giác, một cọng rơm, đều có thể mang theo mũi nhọn, tự mình lấy hai ngón tay vì kiếm, vốn là chiếm ưu thế, nhưng uy lực lại là khác nhau như trời với đất. Một chiếc màu đỏ chạy băng băng xử đến biệt thự trước trên đường. Rất xa, liền nhìn đến Trương Huyền đang ở trong viện cùng người tranh đấu. Lâm Thanh Hạm vẻ mặt nôn nóng, thêm đủ mã lực, một tờ phát ra một tiếng nổ vang, một chút liền vào tới viện môn trước. Lâm tiểu thư, đừng nóng vội, giao cho ta liền hảo. Xe mới vừa dừng lại, Tô Mật liền ra tiếng, theo sau trước tiên mở cửa xe, chiều đại viện nội phóng đi. Này ba gã cầm chủy người thực lực, Tô Mật chỉ xem một cái, trong lòng liền hiểu rõ, tuy rằng có chút võ thuật đấy. Nhưng thân thủ thực bình thường, cứ như vậy, đều đem Trương Huyền bức thành dáng vẻ này, xem Trương Huyền ống tay áo, đã có hai nơi bị cắt lạn, người như vậy, như thế nào có thể đương tương lai gia chủ nam nhân. Tô Mật phát ra một tiếng khẽ kêu, một cái đạn chân, đã hướng ly chính mình gần nhất người nọ. Nguyên bản cùng Trương Huyền đánh có tới có hồi ba người, bởi vì Tô Mật xuất hiện, hoàn toàn không phải đối thủ, Tô Mật như hổ nhập bầy sói giống nhau, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh sập ba người. Ba người vừa thấy thế không ổn, căn bản không có một tia lưu lại, quay đầu liền chạy. Ai, như thế nào làm đi rồi đâu? Trương Huyền nhìn thấy ba người đào tẩu, trên mặt lộ ra tiếc nuối, chính mình này thật vất vả tìm được rồi bồi luyện đối tượng, còn không có sao hảo hảo thí nghiệm đâu, đã bị người đánh chạy. Lão công, ngươi không sao chứ? Lâm Thanh Hạm vẻ mặt quan tâm chạy chậm đi lên, lôi kéo Trương Huyền tay, xem cái không ngừng. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nhìn đến vừa mới kia một màn Lâm Thanh Hạm, hoàn toàn đã quên Trương Huyền là một cái ở bảo tiêu chuyên nghiệp năm ngoái tân định giá thượng trăm triệu người. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì à, mấy cái tiểu mao tặc mà thôi, các ngươi không tới, ta từ từ cũng đem bọn họ xử lý. Trương Huyền vẫy vẫy tay, không sao cả nói. Tô Mật đứng ở một bên, nghe được Trương Huyền nói, khinh thường bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng mạnh miệng, vừa mới tình huống, nàng xem rất rõ ràng, cái này Trương Huyền. Căn bản là không phải kia ba người đối thủ. Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền thật không bị thương, cũng liền an tâm rồi không ít. Trương Huyền nguyên bản là tính toán đi ra ngoài mua đồ ăn, chẳng qua này Lâm Thanh Hạm đều đã trở lại,
hắn lại đi mua đồ ăn nấu cơm cũng không kịp, ba người tùy tiện đến bên ngoài ăn chút. Chương 434 Lão bằng hữu. Một ngày liền như vậy qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Huyền sớm lên, trời còn chưa sáng. Ai, này mau nhập thu a. Trương Huyền cảm thụ hạ sáng sớm thời tiết, trong không khí có chút lạnh căm căm. Đi đến trong viện kia cây lão thụ trước, dĩ vãng, Trương Huyền đều sẽ đối này cây đánh thượng nguyên bộ quyền, bất quá hôm nay, hắn thay đổi một loại phương pháp, đêm qua ngủ thời điểm, hắn đều ở tự hỏi cái kia lão nhân phát lực phương thức, có không ít hiểu được. Nương Tô Mật rời giường sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến đang ở trong viện luyện công Trương Huyền, đương nhìn đến Trương Huyền kia dùng ngón tay chiều trên cây điểm tới điểm đi khi, khinh thường cười, làm bộ làm tịch. Bởi vì giữa trưa muốn đi Lâm lão gia tử kia ăn cơm nguyên nhân, Lâm Thanh Hạm buổi sáng cũng liền không đi công ty, rời giường ở nhà thu thập một chút, liền xuất phát. Đến Lâm gia trang viên thời điểm, đã giữa trưa hơn 11 giờ, bởi vì là Lâm gia tụ hội, Tô Mật cũng không có tới tham gia. Lâm Thanh Hạm đến sau, nhìn đến Lâm Xuyên cùng này mẫu thân, còn có Tự Uyển hai mẹ con, đều tới, bao gồm Lâm Kiến Vũ, cũng đã tới rồi, đến nỗi Vương Vĩ một nhà, từ ra lần trước xong việc, liền lại chưa thấy qua. Đại gia cũng đều nhận thức thời gian không ngắn, gặp mặt không có gì nhưng khách khí, Lâm Xuyên lão cha là con báo đầu, sớm tại thời gian rất lâu trước, hắn liền đối Trương Huyền kỳ hảo chịu thua, Tự Uyển cùng Trương Huyền quan hệ càng là không tồi, ở bên nhau lưu thật sự khai. Ha ha, một đạo sang sảng tiếng cười, từ Lâm gia chính sảnh truyền ra, thân xuyên màu rượu đỏ đường trang Lâm Chính Nam bước nhanh đi ra, có vẻ phi thường tinh thần. Ra ra, xem ra người khí sắc không tồi. Trương Huyền cùng Lâm Chính Nam chào hỏi. Lâm Chính Nam ha ha cười, đều là lấy phúc của ngươi a. Lâm gia người, đều biết, Lâm Chính Nam có thể đứng lên, là ít nhiều Trương Huyền, hiện tại Trương Huyền ở Lâm gia địa vị, kia cùng Lâm Thanh Hạm là giống nhau như đúc, thậm chí ở nào đó phương diện, so Lâm Thanh Hạm còn cao, không có người lại đem Trương Huyền trở thành tới cửa con rể, mà là chính thống cô gia. Lâm Chính Nam nhìn người một nhà ở chung như vậy hòa hợp, vừa lòng gật gật đầu. Có Trương Huyền cái này tôn nữ tế ở Lâm gia, chính mình liền tính trăm năm về sau, cũng có thể an tâm đi, ít nhất, Diêm Vương sống danh hiệu, nhưng bảo Lâm gia mấy bối vô ưu, chính mình này cháu gái, thật là nhặt được bảo a. Người một nhà lưu đến chính hoan, một chiếc màu đen chạy băng băng đại gờ xử tiến Lâm gia trang viên. Lão bằng hữu tới a. Lâm Chính Nam đầy mặt ý cười đi ra đại sảnh, ra cửa nghênh đón. Lâm gia bọn hậu bối cũng đều đi theo. Chạy băng băng đại gờ ở trang viên nội dừng lại, trên xe cộng đi xuống tới bốn người, tam nam một nữ. Trong đó già nhất một người nam tính, nhìn qua cùng Lâm Chính Nam không sai biệt lắm đại tuổi, còn có một người, cùng Lâm Kiến Vũ tuổi nhìn qua giống nhau, cuối cùng một nam một nữ, cùng Trương Huyền bọn họ không sai biệt lắm đại. Ha ha, lão Lưu, đã lâu không thấy. Lâm Chính Nam đi ra phía trước, cho tuổi lớn nhất tên kia nam tính một cái ôm. Lâm Thanh Hạm đứng ở Trương Huyền bên cạnh. Cấp Trương Huyền giới thiệu nói, đây là Lưu Hằng Lưu Gia Gia, cùng ông nội của ta lúc trước cùng nhau làm gây dựng sự nghiệp, cũng coi như là Ngân Châu thương giới dẫn đầu nhân vật, cái kia là Lưu Hạ Lưu Thúc, cùng ta ba quan hệ không tồi, cái kia nữ, kêu Lưu Chỉ, nam ta không quen biết. Dương gia, ta lúc ấy nghe người ta nói người có thể đứng đi lên, thật là dọa ta một cái, còn tưởng rằng người gạt ta đâu, không nghĩ tới là thật sự a. Lưu Hằng đồng dạng ôm lấy Lâm Chính Nam bả vai. Nhất quyền trùy ở Lâm Chính Nam đầu vai. Lưu Hạ cũng đi lên tới, cùng Lâm Thanh Hạm phụ thân cùng cô chào hỏi. U, Lâm Thanh Hạm, đây là người tìm lão công a. Tên kia tuổi trẻ nữ nhân Lưu Chỉ đã đi tới, hướng Lâm Thanh Hạm mở miệng, nói xong, ánh mắt khinh thường ở Trương Huyền trên người đánh giá một chút. Lưu Chỉ lớn lên thật xinh đẹp, thân cao có 1m73, ở nữ tính giữa xưng được với là cao gầy, dáng người cũng bảo dưỡng phi thường hảo. Làn da trắng nõn non mềm. Lâm Thanh Hạm đối Lưu Chỉ như vậy ngữ khí cùng ánh mắt, một chút đều không hiền đắc ý ngoại, ở lúc còn rất nhỏ, Lưu Chỉ liền thích cùng Lâm Thanh Hạm đua đòi, bất luận cái gì sự tình, đều đạt được ra cái cao thấp, nhỏ nhất thời điểm, so quần áo mới, so hộp bút chì, lớn một chút, liền so học tập thành tích, chờ tới rồi đại học, liền so diện mạo, chính là vô luận Lưu Chỉ như thế nào so, nàng đều so Lâm Thanh Hạm muốn hơi kém cỏi như vậy một ít. Đối với Lưu Chỉ đua đòi, Lâm Thanh Hạm sớm đã thành thói quen. Lâm Thanh Hạm ôm Trương Huyền cánh tay, ngọt ngào cười, đây là ta lão công, Trương Huyền, người còn không có giới thiệu. Lâm Thanh Hạm nói, đem ánh mắt phóng tới Lưu Chỉ bên cạnh thanh niên trên người.
Đây là ta, ân, ta người theo đuổi đi. Lưu Chỉ vừa lòng chỉ hạ chính mình bên cạnh thanh niên, hắn kêu Vương Tuấn Bằng. Ngươi hảo, Lâm Thanh Hạm hướng Vương Tuấn Bằng gật đầu. Ngươi hảo, Vương Tuấn Bằng đồng dạng gật đầu ý bảo, ánh mắt nhưng vẫn ở Lâm Thanh Hạm trên người lưu luyến. Lưu Chỉ về phía trước rậm hai bước, Lâm Thanh Hạm, người lão công lớn lên thực bình thường sao? Là làm gì đó a? À? Ha ha, Trương Huyền sờ sờ chính mình mặt, ta liền ở lão bà của ta công ty làm công, ngày thường giúp đỡ gì? Làm công, Lưu Chỉ phụt một tiếng cười ra tới, ngượng ngùng a, không nhịn xuống. Ngươi cười cái gì a? Một bên Tự Uyển đi tới, hiện tại Trương Huyền ở Tự Uyển trong lòng, đó chính là thần tượng địa vị, này Lưu Chỉ đối Trương Huyền thái độ, đã sớm làm nàng bất mãn, nàng hướng Lưu Chỉ nói, ta tỷ phu là cùng ngươi khách khí đâu, hắn không riêng ở tỷ của ta công ty công tác, đồng dạng vẫn là một người thần y, chính là Ninh Tỉnh Y Học Xã hội trưởng đều đến xem ta tỷ phu mặt mũi đâu. U, bác sĩ, xảo, Vương Tuấn Bằng vừa vặn cũng là bác sĩ, tốt nghiệp ở Mazi Quốc Johan. Hopkins Đại học, liền đọc y học hệ, không biết vị này Trương Huyền tiên sinh, là cái nào trường học tốt nghiệp đâu. Lưu Chỉ nói chuyện thời điểm, đầy mặt ngạo nghễ, rốt cuộc Mazi Quốc Johan. Hopkins Đại học, đặt ở toàn thế giới, đều là xếp hạng trước 5 trường học, là thế giới đỉnh cấp y học viện chi nhất, từ kia tốt nghiệp người, tương đương nửa đời sau đã thành công. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta không học xong đại học, y thuật đều là tự học. Tự học, Lưu Chỉ vừa nghe lời này, nói như vậy, ngươi liền làm nghề y tư cách chứng đều không có. Trương Huyền gật đầu, không có. Khanh khách, Lưu Chỉ che miệng cười, nhìn về phía Tự Uyển, tiểu muội muội, đây là ngươi nói thần y. Liền làm nghề y tư cách chứng đều không có thần y. Ngươi muốn cười chết tỷ tỷ sao? Có cái gì buồn cười? Tự Uyển đôi tay một chống nạnh. Ta tỷ phu y thuật há là ngươi có thể hiểu. Tự Uyển còn nhớ rõ phía trước Trương Huyền mở tọa đàm thời điểm, đừng nói là Hopkins đại học sinh viên tốt nghiệp, chính là những cái đó lão tiền bối, giáo thụ, đều cùng cái học sinh giống nhau chờ nghe giảng bài đâu. Đúng đúng đúng, Lưu Chỉ liên tục gật đầu, loại này bất nhập lưu y thuật, ta đương nhiên không hiểu. Một bên, Lâm Chính Nam cùng Lưu Hằng nhìn một màn này, cũng chưa nói chuyện, nhiều năm như vậy, trường hợp như vậy bọn họ thấy quá nhiều. Tiểu đồng lứa sự, bọn họ cũng lười đến đi quản, tranh một tranh, cũng không thấy đến là cái gì chuyện xấu. Chương 435 tương đối. Hảo, cũng mau đến cơm điểm, đã lâu không gặp, vừa ăn cơm vừa lưu đi. Lâm Kiến Vũ đứng ở một bên, ra tiếng hô. Lưu Chỉ phụ thân Lưu Hạ vỗ vỗ Lâm Kiến Vũ bả vai, dừng ra, này đã lâu không gặp, chúng ta đến uống nhiều hai ly. Nhất định, hôm nay không say không về a. Lâm Kiến Vũ cười to nói. Một đám người ngồi vào trên bàn cơm, Trương Huyền phát hiện, này hai nhà quan hệ đích xác thực hảo, liền Lưu Hạ cùng Lâm Thanh Hạm hai cái cô, còn có Lâm Kiến Vũ, mấy người gian giống như có nói không xong đề tài, còn đều là từ nhỏ thời điểm cùng nhau bỏ đầu tường bắt đầu nói lên. Lưu Chỉ càng là đem Lâm gia trang viên trở thành chính mình gia giống nhau, chút nào không thấy khách khí. Tỷ phu, nữ nhân này từ nhỏ liền cùng tỷ của ta tranh, bất quá a. Nơi trốn đều tranh bất quá tỷ của ta. Tự Uyển tiến đến Trương Huyền bên người, nhỏ giọng cấp Trương Huyền nói, từ từ nữ nhân này muốn tranh cãi nữa gì, ngươi cũng đừng làm cho nàng quá đắc ý a. Ngươi cô nàng này, cùng ngươi tỷ phu nói gì đâu. Lâm Thanh Hạm liền ngồi ở Trương Huyền bên cạnh, Tự Uyển nói tự nhiên một chút không lầm nghe tiếng trong tai. Không có việc gì a tỷ, Tự Uyển vội vàng xua tay, phun ra đầu lưỡi nhỏ. Cơm tịch tiến hành đến một nửa. Lưu Chỉ buông chiếc đũa, hướng Lâm Thanh Hạm mở miệng nói, Lâm Thanh Hạm a, không phải ta nói ngươi, hai ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, như thế nào thời gian dài như vậy không thấy, ngươi vẫn là giống như trước như vậy dáng vẻ quê mùa a. Lâm Thanh Hạm theo bản năng nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, mỗi lần tới Lâm Chính Nam ra, nàng đều sẽ cẩn thận trang điểm một phen, trên người xuyên cái này quần áo, cũng là cổ trì mới nhất khoản, không xem như thổ đi. Lưu Chỉ thấy Lâm Thanh Hạm kia vẻ mặt không cho là đúng bộ dáng, lại lần nữa mở miệng, xuyên tuy rằng không phải gì tiểu phẩm bài, nhưng cũng chính là một đường cái hóa, hơi chút có điểm tiền, đều có thể đặt mua một thân, vừa ra khỏi cửa, kia thật là nơi trốn đều sẽ đụng hàng a. Lưu Chỉ nói xong thời điểm, cố ý dương xuống tay cổ tay, Tuấn Bằng là ở nước ngoài đương bác sĩ, ngày thường cùng không ít thiết kế sư đều giao tiếp, ta này thân quần áo sao? Là a ngươi tân tiên sinh chuyên môn thiết kế, thế giới này cũng không mấy bộ đâu. Lừa ai a ngươi, Tự Uyển bĩu môi, a ngươi tân thiết kế đại sư,
đó là ở toàn thế giới đều được hưởng nổi danh, mỗi một bộ xuất từ A Ngươi Tân đại sư thiết kế trang phục, kia đều là hạn lượng bản. Lừa, ta yêu cầu, lưu chỉ một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Ngồi ở một bên Trương Huyền mở miệng, thật là A Ngươi Tân thiết kế, cổ tay áo thượng đánh dấu là A Ngươi Tân quen dùng một loại sọc lý niệm. U, vẫn là có hiểu công việc sao, bất quá ta thật bội phục A, người này thổ bẹp, hiểu được còn không ít. Lưu chỉ khinh thường đánh giá Trương Huyền kia một thân bình thường quần áo. Trương Huyền uống ngụm trà, tiếp tục nói, bất quá người này kiểu dáng, hẳn là năm trước đi. Năm trước thì thế nào? Lưu chỉ đôi tay ôm ngực, liền tính là 10 năm trước, cũng là hạn lượng bản, không giống nào đó người, xuyên đại chúng hóa. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, không có đi tranh luận. Lưu chỉ thấy Lâm Thanh Hạm có điểm chịu thua ý tứ, lại lần nữa mở miệng nói, người này phẩm vị mặt trên A, thật đúng là sẽ bị ảnh hưởng, người nột, không thể quang xem trước mắt, ở Ngân Châu, xuyên thân cổ trì, liền tính đến không được, nhưng đặt ở thành phố lớn, cái gì đều không tính A. Lâm Thanh Hạm tiểu cô rất là ngoài ý muốn nhìn mắt Vương Tuấn Bằng, không nghĩ tới tiểu vương cùng A Ngươi Tân đại sư quen biết, ta nhớ rõ mấy năm trước ta từng tham gia quá một lần A Ngươi Tân đại sư trang phục triển. Thật là một phiếu khó cầu, hỏa bạo trình độ đều mau theo kịp duy bí. Vương Tuấn Bằng vẫy vẫy tay, phía trước cấp A Ngươi Tân đại sư xem qua một lần bệnh, liền để lại liên hệ phương thức, A Ngươi Tân đại sư phát biểu này khoản trang phục thời điểm, cho ta gọi điện thoại, ta liền để lại. Ngồi ở một bên Trương Huyền nghe được Vương Tuấn Bằng nói, nhìn nhiều Vương Tuấn Bằng vài lần, không có hé răng. Lưu chỉ sắc mặt ngạo nghễ nói, Lâm Thanh Hạm A, không phải ta nói ngươi. Không cần cảm thấy chính mình ra có điểm bản lĩnh, liền tùy tùy tiện tiện tìm cái nam nhân, người này sinh mới vừa bắt đầu, về sau lộ còn trường đâu, bất quá sao, người vẫn luôn đều ở Ngân Châu loại này tiểu địa phương đợi, không có gì tầm mắt cũng bình thường. Lâm Chính Nam cùng Lưu Hằng hai gã lão nhân nhìn một màn này, nhìn nhau cười, đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với như vậy một màn, bọn họ đã sớm thấy nhiều không trách, tới, lão Lưu, uống rượu. Ha ha, tới uống. Lưu chỉ A. Ta này muội phu nhân mạch, người khả năng còn không rõ ràng lắm, nhưng ngàn vạn không cần tùy tiện ngắt lời. Lâm Xuyên ở một bên, thế Trương Huyền nói chuyện. Nhân mạch, không thấy ra tới, Lưu chỉ lắc lắc đầu, trong lòng đắc ý. Nàng cùng Lâm Thanh Hạm so nhiều năm như vậy, này vẫn là đầu một hồi chiếm được thượng phong đâu, cái này Trương Huyền cùng Vương Tuấn Bằng so sánh với, quả thực cái gì đều không tính. Tự Huyền ngồi ở một bên, chu lên cái miệng nhỏ, vẻ mặt không vui. Này Lưu chỉ thật sự là quá chán ghét. Lần này đối lập chung chiếm ưu thế, Lưu chỉ thực vui vẻ, khác lời nói đều không nói nhiều, liền ăn cơm thời điểm đều có vẻ ăn uống hảo rất nhiều. Cơm tịch đang ở tiến hành, liền nghe đại sảnh ngoại chuyện tới một đạo thanh âm. Lão gia tử, bên ngoài có người tìm, nói là Trương Huyền tiên sinh bằng hữu. Lâm gia tên kia tuổi tác đã lớn quản gia đi đến. Tiểu Trương bằng hữu, mau mời tiến vào, Lâm lão gia tử vừa nghe. Vội vàng mở miệng. Người trong phòng, muốn nói nhất rõ ràng Trương Huyền thân phận, đó chính là Lâm lão gia tử, có thể làm Diêm Vương sống bằng hữu, thân phận cũng là vô pháp khinh thường. Lâm Chính Nam trong lòng rõ ràng, nếu không phải có Trương Huyền tầng này quan hệ, bực này nhân vật, chỉ sợ đều khinh thường tới Lâm gia, càng miễn bàn ở trước cửa chờ. Lâm Chính Nam phân phó đi xuống không một phút, đang ở ăn cơm mọi người, liền nghe được ngoài phòng truyền đến một trận ồn ào thanh. Đồng thời còn cùng với Lâm gia quản gia tiếng quát. Tới tới tới, lại đi phía trước một chút, đình này, đúng đúng đúng, chiếc xe kia hơi chút dựa sau một chút. Lâm Thanh Hạm nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền, lão công, người bằng hữu tới rất nhiều sao. Nghe thấy quản gia này chỉ huy thanh âm, mọi người liền có một loại trực quan cảm thụ, phải biết rằng, Lâm gia chính là có một cái bãi đỗ xe, đình cái mười mấy chiếc xe không thành vấn đề. Ách, Trương Huyền sờ sờ mũi. Ta không biết a. Ngày hôm qua, Trương Huyền liền cấp Bạch Trì nói cái địa chỉ, làm Bạch Trì đem quần áo đưa tới. Lâm lão gia tử cười lớn một tiếng, này tiểu Trương đi vào chúng ta Lâm gia, lần đầu tiên có bằng hữu tới, cũng không thể chậm trễ, mọi người đều đi ra ngoài nghênh đón một chút đi. Lâm lão gia tử nói xong, khi trước đứng dậy. Lâm gia vãn bối nhóm thấy lão gia tử đều đứng dậy, tự nhiên không có khả năng lại ngồi. Lưu Hằng nhìn đến Lâm Chính Nam này thái độ, rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, phải biết rằng, có thể làm Lâm Chính Nam tự mình nghênh đón người, quá ít, này Lâm ra một cái con rể bằng hữu đều có thể làm Lâm Chính Nam tự mình ra mặt, kia này con rể, nhưng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lưu Hằng sống vài thập niên,
trong lòng có thể so Lưu Chỉ loại này mới ra đời vãn bối muốn thanh minh nhiều. Chương 436 đưa y đại đội. Mọi người đi theo Lâm Chính Nam phía sau, đi ra đại sảnh, đang xem hướng ngoài cửa ánh mắt đầu tiên, mọi người, đều có một loại bị chấn động cảm giác, khó trách Lâm gia quản gia muốn chỉ huy dừng xe, kia mười mấy cái xe vị bãi đỗ xe, căn bản là không đủ dùng a. Giờ phút này, ở trước mặt mọi người, ước chừng 50 nhiều chiếc Rolls Royce, toàn bộ hiện ra một loại trang trọng màu đen, chỉnh chỉnh tề tề ngừng ở trang viên nội, biển số xe chiếu đến từ cả nước các nơi. Lâm Xuyên nhìn trước mắt này xa hoa đoàn xe, dùng sức nuốt khẩu nước bọt, muội phu a, người đây là đem cả nước Rolls Royce đều cấp điều tới đi. Hiện tại tuy rằng người đều sinh hoạt trình độ đề cao, Rolls Royce cũng không giống trước kia như vậy khó gặp, nhưng này 50 nhiều chiếc, có thể nói xa hoa. Cho dù là Lâm gia loại này, cũng bị trước mắt cảnh tượng chấn động tới rồi. Sốt cuộc, có thể mua Rolls Royce, không riêng gì có tiền là được, này còn chứng minh nhất định thân phận, đại biểu chính là nhân mạch. Bạch Trì nhìn thấy Trương Huyền xuất hiện ở Lâm gia đại sảnh trước cửa, một đường chạy chậm lại đây, lão đại, tẩu tử hảo, vị này chính là thúc thúc đi, Lâm gia gia ngài hảo. Bạch Trì chạy tới sau, phi thường khách khí cùng mọi người chào hỏi. Trương Huyền nhíu nhíu mày, sao lại thế này, như thế nào có nhiều như vậy xe? Lão đại, này ngươi cũng không nên trách ta a. Bạch Trì vội vàng xua tay, đều là phí lôi tư, những người này tất cả đều là hắn mang đến. Bạch Trì thanh âm vừa ra, liền nghe một chiếc Rolls Royce trước vang lên một đạo thanh âm, lão đại, ngươi cũng không thể trách ta a. Phí lôi tư đi nhanh chiều Trương Huyền bên này chạy tới, hắn căn bản không cần nghe, đều có thể đoán được Bạch Trì thứ này đang nói cái gì. Phí lôi tư chạy tới, đầu tiên là hướng Lâm Thanh Hạm đám người vấn an, theo sau nói, tẩu tử lần trước không phải nói thích hán phục sao, ta suy nghĩ tìm mấy cái thiết kế sư thiết kế một chút, kết quả tóc đỏ tên kia một hai phải trộn lẫn tiến vào. Hắn ở châu Âu lực ảnh hưởng ngươi biết đến, tóc đỏ một mở miệng, hải thần lại ngồi không yên, tương lai kia nha đầu xem hải thần đều cắm một tay, cũng nhịn không được kêu cái đoàn đội tham dự tiến vào, nguyệt thần nàng đồng dạng an bài người, còn có ở tại trên đảo những người đó. Vừa nghe là cho đại tẩu thiết kế quần áo, một cái so một cái tích cực, liền thành như vậy. Phí lôi tư vẻ mặt khổ tướng, liền này, đều là làm 90% người để lại, chỉ đem thành phẩm mang lại đây. Này! Lão công, ta có phải hay không làm sai sự a? Lâm Thanh Hạm nghe phí lôi tư nói, chính mình lúc trước chỉ là nói thích tương lai cùng Nguyệt Thần trên người quần áo kiểu dáng, không nghĩ tới liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, làm nàng cũng cảm thấy thật ngượng ngùng. Đại tẩu, này ngươi liền nhiều lự lạp, cho ngươi thiết kế quần áo, bọn họ vui vẻ còn không kịp đâu. Phí lôi tư mở miệng nói, theo sau hướng về phía kia 50 nhiều chiếc xe phất phất tay, hét lớn một tiếng, tới, đều đem quần áo đưa lại đây. Phí lôi tư tiếng quát rơi xuống, ngừng ở đằng trước kia chiếc Rolls Royce cửa xe mở ra, trên xe đi xuống 4 người, đem cốp xe mở ra sau, mỗi người đều ôm một sấp điệp chỉnh tề trang phục, đã đi tới. Tự Uyển mẫu thân nhìn trên xe đi xuống 4 đạo thân ảnh, trong mắt mang theo chút nghi hoặc, ta như thế nào cảm giác này 4 người có điểm quen mắt đâu. Tự Uyển mẫu thân nói chuyện thời điểm, Lưu Chỉ cũng theo bản năng gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy này 4 người quen mắt. Đương 4 người ôm quần áo chậm rãi đến gần thời điểm, Tự Uyển mẫu thân kinh hô một tiếng, ta trời ạ, này không phải An Bất Đại Sư sao? Bên cạnh vị kia là cây húng quế tư, còn có Emir, Marcus hai vị đại sư, đều là thế giới đỉnh cấp trang phục thiết kế đại sư a. Tự Uyển mẫu thân, độc ái thời trang, đối thời trang này một khối phi thường có nghiên cứu, những cái đó điện ảnh minh tinh a, ca sĩ gì đó, nàng nhận thức không nhiều lắm. Nhưng trang phục thiết kế sư, cơ hồ mỗi một cái đều có thể kêu lên tên. Lưu Chỉ ở một bên xem cũng có chút phát ngốc, này 4 gã trang phục thiết kế sư nàng tuy rằng không quen biết, nhưng ở trên TV lại thường xuyên nhìn thấy. 4 gã đứng đầu thiết kế sư đi vào Lâm Thanh Hạm trước người, hướng Lâm Thanh Hạm hơi hơi khom người, mỹ lệ nữ sĩ, thực vinh hạnh vì ngài phục vụ. Được rồi, ít nói nhảm, quần áo đưa vào đi, không thấy đều xếp hàng đâu sao. Bạch Trì phất phất tay. Thúc giục một tiếng. 4 người vừa nghe, không dám từng có nhiều nói, vội vàng đem quần áo ôm vào phòng trong. Tới, tiếp tục, phí lôi tư lại lần nữa phất tay, lại là một chiếc Rolls Royce cửa xe mở ra, trên xe xuống dưới 4 người. 4 người này xuống dưới nháy mắt, Tự Uyển mẫu thân đã kêu ra 4 người này tên, Mạc Phú Cười đại sư, Hoa Hạ đứng đầu trang phục thiết kế sư chi nhất, chỉ thiết kế nữ sĩ trang phục, Trác Khánh Tân lão tiên sinh, hiện đại hán phục thiết kế.
cơ hồ có 80% đều là xuất từ lão tiên sinh Lý Niệm, kia hai vị, là Hodgson đại sư, còn có Khoa Ni Lợi Ách Tư đại sư. Bốn người ôm quần áo, đưa vào phòng trong. Tiếp tục, Phí Lôi Tư lại lần nữa phất tay, lại đi ra bốn gã trang phục lĩnh vực đỉnh cấp thiết kế sư. Lâm gia mọi người, bao gồm Lưu Chỉ một nhà, nhìn trước mắt một màn, đều ở ngây người. Tự Uyển mẫu thân chưa từng có nghĩ đến, chính mình có một ngày thế nhưng sẽ cùng nhiều như vậy trang phục lĩnh vực đỉnh cấp thiết kế sư mặt đối mặt, này 50 nhiều chiếc Rolls Royce thượng, mỗi một chiếc mặt trên đều sẽ đi xuống tới bốn người, tất cả đều là toàn cầu đứng đầu thiết kế sư A. Tuy là Lâm Chính Nam loại này đối trang phục không có gì chú ý người, đều có thể nhận ra tới trong đó một hai người, có thể thấy được này đó đã đến người ảnh hưởng phạm vi có bao nhiêu quảng. Lâm Thanh Hạm nhìn trong phòng quần áo đều mau xếp thành một tòa tiểu sơn, mỗi một kiện, đều là xuất từ thế giới đứng đầu thiết kế đại sư tay. Này quần áo có điểm quá nhiều, ta như thế nào có thể xuyên xong a? Lâm Thanh Hạm mặt đẹp thượng lộ ra một cổ nôn nóng. Tẩu tử, này đó quần áo đâu, là từ năm nay 9 tháng số 4 bắt đầu định chế, vẫn luôn liên tục đến sang năm 9 tháng số 3, mỗi một ngày, đều có một loại chuyên trúc khoản, là căn cứ Hoa Hạ mỗi năm mỗi tháng phân thậm chí mỗi một ngày phong tục tới chế định, sở hữu thiết kế phong cách toàn vì bất đồng, ở bên trong đều biên hảo hào, dựa theo phân loại phóng hảo. Phí Lôi Tư giải thích nói, một ngày một loại định chế khoản, Lâm Thanh Hạm có điểm hồi bất quá kính tới, Lâm Thị tuy rằng có tiền, còn không có tiền đến loại trình độ này, một năm 365 thiên, mỗi một ngày đều có một loại đặc biệt định chế khoản, vẫn là xuất từ thế giới đứng đầu thiết kế sư. Đúng vậy, Phí Lôi Tư gật đầu, nếu qua cùng ngày lại xuyên, này quần áo liền không có cái gì kỷ niệm ý nghĩa, hơn nữa suy xét đến thời tiết hay thay đổi nhân tố, mỗi một loại kiểu dáng, chia làm ba loại độ dày, trường tụ ngắn tay đều có, cho nên tẩu tử ngươi không cần lo lắng. Sang năm 9 tháng số 3 về sau kiểu dáng, đã phân phó người đi thiết kế, chờ sang năm sẽ đưa đến. Phí Lôi Tư nói, nghe được ở đây mọi người hồi bất quá kính tới. Một ngày một khoản còn chia làm vài loại, này. Lưu Chỉ nhìn trong phòng quần áo, sắc mặt ngốc lăng, liền ở vừa mới, nàng còn ở ăn mặc phong cách, nhãn hiệu thời thượng mặt trên trào phúng Lâm Thanh Hạp, nhưng lúc này mới qua đi không một hồi, hiện thực liền cho nàng một cái tát. Chương 437 xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lão đại, quần áo đưa xong rồi, chúng ta liền đi trước a, không quấy rầy các ngươi tụ hội. Bạch Trì thấy quần áo đã tất cả đều đưa đến, cùng Trương Huyền phất tay. Hành, đi trước đi, Trương Huyền phất phất tay. Bạch Trì cùng Phí Lôi Tư mang theo người, ngồi trên xe, có tự xử lý Lâm gia trang viên. Thẳng đến Bạch Trì đám người toàn bộ rời đi, Lâm gia cùng Lưu gia người, đều còn có chút không hồi quá mức tới. Nhìn trong phòng chất đống kia như tiểu sơn giống nhau quần áo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến, này đó đều là xuất từ thế giới đứng đầu thiết kế sư tay. Muội phu, ngươi là có bao nhiêu có tiền a? Lâm Xuyên không cấm cảm thán, một cái thế giới đứng đầu thiết kế sư tác phẩm, mấy chục vạn thượng trăm vạn thực thường thấy, thậm chí ngàn vạn đều có, hiện tại nhiều như vậy quần áo, mỗi ngày một kiện, đổi đến sang năm, còn có dự phòng, này đổi thành tiền, đến nhiều ít a? Đều là bằng hữu đưa, không bao nhiêu tiền. Trương Huyền vẫy vẫy tay, ta cũng không nghĩ tới đưa nhiều như vậy tới. Tỷ phu hắn cũng quá có tiền đi, ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm a, bằng không ngày nào đó cùng người chạy, nhưng có người khóc đâu. Tự Huyền tiến đến Lâm Thanh Hạm bên người, nhỏ giọng nói. Hắn muốn chạy, ta nhưng ngăn không được. Lâm Thanh Hạm cười nói, trong lòng ngọt ngào, không có cái nào nữ nhân, sẽ cự tuyệt chính mình ái nhân lễ vật. Đối với Trương Huyền tài lực, Lâm Thanh Hạm ở phía trước đã có chút nhận chi, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc liền Phí Lôi Tư loại này đều hải thương nghiệp đầu sỏ đều sợ hãi người, đều phải kêu Trương Huyền tiếng là đại ca. Lâm Chính Nam cũng là hoàn toàn kiến thức một chút Diêm Vương sống lực ảnh hưởng, quả nhiên như chính mình kia đã tây đi lão hữu nói như vậy, toàn thế giới, không ai sẽ không cho Diêm Vương sống mặt mũi, vì Diêm Vương sống làm việc, cảm thấy chính là vinh hạnh. Có hoa không quả, lãng phí. Lưu Chỉ bĩu môi, một lần nữa ngồi trở lại trên bàn. Ta đây như thế nào vừa mới còn nghe người nào đó khoe ra quần áo của mình đâu. Năm trước kiểu dáng còn lấy ra tới xuyên a, tỷ của ta này mỗi ngày đều có tân kiểu dáng xuyên đâu, lại còn có ba loại, buổi sáng một loại, giữa trưa một loại, buổi tối một loại. Tự Uyển ngồi ở chỗ kia, trên mặt lộ ra tươi cười. Lưu Chỉ cắt một tiếng, không nói chuyện nữa, chỉ là trong mắt, mang theo một loại vô pháp che giấu hâm mộ.
ánh mắt thường thường chiều kia một đống quần áo nhìn lại, đối nữ nhân tới nói, đây là thiên đại dụ hoặc. Hảo, đại gia tiếp tục ăn cơm đi. Lâm Chính Nam mở miệng, quét dọn một chút có chút xấu hổ không khí. Cơm trong bữa tiệc, Lâm Chính Nam hỏi Vương Tuấn Bằng, tiểu Vương A, người hiện tại là ở đâu thăng chức đâu? Vương Tuấn Bằng vội vàng trả lời, Lâm gia gia, ta ở Anh Quốc, có cái chính mình tư nhân phòng khám. Nơi nào là tư nhân phòng khám A, đó chính là một nhà tư lập bệnh viện. Lưu chỉ cố ý nhắc lại một lần, này làm buôn bán A, 4 phần thực lực, 6 phần vận khí, xem chuẩn đầu tư điểm, tiền là có thể kiếm được, nhưng bác sĩ này chức nghiệp, toàn dựa tự thân kỹ thuật, lại có tiền người, sinh bệnh, cũng đến cầu bác sĩ, cho nên nói, một nhân tài hoa mới là quan trọng nhất, bằng không cùng cái nhà giàu mới nổi giống nhau, thổ đã chết. Lưu chỉ vừa mới ném mặt mũi, hiện tại liền tưởng chạy nhanh tìm trở về, ở y thuật phương diện này, Lưu chỉ đối Vương Tuấn Bằng vẫn là rất có tin tưởng, tuy rằng Lưu chỉ cũng không có gặp qua Vương Tuấn Bằng y bệnh cứu người, nhưng nghe đến cũng không ít, quan trọng nhất chính là, này Trương Huyền, một cái tự học y thuật người, sao có thể so được với tốt nghiệp ở Mazi Quốc Johan. Hopkins Đại học Vương Tuấn Bằng, đây chính là đứng đầu y học trường học, liền cái loại này tự học người, liền tiến cổng trường tư cách đều không có. Ha ha, như vậy tuổi trẻ liền khai một nhà chính mình bệnh viện, thật là tuổi trẻ tài cao a. Lâm Chính Nam khách khí nói, nếu Vương Tuấn Bằng là làm khác ngành sản xuất có một phen thành tựu, Lâm Chính Nam khả năng còn sẽ tự đáy lòng nói ra tuổi trẻ tài cao này bốn chữ, nhưng cố tình là về y thuật. Vương Tuấn Bằng tuổi, nhìn qua cùng Trương Huyền giống nhau đại, tuổi này, có một gian chính mình bệnh viện, thật là có thể ngạo nhân, nhưng cùng Trương Huyền một so, liền kém quá nhiều, Trương Huyền tuy rằng không có chính mình bệnh viện. Nhưng Diêm Vương sống này danh hiệu, đặt ở toàn cầu y học giới, đó chính là đỉnh núi, là cột mốc lịch sử tồn tại. Lưu chỉ cũng không có nghe ra Lâm Chính Nam trong lời nói khách khí ý tứ, nói, Lâm gia gia, vốn dĩ lần này mang Vương Tuấn Bằng trở về, là tưởng thế ngươi nhìn xem bệnh, tới khi từ ông nội của ta kia biết ngươi đã hảo, thật thế ngươi vui vẻ. Lưu chỉ nói lời này thời điểm, Trương Huyền có thể nhìn ra tới, nàng không có gì làm bộ thành phần. Xem ra Lưu chỉ tuy rằng cùng Lâm Thanh Hạm này miệng trượng đánh đến hung, cảm tình vẫn là không tồi. Làm phiền tiểu chỉ nha đầu ngươi quan tâm, ta hiện tại thân thể ngạnh lãng thực đâu. Lâm Chính Nam vỗ bộ ngực. Lâm gia gia, lúc ấy ta nghe Lưu chỉ nói, ngươi ngay cả đều không đứng lên nổi, là nhà ai bệnh viện cho ngươi làm giải phẫu. Vương Tuấn Bằng mở miệng, tò mò hỏi, ta cũng hảo đi học tập học tập. Tiểu Vương, ngươi học, là Tây Y đi. Lâm Chính Nam hỏi. Đúng là, Vương Tuấn Bằng gật đầu. Lâm Chính Nam cười cười, mở miệng nói, chữa khỏi ta, là Trung Y. Trung Y, Vương Tuấn Bằng mày nhăn lại, Lâm gia gia, thứ ta nói thẳng, Trung Y trị người, cũng không có cái gì khoa học căn cứ, hơn nữa sẽ lưu có hậu hoạn, không bằng làm ta lại cho ngươi xem đi. Nói hưu nói vượn, Tự Uyển nhìn không được ra tiếng, nàng bản thân chính là y học hệ, học vẫn là Trung Y. Ở Trung Y cùng Tây Y chi gian. Vẫn luôn đều có một cái tranh luận, rốt cuộc là Trung Y hảo, vẫn là Tây Y hảo, hai bên nào cũng cho là mình phải. Hiện tại Tự Uyển nghe Vương Tuấn Bằng truyền thuyết y không được, tự nhiên là không vui, Trung Y mới là chỉ tận gốc, không hiểu không cần nói bậy. Vương Tuấn Bằng cười nói, Tự Uyển muội muội, người có điều không biết, rốt cuộc là Trung Y hảo vẫn là Tây Y hảo, chúng ta ở nước ngoài đã làm không ít thực nghiệm cho thấy, Trung Y chỉ có thể trị một ít đơn giản tiểu bệnh, nếu là bệnh nặng. UA này đó, vẫn là đến dựa Tây y mới được. Ai là ngươi muội muội? Tự Uyển chán ghét nhìn mắt Vương Tuấn Bằng, Trung y truyền thừa mấy ngàn năm, này Tây y mới bao lâu thời gian, Tây y nhiều ít dược liệu, đều là thông qua chúng ta Hoa Hạ Trung y sách cổ mới có thể nhận thức. Vương Tuấn Bằng lắc lắc đầu, có một số việc, ta cũng giải thích không rõ ràng lắm, nếu có khả năng, có thể kêu y hảo Lâm ra ra người nọ, cùng ta giáp mặt rằng co, ngươi tự nhiên liền biết, Trung y cùng Tây y chênh lệch. Lâm Chính Nam uống lên ly rượu, Tiểu Vương A, thực xảo, chữa khỏi ta người kia, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt A. Vương Tuấn Bằng nghe được Lâm Chính Nam nói, thân thể chấn động, theo bản năng nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói, Lâm gia gia, ngươi nói, là hắn. Đích xác, là Tiểu Trương đem ta y tốt, mấy cây ngân châm, liền giải ta nhiều năm ngoan tật A. Lâm Chính Nam gật đầu. Không có khả năng đi, Lưu chỉ có chút không tin. Lúc ấy Lâm lão gia tử bệnh, kia thỉnh nhiều ít bác sĩ, đều bó tay không biện pháp, người này y thuật bất quá tự học, sao có thể mấy cây ngân châm liền đem Lâm lão gia tử trị hết. Chương 438 hạ độc.
có cái gì không có khả năng? Tự Uyển một đĩnh ngực, ta đều nói, ta tỷ phu chính là thần y. Vương Tuấn Bằng ngoài ý muốn nói, Trương tiên sinh, không biết ngươi dùng cái gì phương pháp, y tốt Lâm lão gia tử. Ngân châm thứ huyệt, Trương Huyền trả lời nói. Nguyên lai là như thế này. Vương Tuấn Bằng gật gật đầu, nếu là dùng ngân châm tới kích thích huyệt vị, đích xác chỉ là tạm thời tính có thể làm Lâm lão gia tử đứng lên, nhìn qua cùng thường nhân không việc gì, nhưng một đoạn thời gian sau, liền sẽ xuất hiện vấn đề, loại trạng thái này, ở chúng ta y học giới chung, xưng là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu. Vương Tuấn Bằng nói, đang ngồi người đồng thời cả kinh, này bốn chữ, cũng không phải là cái gì lời hay. Lão công, là như thế này sao? Lâm Thanh Hạm vẻ mặt khẩn trương nhìn Trương Huyền. Bao gồm Lâm Kiến Vũ đám người, cũng đều có vẻ thực khẩn trương. Đương nhiên không phải, hắn nói bậy một hồi mà thôi, không cần tin tưởng. Trương Huyền lắc lắc đầu, ăn khẩu đồ ăn. Nghe được Trương Huyền nói như vậy, Lâm Thanh Hạm đám người thở phào một hơi. Bọn họ khẳng định là tin Trương Huyền so tin Vương Tuấn Bằng muốn nhiều. Lâm lão gia tử, từ đầu đến cuối đều biểu hiện thực bình đạm, nếu Diêm Vương sống đều không thể trị liệu chính mình, trên thế giới này bất luận kẻ nào tới, cũng đều vô dụng. Tự Huyền hướng Vương Tuấn Bằng cảnh cáo nói, ngươi cũng không nên nói lung tung a. Vương Tuấn Bằng lắc lắc đầu, ta có phải hay không nói lung tung, vị này Trương Huyền huynh đệ nhất rõ ràng, không bằng khiến cho ta dùng Tây y thủ pháp, tới cấp Lâm gia gia nhìn xem hảo. Không cần, ta đối ta lão công có tin tưởng, vẫn luôn cũng không nói gì Lâm Thanh Hạm, lúc này nhịn không được mở miệng. Lâm Thanh Hạm, ngươi nhưng đừng mù quáng tự tin, ngươi lão công rốt cuộc chỉ là tự học xuất thân, cùng Vương Tuấn Bằng loại này cao tài sinh so không được, làm Vương Tuấn Bằng cấp ra ra nhìn xem, cũng không có gì ghê gớm, không có việc gì nói tốt nhất, nếu có cái gì vấn đề, Vương Tuấn Bằng hắn cũng hảo kịp thời xử lý sao. Lưu chỉ nói, đúng vậy, làm ta nhìn xem. Rốt cuộc trung y thứ này, không khoa học căn cứ, khó mà nói. Vương Tuấn Bằng lại lần nữa nói. Trương Huyền buông chiếc đũa, nhìn mắt Vương Tuấn Bằng, ngươi liền thật sự cho rằng, Tây y so trung y hảo. Cho tới nay, đối với Tây y vẫn là trung y hảo vấn đề này, mọi người đều ở tranh luận, nhưng Trương Huyền cho rằng, này các có các chỗ tốt, Tây y có thể làm giải phẫu, trung y có thể làm, trung y có thể dược tốt người bệnh, Tây y giống nhau có thể dược hảo, nói đến cùng. Trung y Tây y có khác nhau, đó là bởi vì bác sĩ y thuật không đủ cao minh, mặc kệ là Trung y vẫn là Tây y, trăm sông đổ về một biển, đều là vì cứu người, hơn nữa là dùng dược cứu người. Trên thế giới này, đã biết dược liệu liền như vậy chút, Trung y cũng dùng, Tây y cũng dùng, dùng dược phương pháp, đúc liền Trung y cùng Tây y chênh lệch. Ở Trương Huyền xem ra, Trung y cùng Tây y, là không có gì khác nhau, nhưng cố tình hiện tại có người không ngừng chửi bới Trung y, một câu hai câu. Trương Huyền có thể nhẫn, nhưng vẫn luôn nói, Trương Huyền cũng có chút sinh khí, rốt cuộc Trương Huyền đã từng, cũng cùng người học quá Trung y, hơn nữa đáp ứng người nọ, muốn đem Trung y truyền thừa đi xuống. Vương Tuấn Bằng dơ dơ lên đầu, không phải ta cho rằng Tây y so Trung y hảo, mà là khoa học căn cứ, liền chúng ta lâm sàng thí nghiệm giữa, có 80% chứng bệnh, là Trung y sở vô pháp trị liệu. Nga, Trương Huyền nhướng mày, lâm sàng chứng bệnh, không biết là cái dạng gì lâm sàng chứng bệnh. Này liền không phải ngươi nhọc lòng. Vương Tuấn Bằng nhún vai, ngươi nếu có dị nghị, hai ta không ngại so thượng một chút. Đúng vậy, không phục liền so một chút a. Lưu chỉ ở một bên hát đệm nói. Trương Huyền gật đầu một cái, hảo a, ngươi tưởng như thế nào so. Lâm Thanh Hạ ngoài ý muốn nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, ở nàng đối Trương Huyền lý giải chung, Trương Huyền là sẽ không dễ dàng như vậy liền cùng người khác so. Rất đơn giản, Vương Tuấn Bằng búng tay một cái. Chúng ta nói điểm, chính là về Lâm gia gia thân thể, không bằng liền Lâm gia gia thân thể đến xem. Xem bệnh a, không thú vị, Trương Huyền lộ ra một bộ hứng thú mệt mệt bộ dáng, huống hồ, ở chúng ta Hoa Hạ, cũng không có lấy trưởng bối thân thể tới làm tương đối đối tượng sự, không bằng chúng ta đổi cái so pháp hảo. Vương Tuấn Bằng trong mắt hiện lên một tia bất mãn, theo sau hỏi, hành, vậy ngươi nói, ngươi tưởng như thế nào so? Đơn giản, y thuật, kết quả là nói. Là vì cứu người, kia hai ta liền nhìn xem, ai cứu người bản lĩnh cao thế nào. Trương Huyền đề nghị nói. Này như thế nào so? Một bên Lưu Chỉ nghi hoặc nói, hiện tại lại không có người bệnh. Người bệnh, tùy thời đều có thể có. Trương Huyền vươn tay phải, ngón tay không ngừng ở trên mặt bàn gõ, nếu đều là học y, kia nghĩ đến Vương Tuấn Bằng huynh đệ, đối dùng dược có rất sâu giải thích. Kia đương nhiên,
Vương Tuấn Bằng còn chưa nói lời nói, Lưu Chỉ Tiện lợi trước ngạo nghễ nói, Vương Tuấn Bằng chính là ở Johann Hopkins tốt nghiệp đại học, dùng dược với hắn mà nói, còn không phải một bữa ăn sáng. Vương Tuấn Bằng gật gật đầu, xem như đồng ý Lưu Chỉ cách nói. Trương Huyền nói, vậy đúng rồi, nếu đều sẽ dùng dược, không bằng ta cùng Vương Tuấn Bằng huynh đệ, cho nhau cấp đối phương hạ độc, lại chính mình cho chính mình giải, ai có thể đem độc giải, liền tính thắng, giải không được lời nói. Trương Huyền nói còn chưa dứt lời, nhưng đang ngồi các vị, đều nghe ra Trương Huyền trong lời nói ý tứ. Cho nhau cấp đối phương hạ độc, này nơi nào là tỉ thí, đây là liều mạng a. Nghe được lời này, dù cho là Lưu Chỉ kia vẫn luôn hát đệm bộ dáng, cũng là biến đổi, này. Này có chút không hảo đi. Tiểu Trương, không cần hồ nháo. Lâm Kiến Vũ dằn dậy một tiếng, này cho nhau hạ độc, còn thể thống gì. Lâm Xuyên ngồi ở một bên, cấp Trương Huyền dựng cái ngón tay cái này muội phu, quả nhiên là ngưu bức a, ngày thường nhìn điệu thấp, nhưng vừa đến cuồng lên, kia so với ai khác đều cuồng. Lâm Thanh Hạm lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, hảo, đại gia liền nói chơi đâu, không nên tưởng thiệt. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta chưa nói chơi, thế nào, Vương Tuấn Bằng huynh đệ, muốn hay không so a? Vương Tuấn Bằng mày nhăn lại, Trương Huyền huynh đệ, chúng ta so y thuật, chỉ là giao lưu mà thôi, này cho nhau cấp đối phương hạ độc, khả năng liền có điểm quá mức đi. Ngươi cảm thấy hạ độc quá mức, Trương Huyền hỏi một tiếng. Kia khẳng định quá mức, nếu Trương Huyền huynh đệ ngươi không nghĩ giao lưu, nói rõ thì tốt rồi, không cần thiết như vậy. Vương Tuấn Bằng vẫy vẫy tay. Trương Huyền ha hả cười, Vương Tuấn Bằng huynh đệ, ngươi nếu là cảm thấy hạ độc quá mức, ta đây hỏi ngươi, ngươi hướng lão gia tử trước mặt canh hạ độc, là có ý tứ gì đâu? Cái gì? Trên bàn mọi người, ở Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, đồng thời sắc mặt biến đổi. Ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, Vương Tuấn Bằng trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt, hét lớn một tiếng. Lâm Thanh Hạm, ngươi lão công quá mức, Lưu Chỉ cũng lớn tiếng nói, nếu không muốn so, không thể so là được, không cần thiết như vậy bôi nhỏ Vương Tuấn Bằng. Lâm gia một đám người nhìn Trương Huyền, mở miệng nói, Tiểu Trương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhìn chằm chằm Vương Tuấn Bằng, ai phái ngươi tới? Chương 439 pháo hôi. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Vương Tuấn Bằng lắc đầu, mặt mang nghi hoặc. Tiểu Trương đồng chí, ngươi cái này vui đùa, chỉ sợ khai có chút qua. Lưu Chỉ phụ thân Lưu Hạ nhíu mày nói, lời này, cũng không thể loạn giảng. Lão công, rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm ngồi ở Trương Huyền bên người, mặt đẹp thượng cũng có chút không thích hợp, nàng thực hiểu biết Trương Huyền không phải cái loại này bắn tên không đích người. Lâm Thanh Hạm, ta muốn ngươi lão công cấp Vương Tuấn Bằng xin lỗi. Lưu Chỉ lớn tiếng mở miệng. Trương Huyền nghe Vương Tuấn Bằng, ngón tay vẫn như cũ ở gõ mặt bàn, ta cho ngươi 3 tiếng thời gian, ngươi không nói, ta liền vặn gãy đầu của ngươi, tam. Trương Huyền huynh đệ, ta không biết ta nào trêu chọc ngươi. Vương Tuấn Bằng mở miệng, dục muốn giải thích. Hai, Trương Huyền tính giờ thanh âm lại một lần vang lên. Họ Trương, ngươi đủ chưa, như vậy bôi nhỏ chúng ta. Lưu Chỉ hô to một tiếng. Ba, Trương Huyền thanh âm rơi xuống sau, bàn tay bỗng nhiên phách về phía mặt bàn. Mặt bàn chấn động, đem Trương Huyền trước mặt một cây bầy biện ở trên bàn chiếc đũa chấn khởi, Trương Huyền bàn tay vung lên, chụp ở chiếc đũa thượng, kia căn chiếc đũa, giờ phút này giống như một chi mũi tên nhọn, chiều Vương Tuấn Bằng bắn nhanh mà đi. Trương Huyền chiêu thức ấy, xem Lưu gia mấy người, cùng với Lâm Thanh Hạm hai gã cô sửng sốt, này giống như võ hiệp điện ảnh chung một màn. Hắn là như thế nào làm được? Vương Tuấn Bằng sắc mặt biến đổi, mắt thấy kia căn chiếc đũa khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, hắn hướng bên cạnh một cái sườn phát, thân thủ mạnh mẽ trốn rồi qua đi. Trương Huyền cười nói, trang không nổi nữa. Vương Tuấn Bằng biểu hiện ra nhanh nhạy thân thủ, làm Lưu gia người sắc mặt lại biến, trong đó nhất giật mình chính là Lưu Chỉ, nàng trước nay cũng không biết, Vương Tuấn Bằng thế nhưng có như vậy thân thủ. Vương Tuấn Bằng phủi phủi trên người cho bụi, khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười, có ý tứ, không thể tưởng được nhiệm vụ lần này, so với ta trong tưởng tượng muốn khó, Lâm gia, thế nhưng có ngươi loại này cao thủ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lưu Chỉ ở một bên, nhìn Vương Tuấn Bằng biến hóa, tư duy có chút đáng cơ. Vương Tuấn Bằng nhún vai, ta rất tò mò, ngươi là làm sao thấy được? Ta hạ độc thủ pháp, ta rất có tự tin. Ta không thấy ra tới a. Trương Huyền lắc lắc đầu, đoán. Vương Tuấn Bằng sắc mặt biến đổi,
tiểu tử, ngươi chơi ta. Ngươi ngón tay thượng vân tay tất cả đều bị trà sáng, chỉ gian làn da thô ráp, mờ u bàn tay lỗ chân lông thô to, chứng minh ngươi thường xuyên tiếp xúc độc vật. Nga, đúng rồi, ngươi nếu đem ngươi chức nghiệp đổi một chút, nói ngươi là cái làm nghiên cứu khoa học, khả năng ta còn sẽ lại quan sát 2 phút. Trương Huyền ngồi ở ghế dựa thượng, nhìn Vương Tuấn Bằng, chậm rãi mà nói, còn có, ngươi đưa cho Lưu Chỉ kia kiện quần áo, hẳn là không phải A Ngươi Tân cho ngươi đi, rốt cuộc A Ngươi Tân đã sớm không ở Anh Quốc cư trú, hắn xem bệnh, cũng sẽ không tìm được ngươi. Vương Tuấn Bằng đôi mắt nheo lại, ngươi là người nào? Có ý tứ, Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, nhìn dáng vẻ, cho ngươi cắt cử nhiệm vụ người, là tính toán bắt ngươi đảm đương pháo hôi. Pháo hôi, ngươi có điểm quá đánh giá cao chính ngươi. Vương Tuấn Bằng cười lạnh một tiếng. Vương Tuấn Bằng thanh âm vừa ra, Trương Huyền thanh âm, liền như quỷ mị giống nhau, ở Vương Tuấn Bằng phía sau vang lên. Đúng không? Trương Huyền thanh âm, không hề cảm tình truyền tiến Vương Tuấn Bằng trong tai. Vương Tuấn Bằng nguyên bản cười lạnh thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thật nhanh. Hắn căn bản là không thấy rõ, Trương Huyền là như thế nào đến chính mình phía sau. Vương Tuấn Bằng mới vừa một quay đầu, liền cảm giác một cổ cự lực từ cổ truyền đến, chính mình cổ, bị người một tay bắt lấy, cái tay kia, giống như cự kiềm giống nhau. Vương Tuấn Bằng duỗi tay, đi bắt Trương Huyền thủ đoạn, lại bị Trương Huyền trở tay một ninh, đem này thủ đoạn ninh ở sau người. Trương Huyền này một bộ động tác, liền mạch lưu loát, cơ hồ ở ngay lập tức chi gian hoàn thành, so với kia chút đánh võ phiến bộ chiêu muốn soái thượng không biết nhiều ít. Trương Huyền ninh trụ Vương Tuấn Bằng cánh tay, hoàn toàn đem này chế phục. Vương Tuấn Bằng cắn răng, người rốt cuộc là người nào? Rất nhiều người hỏi như vậy ta, bất quá, cũng chưa cái gì tất yếu đã biết. Trương Huyền bắt lấy Vương Tuấn Bằng tay dùng sức một xả, chuẩn bị đem Vương Tuấn Bằng phế bỏ, đã có thể như vậy một động tác, làm Trương Huyền sắc mặt mãnh biến. Cái gì? Một trận xé kéo tiếng vang, cùng với một trận máy móc thanh, Vương Tuấn Bằng tay phải bả vai tự đại cánh tay liên tiếp chỗ, bốc lên một trận hỏa hoa. Trương Huyền sợ tá rớt cánh tay, là một chi máy móc cánh tay. Như vậy một màn, làm phòng trong người, cũng tất cả đều sắc mặt đại biến, này thật sự là quá kinh người. Trương Huyền ánh mắt trở nên vững vàng rất nhiều, trên thế giới này, có mấy cái tổ chức, có thể làm được như vậy. Vương Tuấn Bằng khóe miệng liệt khai, nhìn dáng vẻ, là bị phát hiện cái gì khó lường sự đâu. Vương Tuấn Bằng một cái tay khác, từ trong túi móc ra một cái màu trắng viên cầu, dùng sức nện ở trên mặt đất, theo viên cầu cùng mặt đất tiếp xúc, một trận nồng đậm khói trắng bỗng nhiên bạo khởi. Đều cẩn thận, Trương Huyền hét lớn một tiếng. Người trong nhà chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy, dùng tay không ngừng ở trước mắt run rẩy, ước chừng qua hơn một phút, khói đặc mới tan đi. Mọi người phát hiện, Vương Tuấn Bằng không biết khi nào đã mất đi bóng dáng, bao gồm Trương Huyền, cũng không thấy. Lưu gia ba người hai mặt nhìn nhau. Dương gia, này, Lưu Hằng nhìn Lâm Chính Nam, há miệng thở dốc. Lão Lưu A, chúng ta tình cảm, ta biết đến, việc này, cùng ngươi không quan hệ. Lâm Chính Nam mở miệng. Lâm gia trang viên vốn là ở ngoại ô, gia trang viên, liền có một tảng lớn rừng rậm. Giờ phút này, Vương Tuấn Bằng chính không ngừng xuyên qua ở rừng rậm chung, đồng thời gạt ra một cái dãy số. Uy, nhiệm vụ lần này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đối phương có cao thủ bảo hộ, vì cái gì không cho ta nói. Vương Tuấn Bằng vẻ mặt dữ tợn. Một cái pháo hôi, hà tất biết nhiều như vậy đâu. Điện thoại chung, truyền ra một trận khinh phiêu phiêu thanh âm. Pháo hôi, này hai chữ mắt, làm Vương Tuấn Bằng bôn đào tốc độ đều không khỏi chậm lại rất nhiều, vừa mới cái kia Trương Huyền, cũng như vậy hình dung quá chính mình đường đường sơ đại cải tạo người, thế nhưng bị coi như pháo hôi, cái này làm cho Vương Tuấn Bằng trong lòng, có một loại nồng đậm khuất nhục cảm. Trương Huyền thanh âm, từ Vương Tuấn Bằng phía sau vang lên, ta nói ngươi là pháo hôi, ngươi còn không tin. Sao có thể, Vương Tuấn Bằng thân thể chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại. Liền thấy Trương Huyền đang đứng ở chính mình phía sau không đến 3 mét chỗ, ngươi. Ngươi sao có thể? Như thế nào, cảm thấy ta theo không kịp ngươi này cải tạo ra tới máy móc chân? Trương Huyền ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, máy móc lực lượng, trước sau hữu hạn, từ bỏ tiềm lực vô hạn tự thân, lựa chọn máy móc, là cỡ nào ngu xuẩn lựa chọn? Vương Tuấn Bằng hít sâu một hơi, ngươi đừng tưởng rằng, ta liền thật bắt ngươi không có biện pháp. Xin lỗi, ta chính là như vậy cho rằng. Trương Huyền một bước vượt trước, giây tiếp theo xuất hiện ở Vương Tuấn Bằng trước người, một tay chiều Vương Tuấn Bằng đỉnh đầu chộp tới.
Vương Tuấn Bằng nhanh chóng né tránh, lại căn bản trốn bất quá Trương Huyền tay, bị Trương Huyền bắt lấy đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 440 hội báo. Giờ phút này, Trương Huyền chung quanh không còn có những người khác tồn tại, Trương Huyền cũng không cần lưu thủ, hắn nắm Vương Tuấn Bằng đầu, dùng sức một ninh. Vương Tuấn Bằng tứ chi là máy móc làm thành, nhưng đầu lại không phải. Răng rắc một tiếng, Vương Tuấn Bằng một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, mất đi sắc thái, tuy là như vậy, thân thể hắn vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó, phá lệ quỷ dị. Ở Vương Tuấn Bằng dưới chân, còn rất một cái di động, màn hình di động sáng lên, biểu hiện trò chuyện chung. Trương Huyền biết, đây là đối phương cố ý không có cắt đứt điện thoại. Đưa điện thoại di động cầm lấy, Trương Huyền đặt ở bên tai, uy. Ước chừng qua 2 giây, điện thoại kia đầu mới đáp lời, là một ngụm lưu loát hoa hạ ngữ, ta vốn tưởng rằng, cái này cải tạo người, như thế nào cũng có thể ở Sa Tăng đại nhân thủ hạ của ngươi kiên trì 5 đến 10 giây, hiện tại xem ra, liền 1 giây đều kiên trì không được a, quả nhiên là được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân, danh bất hư truyền. Ngươi loại này khen tặng nói, thật đúng là làm ta tâm tình sung sướng đâu. Trương Huyền trả lời, ha ha, Sa Tăng đại nhân, lần này hành động, đều không phải là nhằm vào ngươi, làm thế giới ngầm vương giả, dưới mặt đất thế giới cách cục hoàn toàn thay đổi phía trước, chúng ta lãnh tụ cho rằng, cần thiết thông qua nào đó hình thức cùng ngươi hội báo một chút, tỉ như vậy. Trương Huyền nghe đối phương nói, khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, nói như vậy, ngươi là cùng ta thị uy. Không dám, đối phương vội vàng ở điện thoại chung trả lời, ít nhất, ở hiện giai đoạn, Sa Tăng đại nhân ngươi, như cũ là này thế giới ngầm vương giả. Đối phương ngữ khí, tuy rằng biểu hiện khách khí, nhưng kia trong lời nói dã tâm, lại là biểu lộ không thể nghi ngờ, hiện giai đoạn, bọn họ thừa nhận, Trương Huyền là thế giới ngầm vương, nhưng về sau, bọn họ chưa nói. Trương Huyền gật gật đầu, nếu như vậy, ta liền xin đợi các ngươi trồi lên mặt nước kia một ngày, không cần cùng cống thoát nước lão thử giống nhau, tả trốn hữu thoán. Ngày này, thực mau liền tới rồi. Đối phương nói xong câu này sau, Trương Huyền đem điện thoại cắt đứt, nhìn trong tay di động, nghĩ nghĩ, Trương Huyền đem này ném đến một bên, chiều Lâm gia đi đến. Chờ Trương Huyền trở lại Lâm gia thời điểm, mọi người cũng chưa rời đi, tất cả đều ở đại sảnh ngồi, chờ đợi hắn trở về. Tiểu Trương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Kiến Vũ vừa thấy Trương Huyền, liền gấp không chờ nổi hỏi. Lâm gia giữa, Lâm Thanh Hạm lần này trở lại Tô gia. Liền cổ võ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết một ít, đối loại sự tình này không có cảm thấy quá khiếp sợ. Lâm Xuyên hắn cha là con báo đầu, ngày thường gì sự cũng đều thấy nhiều, tiếp thu năng lực rất mạnh. Tự Huyền cũng cùng Trương Huyền đi qua ngầm quyền tràng. Lâm Chính Nam đâu, lại biết về Diêm Vương sống chờ một ít người khác không biết sự tình. Duy độc Lâm Kiến Vũ, còn có Lâm Thanh Hạm hai cái cô, không có tiếp xúc quá mấy thứ này. Trương Huyền vẫy vẫy tay, không có việc gì, ba, chính là một ít tiểu hại dân hại nước. Coi trọng Lâm ra tiền. Tiểu Trương đồng chí A, ta vì ta vừa mới hành vi, cảm thấy xin lỗi. Lưu chỉ phụ thân vẻ mặt xin lỗi mở miệng, liền ở vừa mới, hắn còn giúp Vương Tuấn Bằng nói chuyện, răn dậy một tiếng Trương Huyền đâu. Lưu chỉ cũng là vẻ mặt xin lỗi đứng ở một bên, không thấy trên mặt ngạo sắc, Vương Tuấn Bằng là đi theo bọn họ tới, hôm nay nếu không phải Trương Huyền tại đây, Lâm lão gia tử rất có thể liền sẽ tao ngộ bất trắc. Không trách các ngươi. Trương Huyền lắc lắc đầu, lần này sự, là người khác nhằm vào chính mình tới, nếu không phải chính mình tại đây, người này cũng sẽ không lại đây. Vốn dĩ, hai nhà là tính toán hảo hảo tụ một chút, hôm nay tiệc rượu, cũng có loại không say không về ý tứ, bất quá đã xảy ra như vậy sự, đại gia cũng đều không có gì hứng thú. Lâm Kiến Vũ an bài phòng cấp Lưu Chỉ người một nhà nghỉ ngơi, Lâm Thanh Hạm chờ tiểu bối cũng đều cáo từ. Rời đi Lâm gia, Lâm Thanh Hạm một đường đều có vẻ lo lắng sốt ruột. Trương Huyền an ủi nói, lão bà, vừa mới phát sinh sự, ngươi không cần nghĩ nhiều, sinh hoạt nên thế nào, liền thế nào, biết sao. Về đến nhà sau, Lâm Thanh Hạm thu thập một chút, thay đổi thân quần áo, liền hướng công ty đi, Tô Mật tự nhiên là bồi ở Lâm Thanh Hạm bên người. Trương Huyền một người ở nhà, đối với thân cây luyện một lát chỉ pháp, vào buổi chiều 4 điểm nhiều tả hữu, nhận được một cái xa lạ điện thoại. Uy, tiểu sư phó, là ta A, Diêm Lập. Trong điện thoại, truyền đến Diêm Lập tiếng cười. Ngươi hảo, Trương Huyền khách khí trở về một câu, có chuyện gì sao? Là cái dạng này tiểu sư phó, chúng ta lúc trước không phải ước định một cái huấn luyện sao, phía trước đã xảy ra như vậy sự, ta
ta cũng cảm thấy phi thường xin lỗi, bất quá nên xử lý người chúng ta đã xử lý, người nhìn xem, khi nào, người có thể lại tuyển ra y học sẽ hợp tác đâu. Diêm Lập nói chuyện thời điểm thật cẩn thận, sợ nói sai cái gì, lại chọc tới Trương Huyền không vui. Là việc này à, Mã hội trưởng đâu, hắn như thế nào không cho ta gọi điện thoại? Trương Huyền hỏi một tiếng. Lão Mã hắn cảm thấy hổ thẹn, không mặt mũi cùng tiểu sư phó ngươi liên hệ, lần trước sự. Trương Huyền đánh gãy Diêm Lập nói, vậy làm Mã hội trưởng lại an bài cái thời gian đi, lần này không cần lại có như vậy nhiều chuyện xấu. Diêm Lập vừa nghe, tức khắc lộ ra vui sướng thanh âm, hảo, tiểu sư phó, ta đây liền đi thông chi lão Mã. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, cười cười, mặc kệ nói như thế nào, phía trước Mã hội trưởng cũng đều giúp chính mình vài lần tiểu vội, những việc này, coi như triệt tiêu đi. Triệu thị cao ốc, đỉnh tầng. Nhị gia, đối phương đích đích xác xác là Tô gia người, quyền cước cũng đều là Tô gia con đường, không sai. Hắc y thanh niên đứng ở Triệu tiên sinh phía sau, trả lời nói. Ngày hôm qua, bọn họ chuyên môn phái người đi thăm dò Trương Huyền cùng Tô Mật. Tô gia, này Tô gia tay, khi nào duỗi đến Ngân Châu tới, còn làm một cái họ Trương họ khác người trở thành về sau gia chủ. Triệu tiên sinh trên mặt sinh ra một mạt nghi hoặc. Nhị gia, chúng ta đây muốn hay không trước? Trước không cần vọng động, Triệu tiên sinh nhìn ngoài cửa sổ, có chút lá cây đã ố vàng, lập tức liền đến thế giới ngầm đại hội, ta phải đi về một chuyến, chuyện này, chờ ta trở lại rồi nói sau. Thật muốn cùng Tô gia động thủ nói, cần thiết đến từ trong nhà kéo điểm người lại đây. Minh bạch, Hắc Y thanh niên gật gật đầu, lui xuống. Gần đây mấy ngày thời gian, Trương Huyền cuối cùng là đem chính mình rảnh rỗi, hắn mỗi ngày chạy chạy Lâm thị tập đoàn, nhìn xem Lâm Thanh Hạm có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Từ lần trước Trương Huyền cấp Lâm thị làm ra rất nhiều chính xác quyết sách sau, Lâm Thanh Hạm đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này miễn phí sức lao động, Trương Huyền cũng chịu thời gian, đem đáp ứng y học sẽ huấn luyện cấp làm. Toàn bộ Ngân Châu thị, ở sắp tới đã xảy ra vài món đại sự sau, hoàn toàn lâm vào bình tĩnh giữa. Hằng Viễn Mậu Dịch nghênh đón tân một vòng phát triển, đã hướng tới Ngân Châu nhất nhất lưu xí nghiệp đồng tiến, Lâm thị đồng dạng là càng ngày càng lớn mạnh, lần trước Chu thị tỏ thái độ, làm nguyên bản đối Lâm thị còn có chút không quá yên tâm xí nghiệp, hoàn toàn yên lòng. Làm người kỳ quái chính là, phía trước vẫn luôn đều cùng Lâm thị đấu lực lượng ngang nhau Triệu thị, trong khoảng thời gian này có điểm hành quân lặng lẽ hương vị. Làm người nắm lấy không ra. Chương 441 ra tù. Vào 9 tháng, sáng sớm thời tiết đã có chút hơi lạnh, sáng sớm đi làm người đều không giống lúc trước như vậy ăn mặc ngắn tay, đến phủ thêm một kiện áo khoác. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, còn chưa tới bình thường sự nghiệp đơn vị đi làm điểm, Ngân Châu đệ nhị trại tạm giam đại môn mở ra, một người thanh niên, đầy mặt tang thương từ bên trong cánh cửa đi ra, nhìn bên ngoài này ố vàng thu diệp, thanh niên hít sâu một hơi. Một chiếc màu đen chạy băng băng xe hơi ngừng ở trại tạm giam trước cửa, xe ghế sau môn mở ra, thanh niên ngồi đi lên. Trịnh thiếu, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi, tới, các ngươi hai cái, ngươi trịnh thiếu hảo hảo xoa xoa vai. Ở trại băng băng xe trên ghế phụ, vang lên một đạo thanh âm. Đang từ trại tạm giam ra tới người, đúng là Trịnh Sở. Cho tới nay, Trịnh gia đều ở tìm quan hệ, làm Trịnh Sở không có bởi vì phía trước sự bị hình phạt. Nhưng lúc ấy chứng cứ vô cùng xác thực, tuy rằng không có hình phạt, nhưng muốn nói cấp thả ra, kia cũng không có khả năng, hiện giờ Trịnh Sở có thể từ trại tạm giam nghênh ngang đi ra, kia tất nhiên là có người xuất lực. Ở trại băng băng xe trên ghế sau, ngồi hai gã dáng người gợi cảm người mẫu. Trịnh thiếu, nhân gia giúp người thay quần áo. Nhân gia cho người xoa vai. Hai gã người mẫu nũng nịu nói. Trịnh Sở nhìn hàng phía trước, mở miệng nói, Kha thiếu. Người phí lớn như vậy sức lực đem ta vớt ra tới, nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Ngồi ở chạy băng băng xa tiền mặt, chính là Kha Bân. Kha Bân búng tay một cái, cùng người thông minh giao tiếp, chính là Hảo, Trịnh thiếu, ta đây cũng liền không cùng ngươi nhiều đi loanh quanh, lần này có thể đem ngươi vớt ra tới, cũng toàn dựa ta cha nuôi kia tầng quan hệ, toàn bộ Ninh Tỉnh, muốn nói người khác còn có thể vớt ngươi. Kia tuyệt đối không có khả năng, ta tưởng, Trịnh thiếu ngươi hẳn là còn nhớ rõ chính ngươi là vào bằng cách nào. Đương nhiên, nhắc tới việc này, Trịnh Sở liền vẻ mặt phẫn hận, nếu không phải cái kia Trương Huyền hư ta chuyện tốt, ta sao có thể rơi vào hiện tại kết cục này. Đúng rồi, Kha Bân nói, người ta đều có cái cộng đồng địch nhân, chính là Trương Huyền, Trịnh thiếu, không bằng người ta hợp tác một phen. Hợp tác, ngươi tưởng như thế nào hợp tác?
Trịnh Sở một bên hưởng thụ hai gã người mẫu mát xa, một bên nghi hoặc nói. Rất đơn giản, ngươi là như thế nào đi vào, chúng ta khiến cho cái kia họ Trương như thế nào đi vào, ngày đó video ta đều nhìn, có rất nhiều chứng cứ, chúng ta đều có thể làm chút sửa chữa, bao gồm Trương Huyền lấy ra cái kia video, cũng có thể làm nhân tu sửa, chúng ta lấy bôi nhọ, phỉ báng, tới cáo hắn. Kha Bân nhắc tới đến Trương Huyền, trong mắt liền không tự giác phun ra lửa giận, này vài lần tiếp xúc, làm hắn thật sự là quá nghẹn khuất, cậu ái bị cự, lần trước giao lưu hội thượng bị nhục nhã, chính mình đổ thạch cửa hàng, cũng hoàn toàn bị cái này họ Trương giảo hoàng, còn làm chính mình mệt gần ngàn vạn đi ra ngoài. Trịnh Sở trên mặt xuất hiện một mặt ý động, hắn vốn dĩ chính là cái ăn chơi trác táng, trong khoảng thời gian này, ở trại tạm giam đợi đến đều mau điên rồi, hiện tại có cơ hội đi ra ngoài, còn có thể đem chính mình hận đến người nọ làm tiến vào, hắn không có khả năng không tâm động. Kha thiếu, ngươi có mấy thành nắm chắc? Trịnh Sở hỏi. 10 thành, Kha Bân vẻ mặt tự tin, lần này sự tình, không riêng có ta tham dự, còn có Trình gia nhân xâm cùng, bắt lấy một cái họ Trương, còn không phải tùy tùy tiện tiện. Trình gia, Trịnh Sở thân thể chấn động, Trình gia ở toàn bộ Ninh tỉnh, kia chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ a, này họ Trương, thế nhưng liền Trình gia người đều dám trêu, thật là tìm chết. Thế nào, Trịnh thiếu, hiện tại yên tâm đi, Kha Bân cười nói. Tự nhiên, Kha thiếu, ngươi nói như thế nào làm, ta liền đi như thế nào làm. Trịnh Sở trên mặt lộ ra tươi cười, nếu thực sự có Trình gia bóng dáng ở bên trong, kia họ Trương lại như thế nào lợi hại, cũng vô pháp phiên thiên. Rất đơn giản, hôm nay, Trịnh thiếu ngươi trước hảo hảo thả lỏng một chút, chờ ngày mai, tìm được lần trước hạ dược người kia, làm hắn đổi khẩu cung, còn lại sự, giao cho ta liền hảo. Kha Bân nói chuyện khi, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Trong khoảng thời gian này, Trương Huyền quá nhàn nhã không ít, Lâm Thanh Hạm đều không phải là đem công ty sở hữu sự đều giao cho Trương Huyền xử lý, chỉ là một ít chính mình khó có thể quyết sách sự tình, sẽ kêu Trương Huyền cùng nhau thảo luận. Trương Huyền lại đi Tần Nhu đổ thạch trong tiệm nhìn một vòng, đổ thạch cửa hàng sinh ý thực hảo, liền như phía trước tưởng như vậy, đổ thạch ở toàn bộ Ninh tỉnh, đều thuộc về lũng đoạn ngành sản xuất, tưởng bác bắt tay khí người, trừ bỏ Đoạn Ngọc Các ngoại, không có lựa chọn nào khác, cách vách tuyệt thế phỉ thúy nhưng thật ra tiếp tục mở ra môn đâu, đáng tiếc căn bản là không có người đi, khai trương cùng ngày, tuyệt thế phỉ thúy thanh danh liền hoàn toàn xú, cùng Đoạn Ngọc Các hình thành tiên minh đối lập. Tần Nhu mấy ngày nay, cũng đều tọa trấn Đoạn Ngọc Các nội. Tần lão bản, sinh ý thịnh vượng a. Trương Huyền từ Đoạn Ngọc Các cửa đi đến, hắn nhìn đến, chính mình ngày đó khai phỉ thúy, tất cả đều bị Tần Nhu trang ở một cái giản giáo chung, bày biện ở Đoạn Ngọc Các nội. Trương tiên sinh, người đã đến rồi. Đoạn Ngọc Các công nhân vừa thấy Trương Huyền, liền ra tiếng vấn an. Trương đại vội người, là cái gì phong đem ngươi thổi tới? Tần Nhu cười từ quầy ba đã đi tới, uống điểm trà. Không được, Trương Huyền phất phất tay. Mấy ngày nay nhàn, nơi nơi đi dạo. Nhàn, Tần Nhu chọn chọn mày liễu, kia vừa vặn, ta này vừa lúc có cái đấu giá hội, người cũng tới thấu cá nhân khí hảo. Cái gì đấu giá hội? Trương Huyền hiếu kỳ nói. Lập tức ngươi sẽ biết, Tần Nhu cố ý làm cái thần bí biểu tình, theo sau hỏi hướng bên cạnh công nhân, thế nào, chuẩn bị tốt sao? Công nhân gật đầu trả lời, Tần Tổng, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hảo, Tần Nhu lên tiếng. Hướng Trương Huyền nói, đi thôi, cùng ta tới. Trương Huyền đi theo Tần Nhu, đi ra Đoạn Ngọc Các, Trương Huyền lúc này mới nhìn đến, Đoạn Ngọc Các cách vách hai nhà nhà mặt tiền, cũng bị Tần Nhu mua tới, hơn nữa đã thông, này hai gian nhà mặt tiền, tất cả đều là 300 nhiều bình phương, chia làm hai tầng. Trong đó tầng thứ nhất, trang hoàng một cái thật lớn triển đài, cộng thêm một ít bàn ghế, tầng thứ hai, chính là các loại phòng, phòng toàn trang nửa mặt thấu pha lê, có thể từ bên trong nhìn đến triển đài. Toàn bộ đại sảnh, bị Tần Nhu trang hoàng thành một loại cổ hương cổ sắc phong cách, cho người ta một loại phục cổ ý cảnh mỹ cảm. Trương Huyền đánh giá này đại sảnh một vòng, mở miệng nói, người này động tác còn rất nhanh. Này khoảng cách Đoạn Ngọc Các khai trương mới mấy ngày thời gian, Tần Nhu liền đem trang hoàng đều nháo hảo, không thể không nói, đây cũng là cái làm việc sấm rền gió cuốn nữ nhân. Trương Huyền nhìn đến, giờ phút này trong đại sảnh đã ngồi không ít người, bao gồm trên lầu ghế lô. Cũng đều là đại môn chói chặt, bên trong đều ngồi người. Người đây là muốn làm cục đá bán đấu giá? Trương Huyền tò mò hỏi. Ân, Tần Nhu gật đầu, lần này bán đấu giá, thu lợi 30%, ta tính toán tất cả đều quyên cấp Xuân Đằng Viện phúc lợi, này cũng nên đổi mùa, bọn nhỏ cũng đến nhiều thêm chút quần áo,
ta cố ý từ thạch vương kia vào một đám vương thạch cùng đế thạch lại đây, tỷ lệ tất cả đều là thượng phẩm. Loại này đổ thạch đấu giá hội, Trương Huyền trước kia cũng tham gia quá, cũng không cảm thấy xa lạ. Chương 442 bán đấu giá. Vừa lúc này, Tần Nhu di động vang lên. Trương Huyền ánh mắt theo bản năng chiều Tần Nhu di động thượng liếc mắt một cái, ở Tần Nhu màn hình di động sáng lên nháy mắt, Trương Huyền thấy được thứ nhất về nhi đồng mùa thu trang phục tìm tòi giao diện. Đối với Tần Nhu, Trương Huyền có rất nhiều hảo cảm, đặc biệt là ở đối viện phúc lợi này hạng nhất, này xã hội thượng, không thiếu có người hiến tình yêu, làm việc thiện, nhưng chân chính không cầu danh không cầu lợi người thật sự là quá ít. Trương Huyền là như vậy một loại người, Tần Nhu đồng dạng là như vậy một loại người. Hiện tại, đúng là Hằng Viễn Thương Mậu bay lên kỳ, nếu ở cái này mấu chốt thượng, Tần Nhu lấy ra chính mình vẫn luôn không ràng buộc tài trợ viện phúc lợi sự, tuyệt đối sẽ làm Hằng Viễn mức độ nổi tiếng có lại một vòng đề cao, đối Hằng Viễn tới nói trăm lợi mà không một hại, nhưng cố tình Tần Nhu trước nay cũng chưa lấy việc này ra tới giảng quá, đối với Tần Nhu tới nói, giúp đỡ viện phúc lợi, chính là nàng đơn thuần muốn làm một sự kiện mà thôi. Tần Nhu tiếp khởi điện thoại, ở trong điện thoại nói vài câu, liền vội vàng đem điện thoại cắt đứt, có chút khó xử nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Người trước vội, ta chính mình tùy tiện đi dạo là được. Trương Huyền chủ động mở miệng. Thật là cái chi kỷ nam nhân. Tần Nhu giận Trương Huyền liếc mắt một cái, theo sau bước đi khai. Trương Huyền một người ở trong đại sảnh nhàn chuyển, Trương Huyền phát hiện, có một nửa người, đều thao nơi khác khẩu âm, xem ra lần này Tần Nhu tuyên truyền công tác làm không tồi, một cái đổ thạch đấu giá hội. Có thể cho nhà này đổ thạch cửa hàng thanh danh lớn nhất hóa truyền bá đi ra ngoài, từ rất nhiều phương diện tới nói, Tần Nhu thương nghiệp khứu giác vẫn là thực nhanh nhạy. Trương Huyền chính chuyển đâu, phía sau truyền đến một đạo giọng nữ. Di, tỷ phu. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, liền thấy một lưu chữ tóc ngắn mạn diệu thân ảnh đứng ở chính mình phía sau. Trương Khiết, Trương Huyền ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lần trước đi Bạc Đại, Trương Huyền còn hỏi Tự Huyền. Không gặp Trương Khiết cô nàng này, Tự Huyền nói Trương Khiết ra có việc liền xin nghỉ về nhà, kết quả bằng hữu vòng phát ra nơi nơi du ngoạn thân ảnh. Ngươi không phải đi du lịch sao? Trương Huyền tò mò hỏi một tiếng. Trương Khiết trên mặt lộ ra một mặt có chút mất tự nhiên ý cười, theo sau gật đầu nói, là đi chơi một vòng, hai ngày này vừa mới trở về, nghe nói có cái đấu giá hội, liền tới nhìn xem, tỷ phu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta ba. Ở Trương Khiết phía sau. Còn đứng hai cái nam nhân, một cái lớn tuổi một chút, một cái khác, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi. Thúc thúc hảo, Trương Huyền gật đầu hỏi một tiếng. Đây là Ban Tân Khải, ta. Trương Khiết lại chỉ hướng mặt khác một người thanh niên, ta vị hôn phu. Trương Huyền chú ý tới, ở Trương Khiết nói ra vị hôn phu ba chữ khi, xinh đẹp gương mặt mang theo một mặt dãy giụa. Cái này Ban Tân Khải, thân cao có cái 1m8, hình thế tuy rằng không nói mập mạp. Nhưng nhìn qua cũng tương đối mập mạp, thả diện mạo cũng thực bình thường, quang từ bề ngoài thượng xem, cùng Trương Khiết là hoàn toàn không có cách nào tương xứng đôi. Thả Trương Huyền còn phát hiện, Ban Tân Khải ở đứng ở Trương Khiết phụ thân bên người thời điểm, trên mặt mang theo không phải cái loại này đối trưởng bối kính trọng, mà là một loại kiêu căng, phảng phất này ba người chung, chính mình mới là vai chính giống nhau. Trương Khiết, này ai a? Ban Tân Khải thấy Trương Khiết không ngừng cùng Trương Huyền nói chuyện, thần sắc bất mãn hỏi. Ta một cái đồng học tỷ phu, chúng ta liền đi theo cùng nhau kêu. Trương Khiết giải thích một tiếng. Nga, Ban Tân Khải gật gật đầu, được rồi, đừng hàn huyên, lập tức bán đấu giá liền bắt đầu, chúng ta đi trước ngồi xuống, lần này vị trí, chính là rất khó định. Ban Tân Khải nói xong, khi trước chiều đại sảnh một cái trên chỗ ngồi đi đến. Mỗi một cái trên chỗ ngồi, đều lưu trữ một cái hào bài, dùng cho bán đấu giá thời điểm kêu giới. Trương Huyền nhìn Trương Khiết bóng dáng. Cùng với Trương Khiết vừa mới quay đầu lại khi một cái tràn ngập chua xót tươi cười, nghĩ nghĩ, cũng đi qua. Nguyên bản Tần Nhu là để lại cho Trương Huyền một cái lầu hai ghế lô, bị Trương Huyền cùng Trương Khiết ghế bên người thay đổi một chút, đối phương vừa nghe có ghế lô chịu đổi, đó là 100 vui. Trương Huyền ngồi vào Trương Khiết bên cạnh trên chỗ ngồi. Tỷ phu, người cũng là tới tham gia đấu giá hội. Trương Khiết vừa thấy Trương Huyền cũng ngồi, có chút kinh hỉ. Liền tới đây nhìn xem. Trương Huyền trả lời nói. Trương Khiết, người còn chưa đủ, lưu nghiện rồi đúng không? Ban Tân Khải vẻ mặt khó chịu nói một tiếng, liền hắn như vậy, một bộ quần áo thêm lên không đến 500 đồng tiền, người cảm thấy hắn như là tham gia đấu giá hội. Không phải a, ta tỷ phu hắn. Trương Khiết vừa muốn mở miệng,
nói cho Ban Tân Khải Trương Huyền chân chính thân phận, kết quả bị phụ thân dùng ánh mắt ngăn lại. Bớt tranh cãi đi, Trương Khiết phụ thân nói một tiếng. Nga, Trương Khiết có chút ủy khuất gật gật đầu, không có lại hé răng. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ đại sảnh người càng làm càng nhiều, trên lầu ghế lô cũng đều ngồi đầy. Trương Khiết đang xem trên lầu ghế lô thời điểm, trong mắt mang theo một mặt hâm mộ, nếu chính mình cũng có thể có thực lực ngồi vào kia ghế lô, chỉ sợ cũng không nhiều như vậy phiền não rồi đi. Trương Huyền nhìn thời gian, tới rồi buổi chiều 3 giờ, toàn bộ trong đại sảnh, vang lên một trận nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Cũng liền ở âm nhạc vang lên thời điểm, một đạo mạn diệu thân ảnh, đi lên triển đài. Tần Nhu ăn mặc một bộ tố bạch sắc váy dài, tóc đẹp vãn khởi, trên mặt vẽ trang điểm nhẹ, mắt ngọc mày ngài, mang theo một loại phiêu nhiên chi khí, nàng xuất hiện, phảng phất làm triển trên đài ánh đèn đều thất sắc rất nhiều. Nhìn đến hiện tại Tần Nhu, Trương Huyền đột nhiên hồi tưởng nổi lên ngày đầu tiên nhìn thấy Tần Nhu thời điểm, nàng đồng dạng một thân váy trắng, như tinh linh giống nhau, thuần khiết không tì vết. Hảo Mỹ A, Trương Khiết nhìn trên đài, trong miệng lẩm bẩm nói, lớn lên xinh đẹp, lại có bản lĩnh. Ban Tân Khải nhìn trên đài kia mạn diệu thân ảnh thời điểm, không tự giác liếm liếm môi, trong mắt mang theo một cổ dục vọng, bất quá thực mịt mờ, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình gia cảnh tuy rằng không tồi, nhưng cùng nữ nhân này so sánh với, còn kém không ít, hiện tại Ngân Châu, có ai không biết Hằng Viễn mậu dịch, lũng đoạn toàn bộ Ninh tỉnh đổ thạch ngành sản xuất, về sau tiền cảnh vô hạn. Cảm tạ các vị tới tham gia Đoạn Ngọc Các lần này đấu giá hội, về đổ thạch, ta tưởng các vị hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có điều hiểu biết. Ta liền không ở này cùng chư vị vô nghĩa, chậm trễ đại gia thời gian, hôm nay, chúng ta chuyên môn thỉnh kinh thành giám định chuyên gia, sở hữu khai ra cục đá, đều sẽ hiện trường định giá, ta Đoạn Ngọc Các nhưng tiến hành thu mua, ta Tần Nhu bảo đảm, mỗi một khối nguyên thạch, đều là thượng phẩm, chẳng qua vẫn là phải nhắc nhở một câu, đổ thạch có nguy hiểm, đại gia cần cẩn thận. Tần Nhu thanh âm, thông qua triển trên đài microphone truyền ra, không có quá nhiều hoa lệ ngôn ngữ, lại cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Hiện tại người, đã không phải dễ dàng sẽ bị nói ngọt sở mê hoặc, tương đối với dễ nghe lời nói, đại gia càng thích chính là thẳng thắn thành khẩn. Tần Nhu kia một câu đổ thạch có nguy hiểm, đại gia cần cẩn thận, một chút liền giành được không ít người hảo cảm. Tần Nhu nói xong lời nói sau, mang theo một trận làn gió thơm, đi xuống triển đài, đương Tần Nhu xuống đài sau, một người dáng người cao gầy người mẫu, bưng một khay, trên khay phô kim sắc tơ lụa thượng, phóng có một khối trường 15 cm. Cao 4 cm bất quy tắc nguyên thạch. Chương 443 chúng tinh cùng nguyệt. Ở người mẫu cầm nguyên thị bước lên triển đài sau, một người qua tuổi hoa giáp lão nhân, cũng đi lên triển đài, lớn tiếng nói, chư vị, này khối vương thạch, tầng ngoài đã sinh hắc, đổ thạch giới có câu nói, hắc tùy lục đi, lục dựa hắc sinh, xuất lục, không nhất định tầng ngoài phiếm hắc, nhưng tầng ngoài phiếm hắc, cơ hồ đã xác định, nơi này tất nhiên sẽ xuất lục, đến nỗi có thể cắt ra cái gì, liền xem đại gia tạo hóa. Này khối nguyên thạch, khởi chụp giới 3.000, mỗi lần tăng giá, không ít với 500. Lão nhân tiếng nói vừa dứt, dưới đài lập tức liền vang lên một mảnh kêu giới thanh. 5.000, 8.000, 9.000. Từng đạo kêu giới thanh không dứt bên tai, loại này đã thấy hắc phương thạch, bình thường bán giới đều ở 2 vạn hướng lên trên, mấy ngàn đồng tiền, thật sự là quá tiện nghi, loại này bảo đảm có thể xuất lục nguyên thạch, sẽ làm rất nhiều người đỏ mắt, rốt cuộc. Đổ thạch liền ở một cái đánh cuộc tự, này bảo đảm có thể ra suất, đã bài trừ cực đại nguy hiểm, dư lại, liền xem cá nhân tạo hóa, hay không đáng giá. Này khối nguyên thạch, một đường tăng tới tam vạn nhị, mới đình chỉ kêu giới. Trương Huyền gật gật đầu, Tần Nhu bắt lấy này khối nguyên thạch giá cả, đại khái ở 1.8-2.1 chi gian, cái này giá cả, đã xem như thực không tồi, nếu bình thường bãi ở trong tiệm, nhưng bán không đến tam vạn nhị giá cả. Quả nhiên, đấu giá hội mới là nhất có thể kích khởi người mua sắm dục vọng địa phương. Chụp được tới nguyên thạch, có thể lựa chọn hiện trường làm nhân viên công tác tới khai, hoặc là bắt được ghế thượng chính mình tới chụp. Đấu giá hội lưu trình, đồ vật đều là càng ngày càng tốt, kế đệ nhất khối nguyên thạch lúc sau, mặt sau bán đấu giá mỗi một khối nguyên thạch, giá cả đều ở tam vạn nhị trở lên. Chụp đến nhiệt huyết thời điểm, Trương Khiết vị hôn phu Ban Tân Khải cũng sẽ nhịn không được kêu lên vài lần giá cả. Tỷ phu, người hiểu đổ thạch sao? Trương Khiết nhìn mắt chính mình phụ thân sau, thật cẩn thận hỏi Lộ Gia Huyền, chờ hỏi xong, lập tức quay đầu nhìn hạ chính mình phụ thân phản ứng. Hơi chút hiểu một chút đi, như thế nào, người tưởng mua? Trương Huyền hiếu kỳ nói. Trương Khiết trong mắt hiện lên một tia giãy giụa,
dùng sức gật gật đầu, ta tưởng đánh cuộc một lần, bất quá ta chỉ có thể mua tới một khối, nhưng ta đối phương diện này, căn bản là không hiểu, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao. Trương Huyền nhìn nhìn Trương Khiết, lại nhìn nhìn Ban Tân Khải, người nhà đầu này có phải hay không gặp được cái gì việc khó? Không có a, Trương Khiết bài trừ một cái tươi cười, ta liền tưởng chơi một phen đổ thạch, sao có thể là gặp được cái gì việc khó a? Trương Huyền thấy Trương Khiết không muốn nói, cũng không tiếp tục hỏi đi xuống, hắn gật gật đầu, hành, ta giúp ngươi nhìn xem. Cảm ơn tỷ phu. Trương Huyền nhìn Trương Khiết kia khẩn trương đến thân thể đều có chút phát run bộ dáng, thở dài, mặc kệ là bởi vì Tử Huyền kia tầng quan hệ, vẫn là Trương Khiết này thanh tỷ phu, Trương Huyền cũng vô pháp nhẫn tâm không đi giúp nàng. Đấu giá hội dần dần tiến hành. Chư vị, này tảng đá, triển trên đài lão nhân, bế lên khay chung một khối trường 25cm cục đá, đại gia có thể nhìn thấy, này cục đá phía dưới, đã ra nhất chỉnh phiến lục, nói cách khác, nhất thảm, cũng có thể cắt ra như vậy một khối phỉ thúy, chỉ là ở cắt ra tới trước, này khối phỉ thúy tỷ lệ vô pháp xác định, này tảng đá, bán đấu giá giới vì 5 vạn khởi, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000. 5 vạn nhất, lão nhân lời nói rơi xuống, Ban Tân Khải tiện lợi trước mở miệng, hắn đã sớm coi trọng này tảng đá, sở hữu đấu giá hội, ở bắt đầu trước, đều sẽ cấp khách ban phát một cái bán đấu giá sổ tay, bên trong có lần này thương phẩm cơ bản giới thiệu. 5 vạn nhỉ, 5 vạn năm, 6 vạn, này khối nguyên thạch giá cả một đường phi thăng, lão nhân sở triển lộ ra kia phiến lục, dài đến 10cm, chiều rộng 3 công phân, tỷ lệ nếu hơi chút hảo điểm. Đều có thể bán được 10 vạn hướng lên trên. Liền tính lại không đáng giá tiền, cũng có thể bán cái 2 vạn, cho nên, 6 vạn khối mua này khối phỉ thúy, tương đương với là dùng 4 vạn khối tới đánh cuộc, rất nhiều người đều nhìn thấu điểm này, kêu lên giá tới một chút cũng không chột dạ. 6 vạn năm, Ban Tân Khải cắn răng hô lên một cái giá. Trương Khiết nhìn trên đài kia khối nguyên thạch, nhịn không được hỏi, tỷ phu, người cảm thấy thế nào? Trương Huyền lắc lắc đầu. Không mua, nguy hiểm quá lớn. Nguy hiểm đại, Ban Tân Khải vừa nghe lời này, đương trường cười nhạo ra tiếng, người nói này khối nguyên thạch nguy hiểm đại. Ngươi hiểu sao, không gặp cái đáy đã ra như vậy đại một mảnh lục. Không hiểu trang hiểu. Trương Huyền nhìn Ban Tân Khải kia kiêu ngạo bộ dáng, lắc lắc đầu, không có hé răng. Trương Khiết nghe Trương Huyền nói không mua, cũng liền không có hỏi nhiều, đối với Trương Huyền, Trương Khiết còn là phi thường tín nhiệm. Trên đài kia khối nguyên thạch giá cả một đường tiêu thăng, cuối cùng, chướng giới đến 13 vạn, bị người bắt lấy, mà chụp được này khối nguyên thạch người, đúng là Ban Tân Khải. Trương Huyền nhìn Ban Tân Khải mua này tảng đá, hơn phân nửa là mệt, này tảng đá, có một chỗ đại nứt, này đại nứt sẽ làm phỉ thúy khai ra tới giá cả đại suy giảm, nhưng đại nứt còn không phải nhất trí mạng, là tại đây đại nứt giữa, có giấu một chỗ nứt rúm. Nứt rúm đối phỉ thúy nguy hại rất lớn. Trực tiếp ảnh hưởng mỹ quan, giá cả, thậm chí tồn tại nứt rúm nguyên thạch, đều không thể tiến hành điêu khắc, khả năng một khối bàn tay đại phỉ thúy, bởi vì nứt rúm tồn tại, có thể gỡ xuống tới liêu chỉ có 1/3, thậm chí đều không đến. Ở đổ thạch giới, có câu nói, thà rằng đánh cuộc sắc, không đi đánh cuộc rúm, có thể thấy được này nứt rúm, có bao nhiêu quan trọng. Ban Tân Khải mua này khối nguyên thạch sau, chậm chạp không có cắt ra, nghĩ đến là muốn đem này chờ mong cảm lưu đến cuối cùng. Lại là mấy khối nguyên thạch đánh ra, toàn bộ đấu giá hội đã lâm vào một loại phi thường lửa nóng trình độ. Chư vị, hôm nay vương thạch, đã toàn bộ bán đấu giá, kế tiếp muốn bán đấu giá, sẽ là mấy khối đế thạch, các vị cần phải đánh bóng đôi mắt, đế thạch khai ra tới đồ vật hảo, nhưng phí tổn càng cao. Lão nhân ở triển trên đài nói một tiếng. Nghe tới đế thạch hai chữ khi, dưới đài mọi người, tất cả đều ánh mắt lửa nóng nhìn triển đài. Lão nhân lấy ra một khối chỉ có người nắm tay lớn nhỏ vật liệu đá, này vật liệu đá toàn thân hiện ra một loại màu xám nâu, mặt ngoài không ánh sáng. Đây là đế thạch, ở lão nhân lấy ra vật liệu đá trước tiên, dưới đài liền có người nhìn không được đặt câu hỏi. Theo ta được biết, đế thạch không phải cái dạng này đi. Ta tuy rằng đổ thạch số lần không nhiều lắm, nhưng đế thạch vẫn là gặp qua vài lần. Không tồi, liền tính này vật liệu đá chung, khai ra tái hảo đồ vật. Lại có thể giá trị bao nhiêu tiền? Dưới đài nghi hoặc thanh không ngừng vang lên. Trên đài lão nhân cười cười, mở miệng nói, các vị xin nghe ta nói, mọi người đều biết, toàn Hoa Hạ tốt nhất vật liệu đá, đến từ Nam tỉnh, mà này khối vật liệu đá, bị mấy khối đế thạch, kẹp ở trung tâm, bị địa phương phong thủy đại sư hình dung vì chúng tinh cùng nguyệt chi thế, đến nỗi bên trong có cái gì,
vẫn luôn đều không có người dám thiết, này khối vật liệu đá, làm đế thạch trước cái thứ nhất bán đấu giá vật, khởi chụp giới vì. Lão nhân nói đến lúc này, vươn một ngón tay, một khối tiền. Trương Huyền nhìn triển trên đài kia khối vật liệu đá, khóe miệng gợi lên một nụ cười, này cục đá có thể tới này tới, là chuyên môn đưa cho chính mình xem a. Chương 444 cạnh giới. Trương Huyền lúc trước tung hoành Nam Tỉnh đổ thạch giới, rất rõ ràng, nơi đó người là cỡ nào chú ý phong thủy, có thể bị xưng là chúng tinh cùng nguyệt cục đá, toàn bộ Nam Tỉnh cũng liền như vậy mấy khối, mỗi một khối đều là giá trên trời, liền tính bán không ra đi, cũng sẽ bị cung ở trong tiệm, đổ cái dấu hiệu, hiện giờ này tảng đá có thể tới tần nhu này, kia tất nhiên là Thạch Vương cố ý vì này. Này tảng đá, liền Thạch Vương đô không dám khai. Làm bọn họ kia một hàng, phi thường mê tín, liền tỷ như Thạch Vương, chẳng sợ biết rõ một ít cục đá có phỉ thúy, chính mình cũng sẽ không đi khai, ở bọn họ kia chú ý, người vận khí hữu hạn, thứ này cũng không thể nhiều khai, chí bảo, cả đời này chỉ khai một cái là đủ rồi. Nhìn trên đài kia tảng đá, Trương Huyền vừa muốn kêu giới, liền nghe lầu hai ghế lô chung, truyền ra một đạo thanh âm. 5 vạn, 5 vạn, lầu hai ghế lô chung truyền ra kêu giới thanh. Làm ở đây mọi người một mảnh ồ lên. Như vậy một khối vật liệu đá, hoa 5 vạn đi mua. Điên rồi đi. Đối với lầu hai ghế lô kêu ra 5 vạn chấn động còn không có qua đi, lầu một trong đại sảnh, lại vang lên một đạo thanh âm. 10 vạn. Thanh âm này một vang lên, trong đại sảnh mọi người liền chiều kêu gọi người nhìn lại. Trương Khiết vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Huyền, tỷ phu, người phải tốn 10 vạn mua này khối vật liệu đá. Ân, Trương Huyền gật đầu. Bất quá ta phỏng chừng, 10 vạn đồng tiền mua không xuống dưới. Trương Huyền hỗn quá Nam Tỉnh đổ thạch giới, biết một ít người, vì bác cái điểm có tiền, không tiếc số tiền lớn cũng muốn khai thượng một khối chúng tinh cùng nguyệt, vừa mới lầu hai người nọ trực tiếp ra giá 5 vạn, hẳn là chính là loại người này. Ban Tân Khải khóe miệng một liệt, không chút nào kiêng kỵ nói, não tàn, 10 vạn khối mua như vậy một khối phế liệu, liền này còn giáo người khác đổ thạch đâu. Trương Huyền không để ý tới Ban Tân Khải. Thứ này từ từ tái giáo dục thì tốt rồi, hắn hiện tại lực chú ý, tất cả tại trên đài kia khối vật liệu đá mặt trên. Trương Huyền 10 vạn giá cả hô lên sau, lầu hai người trầm mặc vài giây, 20 vạn. 20 vạn, dưới lầu một người há to miệng, đây là điên rồi đi, 20 vạn mua như vậy một khối vật liệu đá. 50 vạn, Trương Huyền khinh phiêu phiêu mở miệng. Một cái khởi chụp giới một khối tiền vật liệu đá, ngắn ngủn 4 lần kêu giới, tăng tới 50 vạn. Mọi người cảm giác, chính mình đầu óc đã có điểm không đủ dùng, một ít của cải có cái trăm vạn người, vẫn luôn cảm thấy chính mình bước vào phú hào hàng ngũ, nhưng hiện tại mới biết được, chính mình chính là cái nghèo bức. 50 vạn, người có như vậy nhiều tiền sao? Này gọi bậy giới chính là muốn phó pháp luật trách nhiệm. Ban Tân Khải khinh thường bĩu môi, hắn xem Trương Huyền kia một bộ quần áo, như thế nào đều không giống có thể lấy ra 50 vạn người. Trương Khiết phụ thân. Còn lại là ở Trương Huyền hô lên 50 vạn giá cả sau, nhìn nhiều Trương Huyền vài lần. 100 vạn, lầu hai người lại lần nữa ra tiếng, đồng thời còn nói thêm, huynh đệ, một khối vật liệu đá mà thôi, đại gia đổ cái điểm có tiền, không cần thiết đấu cái người chết ta sống đi. Lầu hai ghế lô có nửa mặt thấu pha lê, đại sảnh mọi người nhìn không tới bên trong người bộ dáng, nhưng nghe đối phương ngữ khí, tuy rằng làm giá cả một chút phiên gấp đôi, nhưng đã không giống lúc trước như vậy nhẹ nhàng. Rốt cuộc 100 vạn mua như vậy một tiểu khối vật liệu đá, lại có tiền người cũng sẽ không một chút cảm giác đều không có a. 200 vạn, Trương Huyền dựa vào ghế dựa thượng, hô lên cái này con số. Mọi người nghe Trương Huyền kêu giới, đã không biết nên nói cái gì hảo, chính mình vừa mới chụp cục đá, một khối mấy vạn, mười mấy vạn, còn có loại vung tiền như rác hào sảng cảm, nhưng hiện tại cùng nhân ra một so sánh với, chính mình đó chính là tùy tiện đùa giỡn chơi a. Lầu 2 ra tiếng. Bằng hữu, người thật sự muốn cùng ta tranh rốt cuộc. Nghe thanh âm này, Trương Huyền xem cũng chưa hướng lầu hai xem một cái, như cũ dựa vào ghế dựa thượng. Vị tiên sinh này ra giá 200 vạn, còn có hay không càng cao? Trên đài lão nhân treo vẻ mặt tươi cười, lớn tiếng hỏi. 200 vạn nhất thứ. Lão nhân hô một tiếng, ánh mắt nhìn quét bốn phía, chuyên môn chờ đợi vài giây, thấy không ai hé răng, 200 vạn lượng thứ. 220 vạn. Lầu 2, lại lần nữa vang lên một đạo thanh âm. Hắn hiện tại kêu giới, đã không có vừa rồi cái loại này tự tin. 300 vạn, Trương Huyền căn bản là không do dự, trực tiếp hô lên một cái giá. Lầu 2 ghế lô chung,
ngồi hai gã người trẻ tuổi, một nam một nữ. Ca, hắn cũng có chút thật quá đáng, đây là thành tâm cùng chúng ta không qua được sao? Ta muốn đi xuống giáo huấn hắn. Tuổi trẻ nữ nhân mở miệng, nàng nhìn qua cũng liền 23 đến 24 tuổi bộ dáng, dáng người cao gầy, một đầu đen nhánh tóc dài khoác hạ, ngũ quan tinh xảo khả nhân. Nữ nhân đang nói chuyện thời điểm, giơ giơ lên tiểu nắm tay, trong lúc vô ý lộ ra dấu ở cổ tay áo tụ tiễn. Thanh niên nhíu nhíu mày, sửa sửa tính tình của ngươi, này không phải trong nhà, còn có, đem ngươi thủ đoạn đồ vật tàng hảo, mấy thứ này, chính là trái pháp luật. Thiết, đây chính là trưởng lão chuyên môn ban cho ta phòng thân, ai còn có thể nói ta. Thanh niên đi đến nửa mặt thấu pha lê trước, nhìn phía dưới đại sảnh, từ từ xem đi, thứ này, liền tính hắn bắt được, cũng không dùng được, đến lúc đó chúng ta lại mua lại đây là được. 300 vạn giá cả, làm thanh niên vô pháp tiếp tục lại cùng đi xuống, này khối vật liệu đá, chụp cho Trương Huyền. Nhân viên công tác đem này khối vật liệu đá đương trường giao cho Trương Huyền, đồng thời lấy tới chuyên nghiệp công cụ, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Trương Huyền bên này, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có thể cắt ra thứ gì tới. Trương Huyền cũng không làm đại gia thất vọng, hiện trường liền bắt đầu thiết. Một đao đi xuống, trực tiếp cắt bỏ 1/3, vây xem người nhìn đều có loại thịt đau cảm giác. Này một đao đi xuống, nhưng chính là 100 vạn a, xem hắn thiết như vậy, chút nào không đau lòng, này vạn nhất thiết hỏng rồi bên trong bảo bối làm sao bây giờ. Trương Huyền này một đao, từ đầu thiết đến đuôi, không có bất luận cái gì trở ngại, chứng minh cái gì cũng chưa cắt ra tới. Quả thực chính là não tàn, 300 vạn mua như vậy cái ngoạn ý, liền thiết đều sẽ không thiết. Ban Tân Khải mở miệng nói. Trương Huyền nhíu nhíu mày. Người khác nhìn đến Trương Huyền như vậy biểu tình. Tất cả đều hiểu rõ, xem ra lần này, hắn này tiền là ném đá trên sông lạc. Trương Huyền lại một đao đi xuống, tước đi một tầng ra, như cũ cái gì cũng chưa nhìn thấy, hắn mày nhăn càng khẩn. Trương Huyền như vậy nhíu mày, đều không phải là giống mọi người cho rằng như vậy không thiết đến đổ vật, hoàn toàn tương phản, Trương Huyền là tại đây vật liệu đá chung, cảm nhận được nào đó không giống bình thường đổ vật, cái loại này đổ vật, cho hắn cảm giác, giống như là hỏa tinh. Trương Huyền thiết loại kém ba đao, lúc này đây, hắn cũng không có giống phía trước thuận lợi vậy, mới thiết hơn một nửa, liền gặp được trở ngại. Gia hóa, trong đám người, vang lên như vậy một đạo thanh âm. Thiết đao ngừng, nhìn dáng vẻ là ra đồ vật, nơi này ra, hẳn là sẽ là bảo bối đi. Này vừa ra, đã có thể kiếm phiên A. Không nhất định, đừng quên, này tảng đá phí tổn liền 300 vạn, hiện tại đã tước đi một nửa, liền tính ra cực phẩm. Lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. Đám người một bên thảo luận, một bên nhìn Trương Huyền động tác, bức thiết muốn biết, bên trong rốt cuộc có thể cắt ra cái gì tới. Chương 445 Thủy Tinh. Trương Huyền thuần thục đem vật liệu đá chung quanh tầng ngoài chậm rãi lột ra, thiết tiếp theo đôi đá vụn. Theo tầng ngoài bị tước lạc, vật liệu đá nội đồ vật, cũng chậm rãi xuất hiện, đây là một cái hiện ra màu trắng ngà hình lập phương, lớn nhỏ không sai biệt lắm 3 cm tả hữu. Không có bất luận cái gì quang hoa. Đây là, thủy tinh, có người nhìn đến này khối màu trắng hình lập phương, cau mày suy đoán nói. Không thể nào, khai ra tới như vậy cái ngoạn ý, không phải bồi quá độ sao? Chính là nói a, bất quá này vật liệu đá bên trong cắt ra thủy tinh, thật sự vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Vận khí cũng quá kém đi. Nhìn vật liệu đá chung cắt ra đồ vật, mọi người sôi nổi lên tiếng. Trương Huyền đem này khối hình lập phương cầm trong tay, tinh tế quan sát, lại nhìn không ra tới bất luận cái gì nghê đoan, Trương Huyền khẳng định, này không phải bất luận cái gì một loại đã biết quặng chất, cái này thủy tinh, cho hắn một loại cùng hỏa tinh phi thường tương tự cảm giác. Lầu hai giữa, kia một nam một nữ đứng ở cửa sổ biên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền trong tay màu trắng tiểu tinh thể, ánh mắt lửa nóng. Quả nhiên là cái này, thanh niên gắt gao nhéo nắm tay. Ca, muốn động thủ sao? Tóc dài nữ nhân dò hỏi một tiếng, mắt to trung tràn ngập nùng liệt ý động. Thanh niên khẽ lắc đầu, trước không vội, người quá nhiều, nhìn chằm chằm hắn, chờ đến ít người địa phương, chúng ta lại động thủ. Lầu một trong đại sảnh. Trương Huyền nhìn chằm chằm trong tay màu trắng tinh thể nhìn nửa ngày, cũng không suy nghĩ cẩn thận này sẽ là cái gì, đơn giản thu lên, chờ quay đầu lại giao cho tương lai, làm tương lai đi nghiên cứu đi. Ha ha ha, quá có ý tứ. 300 vạn liền mua như vậy một cái rách nát, cứ như vậy còn đổ thạch đâu. Ngươi là tới cố ý đưa tiền đi. Ban Tân Khải phát ra tiếng cười to. Chung quanh người cũng đều tiếc nuối lắc đầu, 300 vạn a,
liền như vậy không có, này một khối thủy tinh mới bao nhiêu tiền? 50 khối, 100 khối. Trương Khiết cũng là đầy mặt đau lòng. Triển trên đài lão nhân thấy mọi người đều đem lực chú ý thu hồi tới sau, bán đấu giá tiếp tục. Kế tiếp lão nhân lấy ra mấy khối đế thạch, mỗi một khối khởi trục giới đều ở 10 vạn hướng lên trên, cuối cùng thành giao giới đều tiếp cận 20 vạn, có thể nói, mỗi một lần đều là xa hoa đánh cuộc, 20 vạn ở Ngân Châu, đủ một bộ phòng ở đầu thanh toán. Trong đó có không ít thứ, Trương Khiết đều muốn ra tay, đều bị Trương Huyền khuyên xuống dưới. Các vị, đây là hôm nay bán đấu giá đếm ngược đệ nhị khối vật liệu đá, còn ở quan vọng đều phải lưu ý. Lão nhân lấy ra một khối vật liệu đá, toàn bộ cục đá tầng ngoài, đều hiện ra một loại màu xanh biếc, cục đá phân biệt không nhiều lắm người mặt lớn nhỏ. Loại này tỷ lệ cục đá, đặt ở đế thạch giữa, cũng là phi thường hiếm thấy. Chư vị, này khối đế thạch, khởi trục giới vì 12 vạn, mỗi lần tăng giá, không được thiếu với 2.000. 12 vạn 5, 12 vạn 7, 13 vạn. Lão nhân tiếng nói vừa dứt, kêu giới thanh liền không dứt bên tai, đối với loại này toàn thân xanh biếc cục đá, gia hóa tỷ lệ rất lớn, có khả năng nhẹ nhàng một sát, chỉnh tảng đá, đều sẽ là toàn thân xanh biếc phỉ thúy, thật muốn có lớn như vậy một khối, kia tuyệt đối là giá trị liên thành, làm đại gia nhịn không được một bác. 14 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Giá cả một đường tiêu thăng, cơ hồ ở mấy chục giây nội, liền từ khởi trục giới 12 vạn, tăng tới 20 vạn, cứ như vậy, kêu giới thanh vẫn như cũ hướng lên trên thoán. Này khối có thể lấy, kêu giới đi. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài này tảng đá, nhìn một hồi, hướng Trương Khiết nói. Trương Khiết rất sớm phía trước liền đang chờ Trương Huyền những lời này. Đương giá cả tăng tới 25 vạn thời điểm, giữa sân kêu giới người càng ngày càng ít. Chư vị, 25 vạn, lần đầu tiên, triển trên đài lão nhân nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói. Dưới đài người sột sột soạt soạt thảo luận, lại không ai ra tiếng kêu giới. 25 vạn, lần thứ hai, lão nhân lại lần nữa cất cao giọng nói. Dưới đài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, như cũng không ai nói chuyện, nhìn dáng vẻ, này tảng đá, là muốn lấy 25 vạn giá cả thành giao. 25 vạn, đệ tam. 26 vạn, dưới đài, vang lên một đạo thanh thúy giọng nữ. Trương Khiết, người điên rồi. Ban Tân Khải trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm ngồi ở bên cạnh nữ nhân. Trương Khiết phụ thân, cũng là đầy mặt khó hiểu đem đầu chuyển qua tới, nhìn chính mình nữ nhi. Hô lên 26 vạn người, đúng là Trương Khiết. Trương Khiết vừa mới hô lên giá cả, phía trước muốn 25 vạn mua này tảng đá người, lại lần nữa ra tiếng, 27 vạn. Trương Khiết vừa muốn tiếp tục tăng giá, đã bị này phụ thân ngăn cản xuống dưới, không cần loạn kêu. Người thượng nào đi lấy nhiều như vậy tiền? Trương Khiết, hơn 20 vạn mua này tảng đá, ta nhưng không cho ngươi đào a. Ban Tân Khải chuyên môn nói một câu. Không cần, Trương Khiết thần sắc hờ hững nhìn mắt Ban Tân Khải, ta chính mình có tiền. Có tiền, ngươi đi đâu lấy tiền? Trương Khiết phụ thân lạnh lùng nói. Ba, ngươi phía trước cho ta gây dựng sự nghiệp tiền, ta vẫn luôn đều lưu trữ, còn có 50 vạn. Trương Khiết đầy mặt xin lỗi trả lời nói, ta vẫn luôn không nói cho ngươi, chính là tưởng cho chúng ta ra lưu điều đường lui. Đường lui, Ban Tân Khải mày nhăn lại, Trương Khiết, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy, ta Ban Tân Khải không xứng với ngươi. Trương Khiết, không cần hồ nháo. Trương Khiết phụ thân quát lớn một tiếng, theo sau đối Ban Tân Khải nói, nhà đầu này không hiểu chuyện, ta giáo dục nàng, ngươi đừng để trong lòng. Trương Khiết lắc lắc đầu, nhìn trên đài, tiếp tục mở miệng, 28 vạn. 30 vạn, vừa mới kêu giới người tiếp tục mở miệng. Mắt thấy này khối nguyên bản mau lấy 25 vạn thành giao cục đá, đảo mắt lại bỏ thêm 5 vạn đi lên, mọi người đều thổn thức không thôi, bất quá có vừa mới Trương Huyền 300 vạn chục cục đá một màn, đã đối mọi người không có quá nhiều đánh sâu vào cảm. Trương Khiết đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền. Thêm, Trương Huyền chỉ nói một chữ. Trương Khiết nghe được Trương Huyền nói sau, hít sâu một hơi, 35 vạn. Không cần hồ nháo, ngươi đủ chưa? Trương Khiết phụ thân ra tiếng răn dậy. Ta nói Trương Khiết, ngươi là nghe cái này não tàn nói chụp này tảng đá a. Hắn vừa mới bồi thành cái dạng gì ngươi không thấy được a. Ban Tân Khải mở miệng, 35 vạn, lấy ta kinh nghiệm tới xem, này tảng đá, cái gì đều khai không ra, ngươi nhưng đừng nghĩ làm ta cho ngươi sát này mông. Vị này nữ sĩ ra giá 35 vạn, còn có càng cao sao?
Lão giả đứng ở trên đài, Lãng Thịnh nói, ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn ở kêu giới người kia. Dưới đài trầm mặc vài giây, 40 vạn. Hảo, vị tiên sinh này, ra giá 40 vạn. 40 vạn lần đầu tiên, lão nhân lần này không có nhiều chờ đợi, trực tiếp hô lên, đây là một loại thực thường thấy bán đấu giá thủ pháp. Trực tiếp kêu 50 vạn đi, Trương Huyền hướng Trương Khiết nói. 50 vạn. Đối với cái này con số, Trương Khiết thân thể đều ở rất nhỏ phát run, kỳ thật, đối phương ở hô lên 40 vạn thời điểm, nàng cũng đã tưởng từ bỏ, nếu chính mình có thể 20-30 vạn đánh cuộc một lần, chẳng sợ thua, cũng còn có thể lưu lại điểm xoay người tiền, nhưng này 50 vạn nếu không có, chính mình đã có thể một chút cơ hội cũng chưa a. Chương 446 biến đổi bất ngờ. Tiểu tử, ngươi không cần tại đây lầm đạo nữ nhi của ta. Trương Khiết phụ thân phi thường bất mãn nhìn Trương Huyền, ở hắn xem ra, đây là một cái không có đầu óc người, vừa mới chính mình mệt 300 vạn, hiện tại còn yếu hại chính mình nữ nhi cũng mệt tiền, 50 vạn a, đủ chính mình giải quyết rất lớn một bút nợ nần. 40 vạn lần thứ hai, trên đài, lão nhân lại lần nữa ra tiếng. Trương Khiết trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, nàng dùng sức hít một hơi, làm ra quyết định, 50 vạn. Trương Khiết, người điên rồi. Trương Khiết phụ thân trừng lớn đôi mắt. Ba, ngươi khiến cho ta bác lúc này đây đi, bác đúng rồi, cái gì cũng tốt, nếu thật bác sai rồi, ta cũng liền nhận mệnh. Trương Khiết hốc mắt có chút phiếm hồng. Ban Tân Khải cười lạnh một tiếng, ngươi nghe cái này não tàn nói, chú định là muốn bác sai rồi. Trương Khiết phụ thân nhìn nữ nhi bộ dáng, hơi há mồm, muốn ra tiếng, lại nói không ra lời nói tới, hắn lại làm sao không biết, chính mình nữ nhi, căn bản không nghĩ gả cho Ban Tân Khải. Nhưng vì cái này ra, chỉ có thể ủy khuất nàng. Sân ga thượng, lão nhân nhìn quét một vòng dưới đài, 50 vạn, còn có hay không càng cao giá cả. 50 vạn lần đầu tiên. Lão nhân nói, thông qua microphone, rõ ràng truyền tới ở đây mỗi người trong tai. Trương Khiết một lòng dẫn theo, nếu lại có người tăng giá nói, nàng liền thật sự một chút biện pháp đều không có. 50 vạn, lần thứ hai. Lão nhân cao cao giơ lên trong tay bán đấu giá chùy. Cho người ta gây một loại cấp bách cảm. Dưới đài, như cũng không có người ra tiếng. 50 vạn, lần thứ ba, lão nhân một chùy thật mạnh gõ hạ, phát ra một đạo trầm đục. Nghe thế cây búa nện ở mặt bàn thanh âm, Trương Khiết treo một lòng, cuối cùng thả xuống dưới, này tảng đá, cuối cùng bị chính mình chụp được. Bất quá Trương Khiết một lòng vừa mới buông, liền lại nhắc lên, kế tiếp, chính là quyết định chính mình vận mệnh lúc, này tảng đá, nàng cũng không có lưu trữ. Mà là làm người hiện trường liền khai. Có thể khai ra đáng giá đồ vật, chính mình liền còn có phản kháng đường sống, thật muốn cái gì đều khai không ra, cũng liền nhận mệnh. Còn thừa cuối cùng một khối đế thạch bán đấu giá, Trương Khiết cũng không lại chú ý, nàng toàn bộ tâm tư, đều đặt ở chính mình khai này tảng đá mặt trên. Có chuyên môn nhân viên công tác, mang theo chuyên nghiệp công cụ, đi vào Trương Khiết nơi này, hiện trường vì Trương Khiết khai thạch. Nữ sĩ, là sát vẫn là thiết. Nhân viên công tác hỏi một tiếng. Sát đi, Trương Khiết trên mặt tràn ngập khẩn trương nhìn chằm chằm này khối vật liệu đá. Nhân viên công tác gật gật đầu, cầm lấy chuyên nghiệp công cụ, ở vật liệu đá tầng ngoài ma sát lên. Trương Khiết phụ thân, cùng với ngồi ở người chung quanh, giờ phút này đều nhìn nhân viên công tác động tác, mỗi một lần khai thạch, đều là phi thường hấp dẫn người lòng hiếu kỳ. Theo nhân viên công tác động tác, vật liệu đá tầng ngoài xanh biếc, càng ngày càng rõ ràng. Ta má ơi, đây là đánh cuộc chính xác, nhìn xem kia tỷ lệ, chỉnh khối phỉ thúy đều nói không chừng a. Như vậy một khối to phỉ thúy, đến bao nhiêu tiền? Ít nhất có ngàn vạn đi. Khó mà nói, vẫn là muốn xem tỷ lệ, bất quá chẳng sợ tỷ lệ kém cỏi nhất cái loại này, cũng đến có cái 400-500 vạn. Vây xem người thanh âm vang lên. Trương Khiết trên mặt cũng dần dần lộ ra vui sướng, nếu thực sự có 400-500 vạn, không. 300 vạn. Chỉ cần 300 vạn, chính mình là có thể hoàn toàn xoay người, tuy rằng nhật tử quá đến không có trước kia hảo, nhưng chính mình cũng tuyệt đối không cần gả cho Ban Tân Khải. Trương Khiết phụ thân, trên mặt tràn ngập khẩn trương, có thể nhìn đến, hắn trên trán đã xuất hiện dày đặc mồ hôi. Nhân viên công tác đem này tảng đá hoàn toàn trà lau một lần, theo sau cầm lấy đèn pin, không ngừng đem ánh đèn đánh vào trên tảng đá mặt, nếu ánh đèn có thể xuyên thấu chỉnh khối vật liệu đá, như vậy liền có thể khẳng định. Đây là một chỉnh khối phỉ thúy, mà khi ánh đèn đánh đi lên sau, lại là một chút phản ứng đều không có. Như vậy một màn, làm Trương Khiết nhắc tới cổ họng một lòng, một chút liền rơi xuống.
Nữ sĩ, này yêu cầu cắt. Nhân viên công tác thu hồi đèn pin, nói một tiếng. Thiết, Trương Khiết nghe nhân viên công tác nói, chính mình trong lòng vừa mới bốc cháy lên kỳ vọng, phảng phất bị một chậu nước lạnh từ đầu tưới hạ, hoàn toàn tắt, vậy. Thiết đi. Nhân viên công tác được đến Trương Khiết trao quyền sau, cầm lấy công cụ, áp đặt đi xuống, đường lưỡi dao cắt bỏ tầng ngoài xanh biếc sau, chỗ đã thấy, là đen như mực vật liệu đá, này thuyết minh, vật liệu đá chỉ là bị một tầng ở mặt ngoài xanh biếc sở bao vây. Này, cũng quá xoay ngược lại đi, nguyên bản cho rằng đều ra một chỉnh khối tái rồi, như thế nào là cái dạng này? Ai, thật là tiếc nuối a. Vây xem người vừa thấy xanh biếc bên trong chỉ là bình thường vật liệu đá, sôi nổi lắc đầu, nhìn dáng vẻ, đây là một khối phế liệu. Ban Tân Khải cười lạnh một tiếng, Trương Khiết, ta sớm nói cho ngươi, nghe cái này não tàn nói, có ngươi mệt. 50 vạn, hừ hừ. Ban Tân Khải đang nói chuyện thời điểm. Trong mắt xuất hiện một tia vui sướng khi người gặp họa, hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Trương Khiết kiếm tiền, nếu thật muốn làm Trương Khiết đem tiền kiếm lời, còn như thế nào đem nàng biến thành chính mình nữ nhân. Trương Khiết phụ thân trong mắt, lộ ra nồng đậm mất mát, hắn vô thanh vô tức lắc lắc đầu, âm thầm thở dài một tiếng. Trương Khiết nhìn trước mắt một màn, chỉ cảm thấy một loại ngất nảy lên trong lòng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền một đầu tài đi xuống, đây chính là chính mình duy nhất hy vọng. Trương Huyền ngồi ở một bên, nhìn nhân viên công tác động tác, một chút cũng chưa ngoài ý muốn, hắn đã sớm đã nhìn ra, này tảng đá, chỉ là tầng ngoài phiếm lục, chân chính bảo bối, là ở cục đá bên trong. Nhân viên công tác chậm rãi cắt ra chỉnh tảng đá, đường sở hữu tầng ngoài xanh biếc đều bị hắn thiết xuống dưới sau, bãi ở trước mắt, chỉ là một khối trường khoan 10cm tả hữu bình thường vật liệu đá, nếu liền hiện tại loại này tỷ lệ, lấy ra đi bán, có thể bán cái 2-3 vạn, kia đều là kiếm. Vây xem người sôi nổi lắc đầu, xem ra này nữ oa 50 vạn, là ném đá trên sông A. Trương Khiết nhìn chằm chằm này khối vật liệu đá, đã hoàn toàn không báo cái gì hy vọng, nàng cũng không trách Trương Huyền, rốt cuộc đổ thạch thứ này, ai cũng không nhất định có thể nói có thể kiếm tiền, tỷ phu chỉ là cho chính mình ra chủ ý, chân chính làm quyết định, vẫn là chính mình. Nữ sĩ, muốn tiếp tục thiết sao? Nhân viên công tác lại lần nữa dò hỏi một tiếng. Thiết đi, Trương Khiết nói. Nàng đã hoàn toàn không báo cái gì hy vọng, thanh âm đều có vẻ hữu khí vô lực. Nhân viên công tác gật đầu, áp đặt đi xuống, nhưng vừa mới thiết không đến nửa cm, trên tay hắn động tác đó là một đốn, như vậy một cái rất nhỏ động tác, làm Trương Khiết đã hoàn toàn chết một lòng, lại lần nữa nhắc lên. Này động tác đại biểu chính là cái gì? Đại biểu chính là này cục đá, có cái gì à? Sẽ không bên trong cắt ra đồ vật đi. Không có khả năng đi. Lục Trung Lục. Thật muốn là Lục Trung Lục nói, chỉ sợ so một chỉnh khối phỉ thúy đều phải đáng giá, giống nhau Lục Trung Lục tỷ lệ, kia nhưng đều là cực phẩm. Nhân viên công tác chầu này động tác, lại lần nữa khiến cho chung quanh người lực chú ý. Chương 447 cực phẩm pha lê loại. Nhân viên công tác đem thiết đao buông, cầm lấy chuyên nghiệp công cụ, chậm rãi mài rũa lên, theo nhân viên công tác động tác, một tiểu tầng vật liệu đá bị ma rớt. Nhân viên công tác nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Đường tầng ngoài đá vụn bị thổi rất nháy mắt, một mặt xanh biếc, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Này mặt xanh biếc, cho người ta một loại nhan sắc nồng đậm cảm giác, quang xem này nhan sắc, liền cơ hồ có thể có 80% tỷ lệ xác định, đây là chính phẩm. Nhân viên công tác tiếp tục đem này khối vật liệu đá tiến hành ma sát, đường chung quanh đá vụn toàn bộ bị ma rất sâu, kia một chỉnh khối, trường khoan cắt tiếp cận 10cm phỉ thúy, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Phỉ thúy giữa. Tinh thể viên cực tiểu, trong suốt độ rất cao, loại này phỉ thúy, mài rũa ra tới hiệu quả là tương đương tốt. Nhan sắc xanh biếc nồng đậm, là vì thượng giai. Xem một khối phỉ thúy hay không đáng giá, đầu tiên muốn xem chính là loại hố cùng nhan sắc, loại hố đó là nói tinh thể hạt, nhan sắc nói, phỉ thúy chia làm màu xanh lục, màu đỏ, màu tím, trong đó màu xanh lục tốt nhất, sắc lại chia làm nùng, tiếu, dương, chính, cùng. Hiện tại bãi ở trước mắt này khối phỉ thúy. Ở loại hố cùng nhan sắc này hai điểm thượng, có thể nói là không có có thể bắt bẻ địa phương. Đệ tam điểm, chính là xem chỉnh khối phỉ thúy trong suốt độ, cũng chính là chuyên nghiệp trong giọng nói sở giảng thế nước. Một khối phỉ thúy cuối cùng giá cả, cùng thế nước có trực tiếp quan hệ, trong suốt hơn tốt phỉ thúy, liền càng đáng giá. Nhân viên công tác, lấy ra đèn pin, chậm rãi đánh vào này khối phỉ thúy thượng. Giờ này khắc này, Trương Khiết khẩn trương hô hấp đều dồn dập. Một loại mừng như điên nảy lên nàng trong lòng, nàng vừa mới nghe chung quanh người ta nói,
liền loại này tỷ lệ phỉ thúy, ít nói có thể bán được 500 vạn trở lên, đây là đã xác định sự, nói cách khác, chính mình lúc này đây, thật là đánh cuộc chính xác, không cần gả cho Ban Tân Khải. Trương Khiết phụ thân, cũng là đầy mặt kích động, ngồi ở chỗ kia, hai tay không ngừng phát run. Đến nỗi Ban Tân Khải, còn lại là sắc mặt hắc đáng sợ, hắn không nghĩ tới, thật đúng là làm Trương Khiết đem bảo bối khai ra tới, hơn nữa chung quanh người thanh âm, hắn cũng là nghe được rành mạch, ít nhất 500 vạn giá trị A. Mọi người hiện tại liền xem, đường ánh đèn đánh tới phỉ thúy thượng, có thể xuất hiện cái dạng gì hiệu quả, hiện tại này khối phỉ thúy, ở nhan sắc cùng loại hố thượng, đều là cực phẩm, chỉ cần thế nước hảo, kia giá cả phiên thượng gấp đôi đều không thành vấn đề. Nhân viên công tác cầm đèn pin, ánh đèn mở ra, chậm rãi di động đến phỉ thúy mặt trên, đường ánh đèn đánh vào phỉ thúy thượng trong nháy mắt, vây xem người, đồng thời hít hà một hơi. Liền này phỉ thúy hiện tại tỷ lệ, nếu ánh đèn đánh đi lên, có thể từ mặt khác một mặt lộ ra tới, vậy có thể nói cực phẩm, nhưng hiện tại, chỉnh khối phỉ thúy, đều bị ánh đèn sở tràn ngập, giống như là một cái đều có vật phát sáng giống nhau. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này khối phỉ thúy, là cực phẩm chung cực phẩm. Pha lê loại A, là pha lê loại. Ta thiên, thế nhưng ra pha lê loại, lớn như vậy một khối. Nhìn này khối phỉ thúy, chung quanh tiếng kinh hô, không ngừng vang lên. Pha lê loại, lại xưng là đế vương ngọc, là phỉ thúy giữa cực phẩm, chẳng sợ một tiểu khối, đều giá trị liên thành. Như vậy một khối pha lê loại, giá trị bao nhiêu tiền A? Ít nhất có ngàn vạn. Ngàn vạn không ngừng. Vây xem đám người thanh âm giữa, mang theo một loại kinh ngạc cảm thán. Này nữ oa ánh mắt quá độc ác, 50 vạn chụp được, giá cả phiên gấp mấy trăm lần. Một khối pha lê loại xuất hiện, lập tức khiến cho Trương Khiết nơi này, thành toàn bộ đại sảnh tiêu điểm. Cùng lúc đó, cuối cùng một khối đế thạch bán đấu giá cũng kết thúc, Đoạn Ngọc các nhân viên công tác, làm cho mọi người mặt, tiến hành khai thạch. Ban Tân Khải chính mình chụp được tới kia tảng đá vẫn luôn không nhúc nhích, vốn dĩ tưởng chưa chút chờ mong cảm, nhưng hiện tại, hắn trong lòng là một chút chờ mong cảm đều không có, liền tính khai lại hảo, có thể khai ra này thượng ngàn vạn đồ vật sao. Cứt chó vận, Ban Tân Khải hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Huyền, sau lại ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm kia khối pha lê loại, thượng ngàn vạn đồ vật A, này so với hắn toàn bộ thân gia đều phải nhiều, hắn như thế nào có thể không tâm động đâu. Này khối đế vương ngọc, Đoạn Ngọc Các sẽ lấy qua đi cấp kinh thành tới chuyên gia giám định, đường đến ra một cái tương đối không sai biệt lắm giá cả sau, lại từ Trương Khiết quyết định muốn hay không bán. Tỷ phu, cảm ơn ngươi, thật là thật cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Trương Khiết tiến đi đế vương ngọc sau, đầy mặt cảm kích nhìn Trương Huyền, có thể nhìn đến, Trương Khiết hốc mắt chung đều có nước mắt phiếm ra tới, này một khối phỉ thúy, có thể nói, hoàn toàn thay đổi nàng nhân sinh. Nếu hôm nay không có khai ra tới cái này bảo bối, Trương Khiết đều có thể nghĩ đến, chính mình về sau nhật tử, là có bao nhiêu tối tăm không ánh sáng. Trương Huyền cười cười, cảm tạ ta làm gì, này cục đá là chính ngươi quyết định đánh cuộc, ta chỉ là cho ngươi cái kiến nghị mà thôi. Nếu không có đề nghị của ngươi, ta cũng sẽ không đi mua, tỷ phu, thật sự, cảm ơn ngươi. Trương Khiết đứng dậy, hướng Trương Huyền thật sâu cúc một cung. Hảo, Trương Huyền duỗi tay, xoa xoa Trương Khiết đầu. Ngươi nhà đầu này, kêu ta một tiếng tỷ phu, cũng đừng cùng ta khách khí như vậy, nói lấy ngươi cùng Tự Uyển kia nhà đầu quan hệ, thật muốn dùng tiền, nói một câu không phải được rồi. Bằng hữu A, cũng không phải dùng để khách khí. Ban Tân Khải ánh mắt khói mù chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, đứng dậy chiều một bên đi đến. Trương Khiết phụ thân lúc này, cũng đứng lên, cùng Trương Huyền nói chuyện ngữ khí, cũng trở nên khách khí rất nhiều, tiểu huynh đệ, người này phân ánh mắt, có thể nói độc ác. Không biết ở đâu thăng chức A. Cái gì thăng chức A? Trương Khiết chụp hạ chính mình phụ thân bả vai. Ba, ngươi không phải lão nói Lâm Thị Lâm Thanh Hạm lợi hại sao? Tỷ phu hắn, chính là Lâm Thanh Hạm lão công A. Cái gì? Trương Khiết phụ thân thân thể chấn động. Hắn nhìn Trương Huyền, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Người này, thế nhưng là Ngân Châu cái kia thương nghiệp nữ vương lão công. Tiểu huynh đệ, vừa mới có điều đắc tội, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý. Trương Khiết phụ thân vội vàng nói, vừa mới đối Trương Huyền thái độ, làm hắn cảm thấy thật ngượng ngùng. Trương Huyền lắc lắc đầu, không có hé răng. Trương Khiết phụ thân xấu hổ cười cười, cũng không nói thêm nữa lời nói, liền chính mình vừa mới sở biểu hiện, chỉ cần là cái có tính tình người, đều sẽ đối chính mình có điều bất mãn. Được rồi, nhà đầu, mau đi hậu trường bắt người bảo bối đi, hẳn là đã giám định xong rồi.
Trương Huyền nhìn Trương Khiết kia đầy mặt hưng phấn bộ dáng, mở miệng nói. Hảo, tỷ phu, ta buổi tối thỉnh ngươi cùng Tiểu Huyền ăn cơm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cự tuyệt a. Yên tâm, buổi tối hảo hảo tể ngươi một đốn, Trương Huyền lớn tiếng nói. Trương Khiết cùng này phụ thân đi đến hậu trường thời điểm, nhìn đến Ban Tân Khải cũng ở chỗ này, mà kia khối pha lê loại, lúc này đang bị Ban Tân Khải cầm ở trong tay. 1000 vạn, không bán không bán, Ban Tân Khải lúc này đang ở cùng một người giao lưu, các người khi ta ngốc a, này khối pha lê loại, ít nhất giá trị 1500 vạn, 1000 vạn liền tưởng mua, các ngươi nằm mơ đâu. Trương Khiết đi qua đi, Ban Tân Khải, ta đồ vật, như thế nào ở trong tay ngươi? Ngươi đồ vật, Ban Tân Khải vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trương Khiết, cái gì ngươi đồ vật? Chương 448 ta phỉ thúy. Ban Tân Khải biểu tình cùng ngữ khí, làm đến Trương Khiết cha con hai sửng sốt. Ban Tân Khải, ngươi trong tay đồ vật, là ta khai ra tới. Trương Khiết nhắc nhở một câu. Ngươi khai ra tới, Ban Tân Khải nhìn trong tay này khối pha lê loại, Trương Khiết, ngươi quá khôi hài đi. Này rõ ràng là ta chụp được tới a. Trương Khiết cười một chút, Ban Tân Khải, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Đoạn ngọc các lớn như vậy cửa hàng, ngươi còn có thể đem này khối phỉ thúy lại đi không thành? Lại, Ban Tân Khải cười một chút, ta nói Trương Khiết, ngươi cũng quá khôi hài đi, ngươi hỏi một chút nhân gia đoạn ngọc các nhân viên công tác, này khối phỉ thúy, thuộc về ai? Ban Tân Khải vừa dứt lời, một người ăn mặc chức nghiệp trang phục trung niên nữ nhân đã đi tới, nói, này khối đế vương ngọc, là 58 hào khách sở chụp. Trung niên nữ nhân trong tay cầm một quyển sổ tay. Trương Khiết gật gật đầu, không sai, là ta chụp. Ngươi chụp, Ban Tân Khải khóe miệng lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, không nghe được nhân gia giám đốc nói, là 58 hào chụp sao? Ta chính là 58 hào. Trương Khiết lấy ra trong tay hào bài, là vừa rồi bán đấu giá khi kêu giới dùng. Tên kia giám đốc lắc lắc đầu, căn cứ khách đăng ký thượng, 58 hào, là Ban Tân Khải tiên sinh, này khối phỉ thúy. Nên từ Ban Tân Khải tiên sinh sở hữu, Ban Tân Khải tiên sinh đem quyết định này khối phỉ thúy mua bán quyền. Giám đốc nói xong, đem sổ tay đưa cho Trương Khiết nhìn thoáng qua, nơi tay sách mặt trên, Trương Khiết ba người sở ngồi vị trí, tất cả đều viết Ban Tân Khải tên. Sổ tay thượng đồ vật, làm Trương Khiết thân thể mềm mại run lên, nàng liền nói vừa mới Ban Tân Khải đi nhanh như vậy là vì sao, nguyên lai là chạy hậu trường tới sửa mấy thứ này. Trương Khiết phụ thân vội vàng nói, giám đốc. Người có điều không biết, tuy rằng tên thượng nhớ chính là Ban Tân Khải, nhưng vừa mới vật liệu đá, đích đích xác xác là nữ nhi của ta chụp được tới, này rất nhiều người đều có thể chứng minh, bao gồm bên ngoài theo dõi, đều có thể nhìn đến. Xin lỗi, ta chỉ xem ra tân đăng ký, đến nỗi là ai chụp được tới, không liên quan gì tới ta. Giám đốc mặt vô biểu tình lắc lắc đầu. Trương Khiết, đa tạ ngươi này phân đại lễ a. Ban Tân Khải cười lạnh một tiếng, hắn vừa mới 50 vạn. Không phải nói trắng ra cấp. Trương Khiết hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, các người này hoàn toàn là không nói lý. Không nói lý, giám đốc lộ ra một bộ bất mãn bộ dáng, nữ sĩ, người phải có ý kiến gì, có thể ta đi chúng ta Tần Tổng đưa ra. Tìm Tần Nhu đề. Trương Khiết nếu có thể nhận thức Tần Nhu nhân vật như vậy, sao có thể bị một cái Ban Tân Khải bức không đường thối lui. Được rồi, Trương Khiết, người hôm nay biểu hiện, làm ta rất không vừa lòng. Ngẫm lại như thế nào làm mới có thể làm ta vừa lòng đi, bằng không nhà ngươi sự, chính ngươi nhìn làm. Ban Tân Khải nói một tiếng, trang thượng phỉ thúy, đi nhanh chiều vừa đi đi. Đem ta đồ vật trả lại cho ta. Trương Khiết bước ra nện bước chiều Ban Tân Khải đuổi theo, cấp nước mắt đều ra tới, đây chính là nàng hy vọng cuối cùng a, liền như vậy bị người đoạt đi rồi. Bảo an, đem nàng đuổi ra ngoài. Giám đốc mày nhăn lại, lập tức quát, nàng vừa mới thu 50 vạn. Này tiền tự nhiên không thể lấy không. Hai gã bảo an nghe được giám đốc nói, lập tức đi lên tới giá trụ Trương Khiết. Đem nữ nhi của ta buông ra, Trương Khiết phụ thân lập tức vọt đi lên. Đem hắn cũng cấp đuổi ra ngoài, giám đốc lại phân phó một tiếng. Hai gã bảo an chiều Trương Khiết phụ thân đi đến. Trương Khiết phụ thân đột nhiên vung tay lên, hét lớn, đừng chạm vào ta. Nguyên bản bình tĩnh hậu trường, lập tức liền lâm vào một trận ầm ĩ giữa. Trương Huyền đi đến hậu trường, vừa vặn nghe thế ầm ĩ thanh âm, vừa thấy, liền thấy Trương Khiết cùng này phụ thân đang bị bảo an giá. Buông ra, Trương Huyền đi qua đi, lấp kín bảo an lộ, nhíu mày nói, làm gì vậy đâu? Các ngươi đoạn ngọc các chính là như vậy đối đãi khách hàng. Ngươi lại là ai a?
Giám đốc từ một bên đi tới, khó chịu nhìn Trương Huyền, chúng ta Đoạn Ngọc Các thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Trương Huyền nhìn thoáng qua, ở đối phương ngực trái, treo một chương công tác bài, chứng minh đối phương Đoạn Ngọc Các giám đốc chức vị. Trương Huyền hỏi, các ngươi Tần Tổng đâu? Quan ngươi chuyện gì? Giám đốc đầu một ngẩng, hiện tại, Hằng Viễn mậu dịch càng lúc càng lớn, Đoạn Ngọc Các cũng có thể nói là toàn bộ Ninh tỉnh độc nhất ra đổ thạch môn cửa hàng, giám đốc cũng có vẻ thực ngạo khí. Tỷ phu, nàng liên hợp ban Tân Khải, đem chúng ta Phỉ Thúy cấp đoạt. Trương Khiết ở bên cạnh nôn nóng hô. Đoạt Phỉ Thúy, Trương Huyền nghe được sửng sốt. Ở Vân Tỉnh, rất nhiều năm trước, có như vậy một cái đội, ỷ vào chính mình là người địa phương, người bên ngoài lại đây khai ra thứ tốt, bọn họ liền sẽ động thủ đoạt. Đối với loại người này, một khi bị bắt lấy, đều có một loại không nói gì ăn ý, liền cảnh đều sẽ không báo, trực tiếp băm tay. Bất quá loại chuyện này, đã là rất nhiều năm trước, hiện tại đổ thạch giới chỉnh đốn và cải cách, mọi người đều thủ quy củ, không có người còn dám làm loại này đoạt cục đá sự, không nghĩ tới hôm nay ở Ngân Châu lại gặp được. Cái gì kêu đoạt, giám đốc sắc mặt tối sầm, ta chỉ là ấn quy củ làm việc, các ngươi phải có ý kiến, liền đi tìm chúng ta Tần Tổng đi. Giám đốc nói như vậy, đó là trong lòng có nắm chắc, những người này tuyệt đối không có khả năng cùng Tần Nhu liên hệ thượng. Tỷ phu, nàng liền vẫn luôn làm ta đi tìm các nàng Tần Tổng, nhưng chúng ta sao có thể nhận thức Tần Tổng a, ngươi? Ngươi nhận thức sao? Trương Khiết mang theo một mạt kỳ vọng hỏi. Hắn có thể nhận thức chúng ta Tần Tổng. Giám đốc khinh thường bĩu môi, đánh giá Trương Huyền kia một thân ăn mặc, có thể nói thượng là keo kiệt. Trương Huyền gật gật đầu, lấy ra điện thoại, vừa muốn cấp Tần Nhu đánh qua đi, liền nghe phía sau vang lên một đạo dễ nghe thanh thúy thanh, Trương Huyền, ngươi tại đây đâu? Ta tìm ngươi đã nửa ngày. Nhìn đến người nói chuyện, tên này giám đốc trên mặt biểu tình một sửng sốt, Tần Tổng như thế nào tới? Tần Nhu bước gót sen, chậm rãi hướng tới đi tới. Nhìn mắt bị bảo an bắt lấy Trương Khiết cùng này phụ thân, mày liễu hơi nhíu nói, đây là có chuyện gì? Tần Tổng, bọn họ ở hậu đài nháo sự, muốn cướp khách hàng khai ra tới Ngọc Thạch, ta này chính đuổi đi người đâu? Giám đốc vội vàng nói. Đoạt Ngọc Thạch, Tần Nhu sắc mặt buồn bã, người xác định. Đúng vậy Tần Tổng, chính là này ba người. Giám đốc duỗi tay chỉ vào Trương Huyền ba người, theo sau đối bảo an nói, mau, đem này ba người đuổi ra ngoài, bọn họ nếu còn muốn nháo sự. Liền trực tiếp báo nguy. Tần Nhu lắc lắc đầu, trực tiếp mở miệng, người cũng đừng đuổi, Thiệu giám đốc, người đã bị khai trừ rồi. Tần Nhu nhìn trước mắt tình huống, căn bản không cần hỏi, đều biết này giám đốc ở lật ngược phải trái, Trương Huyền có thể đoạt khách hàng khai ra tới Ngọc Thạch. Tần Tổng, ta không rõ. Giám đốc sắc mặt có chút tái nhợt. Không rõ, cảnh sát sẽ làm ngươi minh bạch. Tần Nhu biểu tình không vui nói một tiếng. Trương Huyền mở miệng nói. Người này chậm rãi xử lý đi, trước làm bảo an đi đem cái kia ban Tân Khải truy hồi tới, đừng làm cho cầm Ngọc Thạch chạy, thật muốn như vậy, các người Đoạn Ngọc Các bồi tiền là việc nhỏ, chỉ sợ về sau cũng khai không nổi nữa. Tần Nhu gật đầu, vội vàng phân phó đi xuống. Chương 449 thật sự nhận thức. Giám đốc nhìn Trương Huyền cùng Tần Nhu nói chuyện bộ dáng, trăm triệu không nghĩ tới, người này thật đúng là nhận thức Tần Tổng, xem hắn xuyên kia keo kiệt dạng. Như thế nào đều không giống như là có thể nhận thức Tần Tổng người a. Đối với cái này giám đốc, Trương Huyền căn bản là không nhiều lắm tâm tư, hôm nay việc này, đủ nàng ở tù mọt gông. Một đám bảo an sốt ruột hoảng hốt chạy ra đi, ước chừng 5 phút sau, giá ban Tân Khải về tới Đoạn Ngọc Các nội. Các ngươi hắn sao, ai cho các ngươi quyền lợi, các ngươi chính là như vậy đối đãi khách hàng, ta muốn cáo các ngươi. Ban Tân Khải không ngừng phát ra tiếng mắng. Chờ ngươi có cơ hội cáo rồi nói sau. Tần Nhu lạnh lùng trừng mắt nhìn ban Tân Khải liếc mắt một cái, vừa mới sự, nàng đã nghe Trương Khiết nói, ngươi bị nghi ngờ có liên quan tới rồi lừa dối, cướp bóc, chờ từ cục cảnh sát ra tới, ngươi tưởng cáo chúng ta Đoạn Ngọc Các, ta tùy thời hoan nghênh. Tần Nhu nhìn đến ban Tân Khải bị trảo trở về, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu hôm nay thật làm ban Tân Khải cầm đồ vật chạy, kia Đoạn Ngọc Các chiêu bài cũng liền tạp, lần đầu tiên làm đấu giá hội. Khách hàng đánh ra tới đồ vật bị người đoạt đi, vẫn là liên hợp Đoạn Ngọc Các bên trong nhân viên cùng nhau, về sau ai còn dám tới Đoạn Ngọc Các chơi cục đá. Cái gì kêu lừa dối, cướp bóc, phiếu đều là ta mua, chỗ ngồi hào đăng ký đều là ta, này Phỉ Thúy rõ ràng là ta. Ban Tân Khải không nhận mệnh quát, còn không giống xong, đã bị Trương Huyền đánh gãy. Ban Tân Khải, 1989 năm sinh, Húc Hiên Mậu Dịch phục vụ công ty Thiếu Đông Gia, một tháng trước. Người mua được Trương Khiết ra sở hữu hợp tác đồng bọn,
cộng đồng gồm Thâu Trương Khiết Gia sở hữu tài sản, tổng cộng 720 vạn, cố dẫn tới Trương Khiết Gia mắc nợ 300 vạn. Ở Trương Khiết Gia phá sản sau, người lấy mắc nợ tiến hành áp chế, khiến cho Trương Khiết cùng ngươi hoàn thành đính hôn, ta nói đúng chứ? Trương Huyền nói chuyện thời điểm, nhìn chằm chằm Ban Tân Khải. Ban Tân Khải sắc mặt trắng nhợt, này đó đều là chính mình lén làm sự tình, rất ít người biết, hắn là như thế nào biết này đó. Nhìn dáng vẻ ta nói không tồi, Trương Huyền cười một chút, hiện tại, trên người của ngươi lại đến hơn nữa hạng nhất thương nghiệp lừa dối tội danh, hảo hảo hưởng thụ đi. Trương Huyền vỗ vỗ Ban Tân Khải bả vai. Trương Huyền giọng nói mới lạc, Đoạn Ngọc Các trước cửa liền vang lên một trận cảnh minh thanh, ở vừa mới Tần Nhu sai người truy Ban Tân Khải thời điểm, cũng đã báo nguy. Tỷ phu, người thật là đã cứu chúng ta ra a. Trương Khiết đứng ở Trương Huyền trước mặt, nhìn một lần nữa trở lại chính mình trong tay phỉ thúy, ta thật sự không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Được rồi, lại nói loại này lời nói, cũng đừng kêu ta tỷ phu, không phải nói buổi tối mời ta ăn bữa tiệc lớn đâu sao. Trương Huyền cười, buổi tối ta chờ ngươi điện thoại a. Ân, nhất định, Trương Khiết dùng sức gật đầu. Trương Huyền lại làm Tần Nhu giúp Trương Khiết đem kia khối phỉ thúy xử lý rớt. Chính mình tắc vội vàng rời đi Đoạn Ngọc Các, hắn hiện tại liền tưởng chạy nhanh làm rõ ràng, vừa mới khai ra tới kia khối tinh thể rốt cuộc là thứ gì. Hỏa tinh vẫn luôn là Quang Minh Đảo muốn làm rõ ràng năng lượng thể, hiện giờ lại xuất hiện một khối cùng hỏa tinh tương tự đồ vật, không thể không làm Trương Huyền coi trọng lên. Trương Huyền mới vừa đi ra Đoạn Ngọc Các, kia một nam một nữ hai gã người trẻ tuổi liền theo đi lên. Trương Huyền ở đường đi bộ thượng nhìn quét một vòng, cuối cùng đi vào một nhà thương trường. Ở bên trong xoay lên. Mau, đuổi kịp. Một nam một nữ hai gã người trẻ tuổi vội vàng theo vào thương trường chung. Trương Huyền ở thương trường chung chuyển hơn nửa giờ, cuối cùng đi vào ngầm bãi đỗ xe. Hắn muốn lái xe, đừng làm cho hắn chạy. Tóc dài xinh đẹp nữ nhân vội vàng nói một tiếng, hai người vọt vào ngầm bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe rất lớn, thời gian này điểm người cũng không phải rất nhiều, có vẻ thực trống trải. Đương hai người vào tới bãi đỗ xe sau, cũng không có ở trước tiên nhìn đến Trương Huyền thân ảnh. Cực đại ngầm gara, hai người tỉ mỉ quan sát đến, tìm Trương Huyền. Xinh đẹp nữ nhân tránh ở một bức tường sau, chậm rãi hướng phía trước phương quan sát đến. Mỹ nữ, tìm ta a. Trương Huyền thanh âm, đột nhiên ở xinh đẹp nữ nhân phía sau vang lên. Này đột ngột thanh âm, dọa xinh đẹp nữ nhân nhảy dựng, nàng theo bản năng rụt rụt cổ, quay đầu. Nhìn đến Trương Huyền chính vẻ mặt ý cười đứng ở chính mình phía sau. Sư muội, cẩn thận, khoảng cách xinh đẹp nữ nhân không xa thanh niên đồng dạng nghe được Trương Huyền thanh âm, đương nhìn đến Trương Huyền đang đứng ở chính mình đồng bạn phía sau khi, trước tiên vọt lại đây. Trương Huyền mặt mang ý cười, nhìn hai người, các ngươi hai cái, từ Đoạn Ngọc Các vừa ra tới, liền đi theo ta, là vì cái này sao? Trương Huyền nói chuyện khi, lấy ra một khối màu trắng tiểu tinh thể. Ở Trương Huyền lấy ra này màu trắng tiểu tinh thể nháy mắt, một nam một nữ ánh mắt liền tỏa định ở Trương Huyền trên tay chi vật. Xem ra ta đoán không tồi. Trương Huyền thủ đoạn vừa lật, đem đồ vật thu lên, các ngươi đã sớm biết, kia vật liệu đá giữa, tàng đến là thứ này. Vô nghĩa, mấy khối đế thạch bên trong, trừ bỏ linh. Xinh đẹp nữ nhân mở miệng, mới vừa nói một nửa, một phản ứng lại đây, vội vàng vươn ra tay ngọc, đem cái miệng nhỏ che lại. Mắt to trung mang theo một tia giận dữ chừng mắt Trương Huyền, người bộ ta lời nói. Trương Huyền bởi vì xinh đẹp nữ nhân nói trầm mặc một phen, vài giây sau, Trương Huyền mở miệng, này rốt cuộc là cái gì? Huynh đệ, người biết đây là cái gì, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Thanh niên nói, thứ này, người cầm không có bất luận tác dụng gì, nếu người nguyện ý, có thể cho ta 2 ngày thời gian, ta dùng 300 vạn thu lại đây, người cũng không lỗ, như thế nào? Trương Huyền lắc lắc đầu, không được, ta không thiếu kia 300 vạn, ta chỉ là muốn biết, này rốt cuộc là cái gì mà thôi. Không nghe ta sư huynh nói sao, thứ này, người đã biết đối với người một chút chỗ tốt đều không có, huống hồ liền tính nói cho ngươi, ngươi cũng vô pháp dùng, chúng ta vì thứ này, đại thật xa chạy tới, ngươi vì cái gì một hai phải cùng chúng ta đối nghịch. Xinh đẹp nữ nhân cấp mặt đều đỏ, có thể thấy được thứ này đối bọn họ tới nói, thật sự trọng yếu phi thường. Trương Huyền cười cười. Đối nghịch chưa nói tới, rốt cuộc đây là ta công bằng công chính chụp được tới, các ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục thêm tiền, thêm đến ta ra không dậy nổi mới thôi. Xinh đẹp nữ nhân khí rậm rậm chân, nói không ra lời. Thanh niên về phía trước 2 bước, huynh đệ, ngươi tin tưởng ta, thứ này lưu tại ngươi trong tay,
cũng chỉ sẽ cho ngươi rước lấy phiền toái mà thôi, còn không bằng giao cho ta. Nga, cái gì phiền toái? Trương Huyền hiếu kỳ nói, hắn hiện tại thật đúng là chờ mong phiền toái tìm tới môn tới, như vậy chính mình liền có con đường làm rõ ràng này rốt cuộc là cái gì. Trương Huyền trong lòng có cổ trực giác, này tinh thạch, rất có khả năng cùng khí có quan hệ. Huynh đệ, ngươi thật sự không muốn đem thứ này giao cho chúng ta. Thanh niên mày nhăn lại, lại lần nữa dò hỏi một tiếng. Trương Huyền như cũ lắc đầu. Sư huynh, không cần cùng loại người này nhiều lời, trực tiếp đoạt lấy tới liền hảo. Xinh đẹp nữ nhân mãnh vung tay lên, ở này phất tay nháy mắt, một chi mũi tên nhọn tự này cổ tay áo bắn nhanh mà ra, bỗng nhiên chiều Trương Huyền mà đi. Sư muội, thanh niên la lên một tiếng, lại vì khi đã muộn, tụ tiễn đã phát ra, vô pháp thu hồi. Thời điểm mấu chốt, Trương Huyền bỗng nhiên một cái xoay người, tránh thoát kia chi tụ tiễn. Chương 450 bị nghi ngờ có liên quan mưu sát án. Thấy Trương Huyền như thế nhẹ nhàng đem tụ tiễn tránh thoát, thanh niên ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy có chút khiếp sợ, người này, thế nhưng có tốt như vậy thân thủ. Trương Huyền xoay qua thân, nhìn xinh đẹp nữ nhân, bĩu môi, lớn lên khá xinh đẹp, liền này tâm, có chút quá ác độc điểm. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, một tay thành chảo, chiều xinh đẹp nữ nhân chụp tới. Xinh đẹp nữ nhân ánh mắt rùng mình, sư huynh, hắn có cổ quái, đừng lưu thủ. Ở nữ nhân nói lời nói trống vắng, Trương Huyền tay liền đã duỗi đến nữ nhân gáy ngọc trước, chiều nữ nhân trên cổ chộp tới. Nữ nhân bước chân nhanh chóng lui về phía sau, thế nhưng tránh thoát Trương Huyền này một chảo. Nữ nhân lui về phía sau nện bước làm Trương Huyền trong lòng một cả kinh, chính mình này một chảo, tuy rằng vô dụng ra 10 thành thực lực, nhưng cũng có 6 thành, trên đời này, chẳng sợ thế hệ trước cao thủ, có thể tránh thoát chính mình này một chảo, đều thiếu chi lại thiếu, càng miễn bàn cái này tuổi trẻ nữ nhân. Trương Huyền xem đối phương bước chân, lại là cho chính mình một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, chưa từng có gặp qua, có điểm giống, võ hiệp tiểu thuyết chung viết cái loại này kỳ dị nện bước. Nữ nhân bước chân lui tam tả nhị, tránh thoát Trương Huyền này một chảo, làm nàng mồm to thở dốc vài tiếng. Huynh đệ, đắc tội, thanh niên hét lớn một tiếng, một quyền chiều Trương Huyền trên người đánh tới. Trương Huyền hiện lên thanh niên này một quyền, cùng đối phương đấu ở bên nhau. Trương Huyền cũng không có lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, hắn trọng ở thử này hai người công pháp, Trương Huyền phát hiện, đối phương dùng ra, là một loại chính mình chưa từng có gặp qua bộ chiêu, cái này làm cho Trương Huyền cảm giác được thực không thể tưởng tượng, hắn có tự tin, chính mình biết rõ toàn Hoa Hạ 80% quyền pháp kịch bản, dư lại 20%, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một ít, nhưng loại này trước nay chưa thấy qua, đúng là hiếm thấy. Trương Huyền ở kinh ngạc đồng thời, không nghĩ tới. Này đối tuổi trẻ nam nữ cũng ở kinh ngạc, hai người xuất thế không lâu, thực lực đặt ở trong nhà, cũng là số một số hai, nhưng không nghĩ tới, ra tới lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, liền đụng tới như vậy một cao thủ, nhìn như cùng chính mình tuổi vô kém, lại có thể lấy một địch hai, không rơi hạ phong. Sư muội đi trước, thanh niên thấy chậm chạp bắt không được Trương Huyền, ở gara ngầm đánh nhau khi, động tĩnh lại cực đại, trong lòng nôn nóng. Xinh đẹp nữ nhân mắt đẹp trung lộ ra một mặt không cam lòng, nhưng cũng biết, lại như vậy đánh tiếp, đối chính mình hai người phi thường bất lợi, lại lần nữa hướng Trương Huyền phát ra một chi tụ tiễn sau, thân hình nhanh chóng lui lại. Trương Huyền nhìn hai người rút đi, cũng không có đi truy, mà là đứng ở tại chỗ, hồi tưởng khởi hai người sử dụng quyền pháp cùng với trên chân nện bước, đều là một loại chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Xem ra, một ít không biết đồ vật, khoảng cách chính mình càng ngày càng gần a. Trương Huyền lắc lắc đầu, rời đi gara, trước tiên liên hệ Bạch Trì, làm Bạch Trì lại đây lấy đồ vật. Thương trường ngoại, một nam một nữ nhanh chóng rời đi nơi này. Sư huynh, người nói hắn rốt cuộc là người nào, là nhà ai? Không biết, thanh niên lắc lắc đầu, theo ta được biết, không có nhà ai người, có hắn như vậy thân thủ, chuyện này, cần thiết muốn hội báo cấp trưởng lão rồi. Buổi chiều 5 giờ, Trương Huyền đem đồ vật giao cho Bạch Trì, cấp Lâm Thanh Hạm chào hỏi sau. Liền đi tìm Từ Huyền. Đã đáp ứng rồi Trương Khiết buổi tối cùng nhau ăn cơm, Trương Huyền tự nhiên sẽ không nuốt lời. Trương Khiết kêu người, vẫn là kia mấy cái, Trương Huyền đều quen thuộc, Từ Huyền Tôn Lam, còn có Trương Thành. Vừa thấy Trương Khiết, mấy người đều là vẻ mặt ý cười. Hảo ngươi cái cô gái, đánh trong nhà xảy ra chuyện danh hào, nơi nơi đi chơi a. Chính là, bằng hữu vòng phát vui vẻ u, nhưng hâm mộ chết chúng ta. Trương Khiết nghe Tử Huyền cùng Tôn Lam trêu đùa thanh, không có giải thích nhiều như vậy, chơi cũng chơi được rồi,
thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm, ngày mai liền phải hồi trường học lạc, ai, hảo hoài niệm ở bên ngoài du ngoạn nhật tử a. Trương Huyền nhìn Trương Khiết bộ dáng, gật gật đầu, nhà đầu này, tâm tính không tồi, giảng nghĩa khí, lại không yêu cấp bằng hữu tăng thêm gánh nặng. Một đốn cơm chiều ăn không tồi, Trương Huyền cũng không cùng Trương Khiết khách khí, tịnh chọn tốt điểm, Trương Huyền cũng rõ ràng, này bữa cơm ăn càng quý, Trương Khiết trong lòng càng thoải mái, bằng không nha đầu này lão cảm thấy thiếu chính mình cái gì. Chờ cơm chiều kết thúc thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ. Trương Huyền chậm gì gì tản bộ về nhà. Còn chưa tới biệt thự viện trước, rất xa, Trương Huyền liền nghe được liền cảnh minh tiếng vang lên, đại khái phân biệt một chút, cảnh minh thanh, thế nhưng là từ chính mình trước ra môn truyền đến. Trương Huyền lập tức chiều ra trụ địa phương chạy tới, quả nhiên, mấy chiếc xe cảnh sát chính ngừng ở biệt thự viện môn trước, sáng lên cảnh đèn. Vài tên thân xuyên chế phục cảnh sát, đang đứng ở viện môn trước dò hỏi cái gì, Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật, chính không ngừng cùng cảnh sát giao lưu. Trương Huyền híp mắt nhìn một chút, này mấy chiếc xe cảnh sát, cũng không phải Ngân Châu bảng số xe, mà là Lạc Hà. Lạc Hà cảnh sát chạy đến Ngân Châu tới. Trương Huyền trước tiên, liền ngửi được một cổ không giống bình thường hơi thở. Lâm nữ sĩ, người cần thiết muốn đúng sự thật công đạo, người trưởng phu Trương Huyền, rốt cuộc đi nơi nào? Một người cảnh sát cầm ký lục nghi, dò hỏi Lâm Thanh Hạm. Ta đã nói qua rất nhiều lần, hắn đêm nay cùng ta muội muội ở bên nhau ăn cơm, hẳn là lập tức liền đã trở lại, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lâm Thanh Hạm nhăn mày liễu. Lâm nữ sĩ, chúng ta hiện tại chính thức thông chí ngươi, ngươi trưởng phu, bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau mưu sát án, ở ngươi trưởng phu trở về trước, ngươi không được thông qua bất luận cái gì thủ đoạn cùng hắn liên hệ, chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành 24 giờ nghiêm mật giám thị, hy vọng ngươi phối hợp. Một người hơn 30 tuổi nam tính cảnh sát nói, đồng thời ánh mắt không ngừng ở Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật trên người qua lại đánh giá. Giám thị ta, Lâm Thanh Hạm vừa nghe lời này, lập tức quát, ai cho các ngươi quyền lợi, còn có, các ngươi có cái gì chứng cứ, nói ta trưởng phu cùng nhau mưu sát án có quan hệ. Tên kia cảnh sát tùy tay vứt ra một phần văn kiện, Lâm nữ sĩ, thỉnh ngươi hảo hảo xem, đây là phía trên hạ phát bắt bớ lệnh. Lâm Thanh Hạm tập trung nhìn vào, này phân lấy hồng tự mở đầu bắt bớ lệnh, rõ ràng là từ Lạc Hà cục cảnh sát hạ phát, mặt trên viết rành mạch, đối nghi phạm Trương Huyền tiến hành bắt giữ. Sao có thể, Lâm Thanh Hạm trong lòng giật mình, chuyện này không có khả năng. Lâm nữ sĩ, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi trưởng phu, đã bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau mưu sát án, hiện tại thỉnh ngươi làm một chút đi, chúng ta phải đối ngươi tiến hành 24 giờ nghiêm mật giám thị, chẳng sợ thượng WC, chúng ta đều đến nhìn chằm chằm. Nam tính cảnh sát nói, liền lên đường muốn hướng trong viện tễ. Làm càn, Tô Mật hét lớn một tiếng, các ngươi cái gì thân phận, ai cho phép các ngươi giám thị chúng ta? Bắt bớ lệnh xem không hiểu sao, trung niên cảnh sát cười lạnh một tiếng. Người đó là bắt bớ lệnh, không có quyền lợi giám thị chúng ta, cái này địa phương, là chúng ta tư nhân lãnh địa, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Tô Mật hét lớn một tiếng. Tư nhân lãnh địa, ta xem các ngươi là tưởng bao che đào phạm. Trung niên cảnh sát quát, theo sau vung tay lên, đi vào lục soát. Đem sở hữu địa phương, đều kiểm tra một lần, nhớ kỹ, ta nói chính là sở hữu địa phương. Chương 451 mang đi. Trung niên cảnh sát đang nói ra sở hữu địa phương mấy chữ thời điểm, cố ý nhìn thoáng qua Tô Mật. Tô Mật khí sắc mặt đỏ lên, nữ nhân trụ địa phương, có rất nhiều địa phương đều là không thể tùy tiện cho người ta xem. Trung niên cảnh sát nói xong, lại lần nữa hô, đồng thời, ta hoài nghi nàng hai trên người mang theo nào đó thông tin thiết bị, sẽ lén cùng nghi phạm liên lạc, các ngươi đem người bắt lấy, ta muốn soát người. Trung niên cảnh sát nói chuyện khi, ánh mắt giữa mang theo một mặt dâm tà. Không có hảo ý, ánh mắt không ngừng ở Lâm Thanh Hạm trên người đánh giá, như vậy cực phẩm mỹ nữ, lại là Lâm thị tổng tài, chính mình sờ lên mấy cái, kia về sau ở rượu trong sân, thổi phồng lên cũng là phi thường có mặt mũi sự a. Lâm Thanh Hạm sắc mặt biến đổi. Tô Mật một chút liền che ở Lâm Thanh Hạm trước người, trừng mắt trước mặt này đàn cảnh sát, ta xem ai dám. Đây là có chuyện gì? Trương Huyền thanh âm, từ một chúng cảnh sát phía sau vang lên. Hắn vừa mới chạy mau tới, cũng không có cẩn thận nghe này đó cảnh sát cùng Lâm Thanh Hạm đối thoại, cũng không biết những người này là hướng về phía chính mình tới. Này đàn cảnh sát vừa thấy đến Trương Huyền, sắc mặt vui vẻ, lập tức tiến lên hai người, chiều Trương Huyền trên người chộp tới. Trung niên cảnh sát trong mắt hiện lên một tia mất mát, xem ra lần này,
chính mình là không có cách nào chiếm trên tay tiện nghi. Hắn nhìn Trương Huyền, lấy ra chính mình bắt bớ lệnh, quát lớn, Trương Huyền, người bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau mưu sát án, hiện tại theo chúng ta đi một chuyến. Cùng các ngươi đi một chuyến, mưu sát, Trương Huyền mày nhăn lại, các ngươi là cái nào đơn vị? Lạc Hà cục cảnh sát, trung niên cảnh sát lấy ra chính mình công tác chứng minh, ở Trương Huyền trước mắt sáng một chút. Trương Huyền ha hả cười, Lạc Hà cục cảnh sát, liền tính là ta thực sự có chuyện gì, cũng không tới phiên các ngươi tới quản đi. Ngân Châu cục cảnh sát không ai sao. Đây là chúng ta bên trong điều hành, cùng ngươi không có quan hệ, theo ta đi một chuyến. Bắt lấy hắn, trung niên cảnh sát mệnh lệnh nói. Kia vọt tới Trương Huyền trước người hai người, tay đã hướng Trương Huyền trên người chộp tới. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, bả vai run lên, ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút Ngân Châu cục cảnh sát, các ngươi là như thế nào điều hành, còn có cái nào mưu sát án, có liên quan tới ta. Ngươi hiện tại không có bất luận cái gì gọi điện thoại quyền lợi, bắt lấy hắn. Trung niên cảnh sát hét lớn một tiếng, Trương Huyền, nếu ngươi hiện tại kháng cự, chính là bắt bớ. Hai gã cảnh sát lại lần nữa bắt lấy Trương Huyền bả vai, Trương Huyền gắt gao nhéo hạ nắm tay, theo sau lại đem nắm tay buông ra, hắn hoàn toàn có năng lực đánh nghiêng này đó cảnh sát, hơn nữa toàn thân mà lui, nhưng hắn không thể làm như vậy, hiện tại hắn, không hề là trước đây cái kia độc hành hiệp, hắn có ra, muốn bận tâm Lâm Thanh Hạm cảm thụ, chính mình thật sự muốn bắt bớ, là gì sự không có, nhưng sẽ cho Lâm Thanh Hạm tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ít nhất, Lâm Thị sẽ đã chịu rất lớn một đợt đánh sâu vào. Về cái gì bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, Trương Huyền không cần tưởng đều biết, là có người cố ý muốn làm chính mình. Trương Huyền tùy ý hai gã cảnh sát đem chính mình đôi tay khảo trụ, hắn cấp Lâm Thanh Hạm làm một cái an tâm biểu tình, lão bà, không có gì sự, ta cam đoan với ngươi, ta ngày mai sáng sớm liền sẽ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở ngươi trước mặt. Trung niên cảnh sát hừ lạnh một tiếng, hoàn hảo không tổn hao gì, thật lớn khẩu khí, ngươi đây là muốn coi pháp luật như không có gì. Ta nói cho ngươi, lần này sự, đủ ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn, mang đi. Chậm đã, Lâm Thanh Hạm duỗi ra tay, ngăn lại vài tên cảnh sát. Trung niên cảnh sát nhướng mày, như thế nào, Lâm nữ sĩ, ngươi còn tưởng ngăn trở chúng ta bắt người không thành. Gây trở ngại chấp pháp làm công, ta có quyền đem ngươi giam giữ. Lâm Thanh Hạm ánh mắt xâm hàn nhìn trung niên cảnh sát liếc mắt một cái, ta không ngăn trở các ngươi, ta chỉ nghĩ nói, ta cùng ta lão công. Luôn luôn tuân theo pháp luật, nếu chúng ta thật muốn phạm sai lầm, tự nhiên tiếp thu pháp luật chế tài, nhưng có người muốn cố ý vu oan giá họa chúng ta Lâm Thị, cũng không phải nhậm người khi dễ. Trung niên cảnh sát nghe được lời này, trong lòng cười lạnh, ngươi Lâm Thị thì thế nào, ngươi Lâm Thị lại lợi hại, có thể cùng Trình gia so sánh với. Lần này động thủ, chẳng những có Trình gia người, còn có Kha Bân Kha thiếu gia, bao gồm Trịnh gia thiếu gia, thần tới, cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Đương nhiên, trung niên cảnh sát này cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, lời nói là sẽ không nói ra tới. Lâm nữ sĩ, người yên tâm, không có người sẽ cố ý vu oan giá họa các ngươi. Trung niên cảnh sát nói xong, vung tay lên, chúng ta đi. Đông đảo cảnh sát thượng xe cảnh sát, mang theo một trận cảnh minh thanh rời đi. Lâm Thanh Hạm nhìn xe cảnh sát rời đi phương hướng, trước tiên lấy ra di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Trình Thanh, người ở đâu? Ta lão công đã xảy ra chuyện. Giờ này khắc này, Trình Thanh đang ngồi ở Trình gia trong trang viên, an bài một ít Trình gia kế tiếp phát triển, nghe tới Lâm Thanh Hạm lão công xảy ra chuyện thời điểm, Trình Thanh lập tức nói, Thanh Hạm, ngươi đừng vội, làm sao vậy? Lạc Hà tới một đội cảnh sát, nói Trương Huyền cùng nhau mưu sát án có quan hệ, mới vừa đem người mang đi. Lâm Thanh Hạm thanh âm, ở trong điện thoại vang lên. Nguyên bản ngồi ở ghế dựa thượng Trình Thanh, vừa nghe cùng Lạc Hà có quan hệ, thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên mặt đất, thượng một lần, Trương Huyền tới Trình gia trang, có thể nói hoàn toàn đem Trình gia đạp lên dưới chân, chẳng sợ lão gia tử, cũng đều đã chịu thua. Hiện tại, Lạc Hà cảnh sát thế nhưng hướng Trương Huyền động thủ. Trình Thanh ngồi ở Trình gia tương lai người thừa kế vị trí này thượng, căn bản là sẽ không liên tưởng đến Trương Huyền là thật sự phạm tội, ở Lâm Thanh Hạm gọi điện thoại tới thuyết minh thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến. Là có người đang làm Trương Huyền, nhưng không nghĩ tới, người này thế nhưng là Lạc Hà. Lạc Hà xảy ra chuyện, kia tất nhiên muốn tính đến Trình gia trên đầu A. Trình Thanh vội vàng hướng trong điện thoại nói, Thanh Hạm, người trước đừng có gấp, ta hiện tại liền đi cục cảnh sát xem một cái. Ân, ta cũng hiện tại nhích người đi Lạc Hà. Lâm Thanh Hạm nói xong,
lập tức cắt đứt điện thoại, tùy tiện xuyên kiện áo khoác, lái xe mang theo Tô Mật chiều Lạc Hà mà đi. Ở Ngân Châu đi thông Lạc Hà quốc lộ thượng, có một cái cảnh sát phân sở, cái này phân sở, vị trí hẻo lánh, trước không thôn, sau không cửa hàng. Mấy chiếc đánh cảnh minh xe cảnh sát, ngừng ở này phân sở cửa. Đi xuống, cửa xe mở ra, một người cảnh sát đem Trương Huyền xô đẩy ra tới. Trương Huyền bị vài tên cảnh sát đưa tới phân sở chung, giam giữ tới rồi phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn hoàn cảnh phi thường đơn sơ, lạnh lẽo ghế dựa thượng mơ hồ có thể nhìn thấy một ít vết máu, trong nhà đèn dùng chính là cái loại này cũ xưa bóng đèn, vừa mở ra, tản mát ra tối tăm màu vàng quang mang. Trương Huyền đôi tay bị dựa vào thẩm vấn ghế. Ước chừng qua mười mấy phút, phòng thẩm vấn đại môn mở ra, một người nhìn thực tuổi trẻ cảnh sát đi đến. Trương Huyền chú ý một chút, đối phương cảnh hàm, đều không phải là chính thức cảnh sát, mà là một người hiệp cảnh. Tuổi trẻ hiệp cảnh cầm một cây bút, một cái ký lục bổn, ngồi ở Trương Huyền đối diện, điểm căn thuốc lá, không kiên nhẫn hỏi, tên họ, tuổi. Trương Huyền, 25 tuổi. Trương Huyền đúng sự thật đáp. Ân, người bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau mưu sát, chờ hạ ấn dấu tay đi. Hiệp cảnh tùy tiện ký lục một chút, liền lấy ra một cái mực đóng dấu, chiều Trương Huyền bị khảo ở ghế dựa mặt sau ngón tay thượng ấn đi.